Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 66. Mà tu vị Liêu Dương Băng tự nhiên không như tiểu đội chiến nhận, hắn thấy rõ ràng xương kiếm kia chém xuống, nhưng trong cảm giác lại không phải là xương kiếm, mà là toàn bộ thế giới đều chém xuống. Mễ Cao Dương dưới cổ lực lượng kia hoàn toàn không hề có lực chống đỡ, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Phanh! Chuôi bảo đao ngọc bích kia cũng bị gãy nát, tung tóe ra vô số mảnh ngọc. Đạp! Lý Vân Tiêu quay người đi lên chiến hạm nói. Đi thôi! Tất cả mọi người căn bản vẫn còn thẫn thờ, dị sắc trên bầu trời còn chưa ùa biến mất, một cổ tầng mây màu xám kinh khủng không ngừng xoay tròn, bên trong lóe ra vô số ánh sao lấp lánh, còn bất chợt có ánh sáng màu xanh xuyên thẳng qua, thật lâu không tiêu tan. Người tiểu đội chiến nhận đã sớm ngốc trệ, chỉ có Liêu Dương Băng ngửa đầu nhìn dị tượng trên trời, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh băng, không có một tia nhiệt độ. Một ít thần thông võ kỹ được thi triển dưới lực lượng cường đại có thể sinh ra thiên địa dị tượng nhất định. Nhưng toàn bộ thế giới đều đảo loạn dưới một kiếm kia như vậy, đừng nói thấy, căn bản là mới nghe lần đầu, hắn cũng thoáng cái ngơ ngác đứng ở đó, có chút không biết làm sao. Sau một lúc, thần thông dị tượng trong thiên địa mới dần tiêu tán, khôi phục một mảnh sáng sủa. Nếu không có mảnh vụn bảo đao của Mễ Cao Dương vẫn còn đang sáng trên mặt đất, tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là giấc mộng ấy chứ. Ta vừa mới nhìn thấy gì? Lương Nguyên Cơ dốc sức liều mạng lau mồ hôi trán, run rẩy nói. Phi Dương Đại Nhân một kiếm chém giết võ đế lục tinh. Mọi người ngốc trệ còn lại sau khi nghe được câu này cũng đều giật mình, phục hồi lại tinh thần. Trần Trọng Uy nuốt nước miếng, thất thanh nói. Trời ạ, hắn đến cùng là người nào, là tồn tại gì? Võ đế cao giai sao? Có thể một chiêu chém giết võ đế lục tinh. Chỉ có võ đế cao giai trên thất tinh mới làm được, mặc dù là lục tinh đỉnh phong cũng tuyệt đối không thể nào. Ọt ọt, nam tử tóc đỏ gian nan nuốt một cái, chỉ cảm thấy yết hầu thập phần khô khốc, sợ hãi phát run nói. Chúng ta còn từng trêu chọc qua hắn, dùng tay đánh hắn nữa. Quan Hưng Dương và tên võ tôn bát tinh kia sắc mặt cũng đại biến, thoáng cái không còn huyết sắc. Lương Nguyên Cơ nói, chư vị không cần lo lắng. Nếu Phi Dương Đại Nhân muốn tìm các ngươi phiền toái thì các ngươi còn sống đến giờ sao? 100 các ngươi cũng phải bỏ mạng rồi. Mọi người cũng nghĩ đến điều này, lúc này mới yên tâm lại, người còn lại trong mơ hồ cảm thấy có chút hưng phấn, nghĩ đến mình vậy mà ở cùng với cường giả võ đế cao giai lâu như vậy, còn xưng huynh gọi đệ, đều cảm thấy kích động không thôi. Liêu Dương Băng cũng chậm chậm khôi phục huyết sắc, hắn có chút rung xuống. Nếu Lý Vân Tiêu là võ đế cao giai thì hắn căn bản sẽ không khiếp sợ như vậy, võ đế cao giai một chiêu diệt sát võ đế trung giai đó là chuyện cực kỳ bình thường, nhưng mấu chốt là hắn chỉ có thực lực võ đế nhị tinh a. Liêu Dương Băng cười khổ không thôi, thầm nghĩ may mà mình tới giờ cũng không có gì đắc tội hắn, nếu không người này thật sự quá kinh khủng, mặc kệ phát triển tiếp, tương lai tuyệt đối là bá chủ thiên hạ, tồn tại phong hào võ đế. Hắn không khỏi bội phục ánh mắt Khương Sở Nhiên. Nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân quả nhiên không sai. Hắn cảm thán vài cái liền đi vào trong khoang thuyền, Lý Vân Tiêu sau phong hào võ đế liền trực tiếp tiến vào bên trong, mặc dù hắn có nghịch thiên thế nào, cũng nhất định đại thương nguyên khí, khẳng định đang ở trong điều tức. Đây là lần đầu tiên khi Lý Vân Tiêu trọng sinh đến nay thi triển ra kiếm trảm tinh thần, đáng tiếc lực lượng quá yếu, không đủ để chèo chống chiêu kia diễn hóa đến cực hạn, nhưng diệt sát Mễ Cao Dương cũng dư xài rồi. Sau một chiêu, cả người hắn triệt để hư thoát, trực tiếp trở lại mật thất điều tức. Sau thời gian uống cạn chung trà, Liêu Dương Băng bồi hồi trước cửa mật thất, mấy lần muốn gõ cửa, nhưng lại nhịn xuống, thẳng đến khi Lý Vân Tiêu gọi hắn đi vào, lúc này mới dám đẩy cửa mật thất đi vào. Chỉ thấy cả người Lý Vân Tiêu sắc mặt trắng bệch, trên người bao phủ một tầng nguyên khí mê mê mang mang, trong tay còn cầm hai quả nguyên đan, đang hấp thu, không khác với hắn đoán lắm. Hai người tương vọng một hồi, tựa hồ đang chờ đợi đối phương mở miệng. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Có phải trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, lại không biết hỏi thế nào không? Liêu Dương Băng cười khổ, người này không chỉ thực lực khiến cho người sợ hãi, tâm tư cũng nghiêm cẩn không thua gì mình, chỉ cần không chết non giữa đường, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ thiên hạ tương lai, hắn thở dài, nói. Liêu Dương Băng ta coi như thiên phú cực cao. Không có bối cảnh thế lực lớn chỉ dựa vào bản thân cũng lăn lộn được đến cảnh giới võ đế ngũ tinh, cho tới nay đều vẫn lấy làm ngạo, nhưng giờ mới biết là mình quá nông cạn rồi,
Lý Vân Tiêu nói. Dương Băng đại nhân không cần khiêm tốn, thiên phú và cơ duyên của ngươi quả thật là trong vạn không một, tương lai có nhiều khả năng bước vào võ đế cao giai. Liêu Dương Băng liên tục thở dài nói. Thừa Cát Ngôn Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi tới đây không phải là muốn nói với ta điều này chứ? Liêu Dương Băng cười cười, nói. Còn có một chuyện, chính là chuyện công tử nói lúc trước, chuyện bỏ qua Bắc Minh Thế Gia một mình hành động, ta suy nghĩ một hồi cảm thấy thập phần có đạo lý. Tại hạ nhất định hết sức phối hợp với Vân Tiêu công tử. Lý Vân Tiêu cũng nở nụ cười, nói. Đã như vậy, vậy thì phải nhờ Dương Băng đại nhân nhiều hơn rồi. Tác dụng hắn một kiếm diệt sát Mễ Cao Dương đã lộ ra rồi, xem như không uổng phí công lao. Một kiếm kia mang đến cho Liêu Dương Băng ảnh hưởng rất lớn, không chỉ rung động ở thị giác và tâm hồn. Mà sau khi suy nghĩ thật kỹ, loại khát vọng và ý nguyện nhất định phải làm tốt quan hệ với Lý Vân Tiêu đều khiến Liêu Dương Băng quyết định đi theo Lý Vân Tiêu. Liêu Dương Băng sau khi ra khỏi mật thất lại nghĩ rất nhiều, bắt đầu mưu đồ phương án hành động một mình. Luận hiểu rõ đối với Đông Hải, trong cả nhân loại người có thể hơn hắn quả thật không nhiều lắm. Thành viên cũng đều yên lặng trước một kiếm kia của Lý Vân Tiêu, không chỉ kinh hãi, còn có cảm ngộ với quy tắc thiên địa khiến bọn hắn trong mơ hồ tựa hồ sờ được gì đó, nguyên một đám bắt đầu tính tư tu luyện, hy vọng có thể đột phá. Chiến hạm đã bay một ngày một đêm, ngày thứ hai liền phát hiện tình huống, một đạo truyền âm phủ bay vào trong mật thất. Nguyên lực của Lý Vân Tiêu đã khôi phục hơn phân nửa, nếu không phải quá mức hư thoát. Dùng tốc độ tu luyện của hắn đã sớm nên hoàn toàn khôi phục rồi. Một lát sau, hắn liền đi tới bong thuyền, tất cả mọi người quay đầu lại, ánh mắt nhìn qua hắn thoáng cái trở nên nghiêm nghị, thân thể đều nguyên một đám thẳng tắp, có loại cảm giác chờ đợi kiểm duyệt. Mà ngay cả trong lòng Liêu Dương Băng cũng cảm thấy cổ quái, mình ở trước mặt hắn cũng dần trở nên câu nệ hơn nhiều, mọi cử động đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Lý Vân Tiêu nói, mọi người không cần như vậy. Ta vẫn là tiểu đội phó tiểu đội chiến nhận, trước kia là thế bây giờ cũng thế. Không, không, tuyệt không thể. Lương Nguyên Cơ trở nên khẩn trương, vội vàng lắc đầu nói. Phi Dương đại nhân vô luận như thế nào cũng không thể dưới ta được, ngài là đội trưởng, ta bây giờ là đội phó. Lý Vân Tiêu biết rõ sau khi mình bày ra thực lực sẽ không thể nào khôi phục lại quan hệ ngang hàng hòa thuận như trước được, nhìn qua ánh mắt kiên nghị và khẳng định của tất cả mọi người. Hắn cũng không sĩ diện cãi láo, nói. Được rồi, vậy thì tạm thời như thế đi. Mọi người lúc này mới nguyên một đám lộ vẻ vui mừng, đặc biệt là Lương Nguyên Cơ, có loại cảm giác như chút được gánh nặng, thở hắt ra. Liêu Dương Băng nói. Phi Dương công tử, Thành Bạch Sung quả thật đã xảy ra chuyện, ngươi nhìn phía trước đi. Lý Vân Tiêu ngưng mắt nhìn lại, ở phía xa lộ ra bộ dáng một tòa thành trì, nhưng lại ẩn ẩn trong màn sáng. Hiển nhiên đã bị cấm chế bao phủ lấy. Lý Vân Tiêu nói. Khó trách truyền tống lại thất bại, sợ rằng truyền tống trận trong thành đã xảy ra vấn đề, cũng không biết cấm chế kia là đại trận hộ thành hay là thuật pháp mà hải tộc thi triển nữa. Chiến hạm Kim Dương lăng không phi hành, đột nhiên phía trước hiện ra một tầng hào quang, giống như một màng nhạt, chiến hạm vừa vào trong đó, tốc độ lập tức bị trở ngại, trở nên cực kỳ trì hoãn. Người nào? Cấm chế vừa bị xúc động. Lập tức truyền đến tiếng thét to, mấy đạo nhân ảnh thoáng cái chớp động, liền xuất hiện ở trước chiến hạm. Mọi người nhìn lại, trong lòng đều chấn động, mấy người trước mắt này toàn thân đều là màu xanh lá, trên đầu còn dài ra vòi xúc tu, trên mặt phủ kín tóc đỏ, vừa nhìn đã biết là võ giả hải tộc. Là nhân loại, chết đi. Những người kia thấy rõ người trên chiến hạm, không nói hai lời liền hóa thành bảy đạo quang mang lao đến. Hừ, Lý Vân Tiêu hừ một tiếng. Trên mặt một mảnh lạnh lùng, lăng không vẽ lên vài đạo quyết ấn, đánh lên chiến hạm. Ba một tiếng, một đạo phòng ngự mở ra, trực tiếp đâm vào bảy đạo quang mang kia, chấn bay bảy người. Sau đó chiến hạm lâm không quay thân, một đạo quang mang xông ra từ thân chiến hạm, oanh một tiếng đánh nát một người trong đó thành mảnh vụn. Liêu Dương Băng nói, Phi Dương công tử ham chơi rồi, đối phó mấy tên cặn bã như vậy dễ như trở bàn tay, không cần tuyên chuyển lực lượng chiến hạm làm gì. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy làm phiền Dương Băng đại nhân. Liêu Dương Băng gật đầu, đang muốn ra tay, Lương Nguyên Cơ vội hỏi. Vài tên võ tôn mà thôi, hai vị đại nhân cứ nghỉ ngơi đi. Hắn đưa mắt, gần 20 người tiểu đội chiến nhận liền, rầm ào ào, thoáng một phát liền xông ra ngoài,
vây kín lấy 6 người còn lại. Lý Vân Tiêu cười nói, lưu một người sống. Lập tức 5 người trong đó trực tiếp bị hơn 10 đạo công kích đánh chết tại chỗ, còn một người bị Quan Hưng Dương đánh phun ra một ngụm máu tươi, bay xuống trên bong thuyền. Lý Vân Tiêu lăng không một chảo, liền nhiếp hắn lên không trung, cũng không hỏi nhiều, một cổ tinh thần lực trực tiếp nhảy vào trong óc đối phương, bắt đầu siêu hồn. Thân hình tên hải tộc kia run rẩy kịch liệt, thần thái trong mắt càng ngày càng ngốc trệ, đến cuối cùng trở nên trống rỗng, không có bất kỳ hào quang thần trí nào nữa. Phanh! Lý Vân Tiêu sau khi làm xong liền một quyền đánh chết hắn, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Tất cả mọi người im im lặng lặng vây quanh, không dám quấy rầy. Lý Vân Tiêu nói, thành Bạch Sung còn chưa rơi vào tay giặc, chỉ là truyền tống đại trận bị hủy. Hiện giờ hải tộc bố trí xuống cấm chế, phòng ngừa tất cả tin tức lọt ra ngoài, đang từng bước bao vây tiêu diệt. Chúng ta tới cũng vừa đúng lúc, nếu lực lượng đủ thì có thể giúp thành Bạch Sung một phen, trực tiếp mở ra phong tỏa, truyền tin tức về. Tất cả mọi người đều kinh hãi, mặt sắc mặt ngưng trọng, chiến sự quả nhiên bắt đầu thăng cấp rồi, đã chuyển hóa thành chiến tranh quy mô lớn rồi. Liêu Dương Băng thoáng cái thu hồi chiến hạm, lấy ra một đạo ngọc phù, phi tốc đánh vào một ít ký hiệu, trực tiếp bóp nát. Lập tức một cái phù văn chậm rãi bay lên, biến mất trên không trung. Mọi người đang muốn bay tới thành Bạch Sung, đột nhiên sau lưng một đám điểm sáng hiện ra, rất nhanh đã bay đến bên người bọn hắn, đúng là một tiểu đội khác. Ha, Dương Băng đại nhân, cuối cùng cũng tìm thấy các ngươi rồi. Dẫn đội chính là Nguyễn Tích Tuyền, sau lưng đều là võ giả tiểu đội Võ Khâm, sau khi thấy bộ dạng bọn người Lý Vân Tiêu đều nhao nhao nhíu mày. Chỉ có hai tên võ giả được an bài đi qua là trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ, thoáng cái liền trở về trong đội ngũ, khiến sắc mặt bọn người Võ Khâm càng thêm rét lạnh. Liêu Dương Băng vui vẻ nói. Thì ra là Tích Tuyền đại nhân. Hắn nói tin tức vừa đạt được về thành Bạch Sung lại một lần, hiện giờ hai chi tiểu đội kết hợp, xác suất đột phá phong tỏa thành Bạch Sung cũng lớn hơn, hắn nói. Không biết Ngạc Nhạc Chỉ đại nhân hiện ở nơi nào, nếu không ba đội hợp nhất thì không còn chút sơ hở nào rồi. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền cũng trở nên khó coi, nói. Không thể tưởng được chuyện lại nghiêm trọng như thế. Hắn dẫn đầu muốn bay đi, đột nhiên thân thể ngừng một chút, xoay người lại nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Ngươi gọi Lý Phi Dương đúng không? Cổ thi hài quỷ man trước kia đạt được ở bên ngoài Ma Thiên Đại Thành có thể cho ta không? Đương nhiên, bổn tọa sẽ không lấy không vật của ngươi, chỗ ta có một kiện huyền khí bát giai đỉnh phong, dùng để đổi với ngươi. Huyền khí bát giai đỉnh phong hiển nhiên không đáng ghía kia, huống chi thân thể thống lĩnh quỷ man là trời sinh trận thể, ở trong mắt đại sư trận pháp, mặc dù là huyền khí cửu giai đỉnh phong so ra vẫn kém xa. Nhưng Nguyễn Tích Tuyền thân là võ đế lục giai, không cho Lý Vân Tiêu có kè mặc cả, căn bản là ép mua ép bán. Vu Võ Khâm lộ ra đắc ý và nhìn có chút hả hê không chút che giấu. Đội viên tiểu đội chiến nhận thì mỗi người đều bình tĩnh, nguyên một đám ánh mắt cổ quái, mà sắc mặt Liêu Dương Băng lại đại biến, biết rõ có chuyện. Lý Vân Tiêu nhìn Nguyễn Tích Tuyền, lạnh nhạt nói. Không đổi. Ân, cái gì? Nguyễn Tích Tuyền nhướng mày. Một cổ uy áp võ đế lập tức phát ra, sắc mặt dần dần trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương lại dám cự tuyệt hắn, lạnh giọng nói. Là chê huyền khí bát giai đỉnh phong của ta không đáng giá kia, hay là xem thường Nguyễn Tích Tuyền ta? Người tiểu đội Võ Khâm đều lộ ra vẻ châm chọc, nguyên một đám lộ ra bộ dáng xem kịch vui, bất quá bọn hắn cũng cảm thấy giật mình, không thể tưởng được Lý Vân Tiêu lại có cốt khí như thế. Liêu Dương Băng thầm thở dài một tiếng. Đứng ra, nói. Tích Tuyền đại nhân, giờ phút này không phải lúc mua bán giao dịch, chúng ta trước giải quyết nguy cơ thành Bạch Sung rồi nói chuyện này sau. Nguyễn Tích Tuyền hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Nguy cơ thành Bạch Sung là chuyện lớn, không phải chuyện nhất thời bán hội. Tiểu tử, bổn tọa đang hỏi ngươi đấy. Lý Vân Tiêu nói. Vốn là ngại không đáng giá kia, bây giờ là xem thường ngươi. Ngươi nói cái gì? Nguyễn Tích Tuyền hoài nghi mình nghe lầm, khí thế trên người thoáng cái bạo khai, chấn khiến bọn người Vu Võ Khâm đang nhìn có chút hả hê ở sau lưng bay ra mấy chục thước, vài tên thực lực khá thấp còn thổ huyết. Bọn hắn cũng hoảng sợ không thôi, đều bất chấp thương thế của mình, mà nguyên một đám khiếp sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu, không nghĩ ra hắn sao lại nói ra loại lời muốn chết này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, huyền khí bát giai đổi thi thể võ đế cao giai hải tộc, không khác gì đoạt.
ta thật sự cảm thấy xem thường ngươi đấy. Lạnh, toàn bộ chung quanh lạnh lẽo nói không nên lời. Người tiểu đội chiến nhận cũng vội lui ra mấy chục thước, thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, trước đó không lâu vừa có một tên võ đế lục tinh vẫn lạc, không thể tưởng được nhanh như vậy lại chết một người nữa. Trong mọi người không hy vọng khai chiến nhất chính là Liêu Dương Băng, hắn cố gắng vãn hồi cục diện, nói. Tích Tuyền đại nhân, kính xin lấy đại cục làm trọng. Nếu không chuyện nơi này truyền lại Ma Thiên Đại Thành, đối với danh vọng của đại nhân sẽ có chỗ tổn hại đấy. Nguyễn Tích Tuyền cả giận nói. Liêu Dương Băng, ngươi là thứ gì, còn dám uy hiếp ta? Trong lòng Liêu Dương Băng cũng nổi lên lửa giận, thầm nghĩ, nếu không phải nguy cơ thành Bạch Sung còn có chỗ dùng đến ngươi, có quỷ mới cứu ngươi. Thần sắc hắn kiên định nói. Nếu đại nhân không để ý thế cục mạo muội ra tay, ta nhất định sẽ bẩm báo việc này lên Ninh Hoài Thụ đại nhân. Tốt, tốt Liêu Dương Băng ngươi thực tốt, vì một tên võ tôn bát tinh vậy mà không tiếc đắc tội ta. Nguyễn Tích Tuyền lạnh giọng nói. Chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, sẽ tùy thời tìm các ngươi tính sổ. Hắn thẹn quá hóa giận, ống tay áo phất một cái liền dẫn đầu bay vào thành Bạch Sung. Liêu Dương Băng chụp mũ quá lớn, hắn quả thật sợ chuyện mình ép mua ép bán không thành mà giết người truyền về, vậy thì thật sự không còn mặt mũi gặp người rồi. Khiến hắn tuyệt đối không thể tưởng được cũng nghĩ không thông chính là, Liêu Dương Băng này nhìn như lòng dạ sâu đậm, sao lại vì một con sâu cái kiến mà đắc tội mình. Nguyễn Tích Tuyền sau khi suy nghĩ cũng cảm thấy kỳ quặc, nhưng cũng đã bình tĩnh lại, thỉnh thoảng lại dùng khóe mắt liếc qua phía Lý Vân Tiêu, muốn nhìn rõ ràng chi tiết người này. Rất nhanh hắn liền phát hiện một tia không đúng, toàn bộ người tiểu đội chiến nhận đều bay ở phía sau hắn, hơn nữa trên mặt tất cả đều là vẻ kính sợ. Khiến lòng hắn chấn động nhất chính là Liêu Dương Băng vậy mà cũng bay ngang hàng với Lý Vân Tiêu, thậm chí còn ẩn ẩn ở đằng sau Lý Vân Tiêu một ít, giống như không dám vượt qua người này vậy. Thân hình hắn đại chấn, vẻ nghi hoặc trong lòng càng đậm, trên mặt cũng đều là vẻ lo lắng. Mọi người đã bay một hồi, lập tức cách thành Bạch Sung càng ngày càng gần. Chỉ thấy có nhân ảnh đang chém giết trên không ngoài thành. Ba gã võ giả nhân tộc bị hơn 10 tên hải tộc vây quanh, từng bước ngộ hiểm, ba người không ngừng muốn giải vây quay về trong thành, mấy lần cố gắng đều là vô công mà về, chống cự càng ngày càng yếu. Người cầm đầu đúng là thành chủ thành Bạch Sung, qua chính tường. Ba người hắn vốn là muốn phá vòng vây giải khai phong tỏa của hải tộc, truyền tin tức về thành Hồng Nguyệt. Nhưng vừa ra khỏi thành đã bị tập kích. Bị những hải tộc toàn thân màu xanh lá kia vây quanh, muốn giết trở về thành cũng cực kỳ khó khăn. Qua chính tường một kiếm càn quét qua, phẫn nộ trấn khai mấy tên hải tộc, lộ vẻ cười sầu thảm nói. Không thể tưởng được qua ra ta tọa trấn thành Bạch Sung mấy ngàn năm, hôm nay lại thành hủy người vong như vậy. Thành chủ đại nhân. Hai người khác cũng bi phẫn không thôi, một người trong đó nói. Hai người chúng ta lát nữa sẽ thi triển một chiêu tuyệt kỹ. Thành chủ đại nhân ngài phải nắm chặt thời gian phá vây về thành đấy. Qua chính tường cả kinh, nhìn thần sắc kiên định của hai người kia, biết rõ bọn họ là muốn hy sinh bản thân nên vội vàng quát. Không thể, phải chết mọi người cùng nhau chết, dù sao trở về cũng là chờ chết. Hai người kia khẩn trương, một có người nói. Chỉ cần thành chủ còn, thành Bạch Sung vẫn còn hy vọng. Ba người đang tranh chấp thì đột nhiên trên người hải tộc trước mắt truyền đến tiếng nổ mạnh rầm 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 liên tiếp, còn chưa chờ ba người kịp phản ứng thân thể đã hoàn toàn rơi xuống. Cái này, ba người cả kinh, rất nhanh đã thấy được người tới, mặc dù không biết là người phương nào, nhưng ít ra là nhân loại. Qua chính tường trong lòng cuồng hỉ, liên tục nói. Đa tạ ân cứu mạng của chư vị đại nhân là... Nguyễn Tích Tuyền giờ phút này còn đang suy nghĩ về chuyện Lý Vân Tiêu, trên mặt một mảnh lo lắng, hừ lạnh báo ra danh tự của mình, nói. Thành Hồng Nguyệt Nguyễn Tích Tuyền. A, là đại nhân của Thành Hồng Nguyệt. Qua chính tường giờ khắc này cảm động cơ hồ muốn khóc, có luống cuống tay chân. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền lúc này mới thoáng dễ coi hơn một chút, nói. Sao chút hải tộc này mà các ngươi cũng đánh không lại? Võ giả thành Bạch Sung đều rác rưởi vậy sao? Qua chính tường đỏ mặt lên, thưa dạ nói. Là chúng ta vô năng, chư vị đại nhân kính xin vào thành, chúng ta nói chuyện tiếp. Thì ra phong tỏa toàn bộ thành Bạch Sung chính là một hải tộc cấp A lục điêu tộc. Hiện giờ nhiệm vụ của bọn hắn vẫn chỉ ở giai đoạn điều động đại quân, hơn nữa không biết sâu cạn của thành Bạch Sung cho nên không cưỡng ép công thành, chỉ điều động cường giả tập kích,
phá hủy truyền tống trận Tròn Thành, đồng thời phong tỏa không tiết lộ tin tức là được. Nếu cảm thấy tài nguyên trong thành thiếu thốn, chỉ dựa vào một cái đại trận hộ thành để chèo chống thì sợ rằng đã sớm bị công phá rồi. Qua Chính Tường là dưới tình huống vô kế khả thi mới nghĩ đến chuyện đột phá đi cầu viện, nếu không chờ đợi hải tộc chính thức công kích, tuyệt đối sẽ dễ như trở bàn tay, đụng một cái liền diệt ngay. Nguyễn Tích Tuyền nói, trong thành có bao nhiêu võ đế, bao nhiêu võ tôn, đại trận hộ thành lại có thể chèo chống công kích trình độ thế nào? Qua Chính Tường cười khổ nói, không dối gạt đại nhân, thành Bạch Sung tuy rằng là trọng thành vùng duyên hải, nhưng cường giả võ đế trong thành chỉ có 17 người, lúc trước bị cường giả hải tộc tập kích đã vẫn lạc 5 người, hiện giờ chỉ có 12 người, hơn nữa đều là võ đế đê giai. Võ tôn đại khái hơn 100 người, cực hạn của đại trận hộ thành chỉ có thể ngăn trở công kích của một gã võ đế lục tinh thôi. Sau khi đạt được tình báo như vậy, sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền trở nên khó coi dị thường, quay người muốn rời đi, nói. Nhiệm vụ chuyến này của chúng ta chỉ là nghe ngóng tình huống thành Bạch Sung, hiện giờ đã biết được, cũng không cần phải lưu lại lâu nữa. Qua Chính Tường lập tức mắt choáng váng, vội vàng nói. Đại nhân, thành Bạch Sung giờ phút này nguy cơ, đại nhân tuyệt đối không thể đi a. Nguyễn Tích Tuyền hừ lạnh nói. Lúc đi bên trên đã có nhắn nhủ, bảo chúng ta chỉ đi tìm hiểu, tuyệt đối không thể nhúng tay vào chuyện thành Bạch Sung, chờ chúng ta truyền lại tình báo. Thành Hồng Nguyệt tự nhiên sẽ phái cường giả đến hiệp trợ, hiện giờ chiến sự nghiêm trọng, chúng ta không thể có lệnh không tôn được. Nguyễn Tích Tuyền không để ý đến lời khẩn cầu của Qua Chính Tường, muốn rời đi, tiểu đội Vu Võ Khâm cũng vội vàng đuổi theo. Liêu Dương Băng lại quăng ánh mắt về phía Lý Vân Tiêu, chờ đợi ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu nói, Chính Tường đại nhân, phong tỏa thành này chính là hải tộc cấp A, nhưng người có biết hải vực vùng duyên hải này có còn tộc quần nào khác tụ tập không? Qua Chính Tường nhìn Lý Vân Tiêu, thấy chỉ là một gã võ tôn bát tinh, lập tức lắc đầu, nhưng vẫn kiên nhẫn hồi đáp. Theo chúng ta biết, có lẽ không có. Bọn hắn vẫn còn đang trong quá trình điều phối tập kết đại quân, nếu mấy vị đại nhân chịu xuất thủ tương trợ, dốc hết lực toàn thành đủ để diệt sát lục điêu tộc này, như vậy không chỉ hóa giải nguy cơ thành Bạch Sung mà càng làm rối loạn toàn bộ chiến lược điều phối của hải tộc, quả thật là kế sách tốt nhất ha. Nguyễn Tích Tuyền mắt trắng không còn chút máu, nói. Kế sách tốt nhất là thế nào, đều có đại nhân bên trên quyết đoán, chúng ta quyết không dám trái lệnh. Chính Tường đại nhân, chúc ngươi may mắn. Hắn cười lạnh một tiếng, liền bước nhanh rời đi. Ánh mắt vê lộ ra vẻ tuyệt vọng ra, trong mắt tựa hồ hiện lên thần sắc do dự, cắn răng nói. Đại nhân chậm đã. Nguyễn Tích Tuyền nhíu mày nói. Ta nói phải rời đi, ngươi lại có chuyện gì? Nếu ả muốn truyền lời thì ta có thể làm thay. Qua Chính Tường cắn răng nói. Qua gia ở thành Bạch Sung mấy ngàn năm, thề cùng tồn vong với thành trì. Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng nói. Cái này có liên quan gì đến ta? Qua Chính Tường nói. Qua gia ta có một kiện bất thế chân bảo, Long Tinh, nếu đại nhân nguyện ý lưu lại giúp ta, ta nguyện ý hai tay dâng lên. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, nói. Long Tinh. Ngươi xác định là Long Tinh. Giá trị của Long Tinh quả thật khó có thể đánh giá, chính là tinh thể năng lượng sau khi thiên địa thai nghén long khí, hóa long thất bại rơi xuống. Đặc biệt đối với tồn tại có được long chi huyết mạch mà nói, trình độ chân quý quả thật gần sánh bằng long bí bảo rồi. Qua Chính Tường nói. Tự nhiên, kiện bảo bối truyền tại qua ra mấy ngàn năm rồi, sao lại giả được? Trong lòng Nguyễn Tích Tuyền cũng đại chấn, Long Tinh hắn cũng biết đến. Lập tức lâm vào trầm tư. Long Tinh quả thật giá trị phi phàm, mặc dù hắn không dùng được, cũng có thể đổi lấy thứ mình thích. Nhưng mà an toàn hàng đầu a, trong lòng dãy dụa hiển hiện rõ trên mặt, thần sắc biến ảo bất định. Lý Vân Tiêu nói. Long Tinh này chừng nào? Qua Chính Tường nói. Chư vị đại nhân tạm chờ một lát. Hắn quay người liền đi vào trong phủ, rất nhanh trong tay nâng một hộp ngọc lớn cỡ nắm tay đi đến, mở ra nắp hộp. Bên trong là một khối kết tinh màu xanh như là bảo thạch, phát ra sáng bóng ôn nhuận. Quả nhiên là Long Tinh, hơn nữa cũng không coi là nhỏ. Lý Vân Tiêu nói, khối Long Tinh này cho ta phụ trách gạt bỏ lục điêu tộc bên ngoài, khoản giao dịch này như thế nào? Nhưng nếu hải tộc còn tập kết cường tộc khác thì, thực lực hơi kém ta cũng có thể thuận tiện diệt luôn, thực lực cường hoành thì không nói trước được. Qua Chính Tường sửng sốt một chút, nhìn xuống Lý Vân Tiêu. Lại nhìn xuống Nguyễn Tích Tuyền,
có chút không rõ quan hệ giữa bọn họ. Nguyễn Tích Tuyền biết rõ Lý Vân Tiêu khẳng định có chút trò, nhưng vẫn nhịn không được mỉa mai nói. Diệt sát hải tộc cấp A. Ha ha, ha ha, ngươi cho mình là võ đế cao giai hay sao? Mặc dù là võ đế cao giai cũng không dám cuồng ngôn như thế. Phải biết rằng trong không ít hải tộc cấp A đều có võ đế cao giai. Lý Vân Tiêu không để ý tới hắn, mà nhìn chằm chằm vào Qua Chính Tường, nói. Sao hả, trước tiên có thể hoàn thành nhiệm vụ, sau đưa Long Tinh. Cái này, Qua Chính Tường nghe xong là trước làm nhiệm vụ sau trả tiền, lập tức đáp. Thành giao chỉ cần vị bằng hữu này có thể gạt bỏ Lục Điêu tộc, Long Tinh này liền cho ngươi. Hắn vốn định hô đại nhân, nhưng thấy Lý Vân Tiêu chỉ có tu vị võ tôn vẫn là gọi bằng hữu càng thuận miệng hơn. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Ta đi một chút sẽ trở lại, Dương Băng đại nhân, ngươi là lưu lại đây hay là đi cùng ta? Liêu Dương Băng cũng cảm thấy giật mình, hắn dù đánh giá cao Lý Vân Tiêu thế nào cũng sẽ không tin tưởng bằng sức mình hắn có thể diệt sát toàn bộ hải tộc cấp A, đây chính là chuyện võ đế cao giai cũng không làm được A. Hắn do dự một chút, vẫn lắc đầu, nói. Ta vẫn nên lưu ở đây thôi, cũng tiện tiếp ứng cho Phi Dương công tử. Trong lòng mọi người đều mắng, tiếp ứng cái rắm, ngươi ngồi trong thành làm sao tiếp ứng, cũng thật biết lấy lý do. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, liền đi ra ngoài, nói. Chính Tường đại nhân, chờ tin tức tốt của ta. Qua Chính Tường ngốc trệ, nhìn xem Lý Vân Tiêu một người rời khỏi phủ thành chủ, trong đầu hoàn toàn một mảnh trống không. Nguyễn Tích Tuyền cũng triệt để ngây ngẩn cả người, có chút không biết làm sao. Tiểu tử này thật sự một người đi. Không phải là mượn cơ hội chạy đấy chứ, cũng không có đạo lý a, hiện giờ lực lượng phong thành cũng không mạnh, muốn đi tùy thời có thể đi, hoàn toàn không cần phải như vậy. Lý Vân Tiêu sau khi ra khỏi phủ thành chủ, lập tức hóa thành một đạo quang mang, dưới ánh mắt của mọi người hướng tới bờ biển mà đi, lúc này mới khiến mọi người bỏ đi ý nghĩ hắn muốn chạy trốn. Thành Bạch Sung tuy rằng cũng là trọng thành vùng duyên hải, nhưng không trực tiếp ở ngay bờ biển như Trấn Hải Thiên mà cách Đông Hải khoảng hơn ngàn dặm. Nhưng chút khoảng cách ấy cũng chỉ nửa chén trà nhỏ là đã đến. Ai, dừng lại. Khi vừa lao ra khỏi tuyến phong tỏa ngoài thành, từng đạo quang mang lục sắc đột nhiên hiện ra, liên tục tụ đến bên ngoài hắn, lại có vài chục người vây quanh lây hắn, toàn bộ đều là loại hải tộc toàn thân màu xanh lá, trên mặt mọc ra vòi xúc tu và lông đã thấy lúc trước. Một người cầm đầu sắc mặt âm hàn, gắt gao nhìn hắn, nói. Ngươi là từ trong đó đi ra sao? Lý Vân Tiêu nhìn người này, võ đế tứ tinh, tăng thêm hơn 10 người bị giết lúc trước, khó trách có thể phong bế trọn cả thành Bạch Sung. Rơi vào trong tay ta, có trở về hay không cũng không phải do ngươi. Trên mặt tên cầm đầu hiện lên sát ý, khua tay nói. Bắt lấy, đừng giết chết, ta muốn từ trên người hắn đạt được tình báo của những người lúc trước. Tin tức bọn người Lý Vân Tiêu vào thành, kích giết hơn 10 người bọn chúng đã bị truyền ra. Đang định phái người đi điều tra thực lực và thân phận những người kia thì đã thấy Lý Vân Tiêu lao ra khỏi thành. Bành! Lục Điêu tộc đầu tiên xông lên trực tiếp bị Lý Vân Tiêu đánh bại, trong tay hắn hiện ra thiên chùy, trong mắt hiện lên hai đạo lôi quang, lập tức ngửa mặt lên trời đánh xuống một búa. Trên người hắn trực tiếp hư hóa thành lôi đình, thả ra vạn đạo quang mang. Ầm ầm! Một đạo lôi tinh hoàn hình tròn hiển hiện bên dưới thiên chùy, tràn ra bốn phương tám hướng. Nơi đi qua hải tộc toàn bộ bị dìm trong lôi hải, trực tiếp bị lôi đình đánh nát thân hình, tạc đến hải cốt không còn. Tên đầu lĩnh nháy mắt hy lôi tinh hoàn xuất hiện cũng đã phát hiện đại sự không ổn, muốn phi thân đào tẩu nhưng vẫn bị cuốn vào trong, chấn phun ra một ngụm máu tươi, lui ra vài trăm mét, vẫn còn không ngừng thổ huyết. Lý Vân Tiêu tiến lên một bước, lần nữa gõ xuống một búa, toàn bộ bầu trời đều hiện ra màu xanh, phảng phất thiên uy đều rót vào trong chùy. Ầm ầm. Cái búa kia đánh đến một nửa đã ngừng lại, một đạo lôi đình trực tiếp đánh xuyên lồng ngực tên hải tộc, nếu đánh xuống nữa thì đã trực tiếp mất mạng rồi. Lý Vân Tiêu muốn biết tình báo về hải tộc hiện giờ, trước kia siêu hồn chỉ là lâu la, người trước mắt là võ đế tứ tinh, khẳng định biết không ít tình báo. Hắn thu hồi cái búa, nhiếp người nọ lên không trung, tinh thần lực trực tiếp vọt vào, tên hải tộc kia giờ phút này đã nửa chết rồi, không có chút lực phản kháng. Rất nhanh liền bị Lý Vân Tiêu đọc được toàn bộ trí nhớ, phanh một tiếng lăng không bạo chết. Biểu lộ của Lý Vân Tiêu trở nên có chút nghiền ngẫm nói khẽ. Nhuận Tường sao,
bằng hữu cũng rất nhanh phải gặp mặt rồi. Trong mắt của hắn hiện lên một tia sát cơ, Long Bí Bảo trên người Nhuận Tường hắn đã sớm nhìn chúng rồi, đây chính là tài phú còn lớn hơn Long Tinh rất nhiều a. Tin tứ lấy được trong trí nhớ tên hải tộc này quả nhiên là đang điều binh khiển tướng, định kéo chiến tuyến đến mức lớn nhất, dùng tốc độ nhanh nhất đánh tan phòng tuyến Đông Vực. Mà khiến hắn không thể tưởng được chính là người phụ trách điều phối quân sự thành Bạch Sung vậy mà lại là Nhuận Tường. Trong hải vực ở ngoài thành Bạch Sung ngàn dặm, tới gần đại lục, đáy biển vốn nhiều năm thanh tịnh một mực đục ngầu không chịu nổi, khắp nơi là sóng ngầm bắt đầu khởi động, rất nhiều hải tộc không ngừng liên tục từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Trong một tòa cung điện do các loại san hô tạm thời dựng lên, Nhuận Tường đang đứng chắp tay, im im lặng lặng nghe các loại báo cáo tình huống điều quân, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào cả. Đợi nhân viên tình báo hải tộc kia nói xong, hắn trầm mặc không nói, thật lâu mới hỏi câu. Còn cần 10 ngày nữa sao? Đúng vậy, toàn bộ chiến tuyến, 7 chỗ tập kết, phải cần 10 ngày nữa mới có thể bố trí xong. Tình báo viên hải tộc nói, cung kính đứng ở một bên. Một gã nam tử áo trắng khác lười nhác nằm trên ghế dài, bên người vài tỷ nữ xinh đẹp phục vụ, không ngừng cho hắn ăn vào tinh thạch màu tím. Nam tử thỉnh thoảng dùng tay sờ mó trên người mấy tỷ nữ kia, lạnh lùng nói. Còn 10 ngày nữa, Quảng Thành thúc thúc sợ rằng đã tiến quân thần tốc thành Hồng Nguyệt rồi. Nhuận Tường phất phất tay, bảo tên nhân viên tình báo kia lui ra. Một gã hải tộc toàn thân bích lục khác đứng bên, đúng là thống lĩnh lục điêu tộc, hắn cẩn thận hỏi. Nhuận Tường đại nhân, chúng ta là đợi 10 ngày hay là hiện giờ liền hạ thành Bạch Sung? Đợi. Nhuận Tường nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Hừ, còn chờ. Nhuận Tường biểu ca, biểu đệ rất tò mò không biết trong đầu ngươi suy nghĩ gì thế. Nam tử áo trắng kia đẩy tỳ nữ bên người ra. Vẻ mặt lạnh như băng, đúng là nghiễm dịch, hắn đối với Nhuận Tường chủ trì chuyện nơi này, mà mình chỉ là tùy tùng cảm thấy hết sức bất mãn. Nhưng đây là mệnh lệnh của Hoàng Cung, hắn cũng không cách nào bất tuân, một đường đến đều không ngừng châm chọc khiêu khích. Nhuận Tường không để ý tới hắn, mà nhìn Lục Điêu thống lĩnh, lạnh nhạt nói. Ngươi có phải cũng đồng ý với cách nghĩ của nghiễm dịch, cho rằng cầm xuống thành Bạch Sung thích hợp hơn đúng không? Thuộc hạ không dám. Lục Điêu thống lĩnh cuống quýt cúi đầu xuống, dám nghi vấn vương tộc đây chính là tử tội, mặc dù bọn họ là chủng tộc cấp A cũng sẽ không ngoại lệ. Nhuận Tường nói, sống ở trong biển lâu rồi, ánh mắt sẽ không thấy được hết mọi chuyện y, cho rằng hải tộc có được tứ hải, chính là đệ nhất thiên võ giới, vô địch thiên hạ. Lục Điêu thống lĩnh cúi đầu không nói, cẩn thận nhận thức những lời này. Nghiễm dịch lại hừ lạnh một tiếng, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ biểu ca cho rằng những nhân tộc kia còn mạnh hơn cả chúng ta sao? Nhuận Tường vuốt vuốt một khối san hô màu tím, lạnh nhạt nói. Hai tộc đều có ưu có khuyết, chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Ha, ha ha, biểu ca đang nói đùa sao? Hải tộc chúng ta có được tứ hải, số lượng không biết gấp bao nhiêu lần nhân tộc, nếu chúng ta nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp gạt bỏ toàn bộ nhân tộc. Ánh mắt nghiễm dịch lộ ra một tia ngạo nghễ. Đây là cao ngạo của vương giả hải tộc, coi trời bằng vung. Nhuận Tường cũng không muốn tranh cái với hắn, chỉ nói. Có lẽ thế. Hắn quay người muốn rời đi, tựa hồ cảm thấy đứng ở đây không thú vị. Trên mặt nghiễm dịch hiện lên một tia giận dữ, tiến lên ngăn hắn lại, lạnh giọng nói. Ta thấy biểu ca hình như rất không đồng ý với ta, có phải đã quên mất chuyện 30 năm trước tứ hải dưới sự dẫn dắt của ba gia vây công thánh địa nhân tộc? Khiến bọn hắn sợ tới mức không dám ra rồi không? Ánh mắt Nhuận Tường lộ ra vẻ cười nhạo không chút che giấu, nói. Chuyện năm đó, ngươi biết bao nhiêu? Nói hay ho như vậy, không cảm thấy mình ngây thơ sao? Ngươi, hừ, ta ngây thơ. Nghiễm dịch mỉa mai nói. Có người bị nhân loại đánh cho thiếu chút nữa mất mạng, hiện giờ chỉ cần nghe được nhân tộc chỉ sợ toàn thân đều phát run. Phanh! San hô màu tím trong tay Nhuận Tường thoáng cái bị bóp nát bấy, trong mắt của hắn hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói. Nghiễm dịch, đừng tưởng rằng phụ vương của ngươi thỉnh ta tỏa trấn nơi đây thì ta không dám giết ngươi. Nghiễm dịch bị ánh mắt lạnh như băng kia nhìn qua, trong nội tâm lại càng hoảng sợ, nhưng lại không cam lòng lộ ra vẻ sợ hãi, ngạo nghễ ngẩng đầu nói. Hừ, ta chính là thấy ngươi không dám giết ta, thì sao hả? Có bản lĩnh ngươi thực đụng tới ta thử xem, đừng quên nơi này là Đông Hải, cũng không phải Bắc Hải các ngươi.
Sát cơ trong mắt Nhuận Tường càng ngày càng đậm, nhưng tựa hồ đột nhiên nghĩ đến gì đó, vẫn nhịn xuống. Ha, ha ha, ta biết ngay mà. Nghiễm Dịch Dương Dương đắc ý, trong mắt tràn đầy hàn khí, khẽ nói. Nếu giết ta, ngươi không chỉ không cách nào ăn nói với cha ta, kiện Long Bí Bảo đồng ý đưa cho ngươi cũng không chiếm được nữa, điều thứ hai mới là ngươi lo lắng nhất đúng không? Thật không biết Phụ Vương Đại Nhân nghĩ thế nào, Đông Hải ta nhân tài đông đúc, vì sao phải nhượng lại một kiện Long Bí Bảo để ngươi tới đây tọa chân chứ? Long Bí Bảo đối với bọn hắn có được Long Chi huyết mạch mà nói còn chân quý hơn bất kỳ thứ gì. Nghiễm Dịch càng nói trong lòng càng cảm thấy bất bình, nếu kiện Long Bí Bảo kia cho mình thì thực lực của mình sẽ tăng nhiều a. Mỗi lần ý niệm tới đây hắn liền đau lòng một hồi, đây cũng là nguyên nhân hắn đối chọi gay gắt với Nhuận Tường. Nhuận Tường hừ lạnh một tiếng, trong tay lóe lên hào quang rồi biến mất, tựa hồ có một vật xuất hiện thoáng một phát. À, đây là, Long Bí Bảo. Nghiễm Dịch mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hoảng sợ thất thanh nói. Sao có thể, ngươi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ, Phụ Vương sao lại đưa vật ấy cho ngươi trước chứ? Trên mặt Nhuận Tường lộ vẻ mỉa mai, cười khẩy nói. Biểu đệ ngu xuẩn của ta a. Phụ Vương của ngươi cho ngươi làm tùy tùng cho ta thật không sai, ngươi vẫn không rõ dụng ý thật sự muốn lôi kéo ta của Phụ Vương ngươi sao? Dụng ý thực sự, lôi kéo. Trên mặt Nghiễm Dịch ngốc trệ thoáng một phát, sau đó giận tím mặt, quát. Làm càn, Phụ Vương ta uy trấn Đông Hải, tu vị thông thiên, sao cần lôi kéo ngươi chứ? Trên mặt Nhuận Tường hiện lên khinh miệt, hừ nhẹ nói. Tu vị có thông thiên thế nào cũng chỉ là uy trấn Đông Hải mà thôi. Chính hắn cũng biết, cũng không phải uy trấn thiên hạ a. Có ý gì? Nghiễm Dịch vẻ mặt khó hiểu. Lục Điêu thống lĩnh lại lau mồ hôi, trong lòng tâm thần bất định, nghị luận vương tộc Đông Hải như vậy, hắn mặc dù ở bên cạnh nghe đó cũng là tội lớn a, nhưng lại không dám đi. Ánh mắt Nhuận Tường ngưng lại, nói từng chữ. Bởi vì trận này chiến sự đã làm tốt chuẩn bị triển khai toàn diện, mà một mình đối mặt nhân tộc hắn không có chút nắm chắc, cho nên dùng trọng bảo lưu ta lại. Mấu chốt cũng không phải là coi trọng tài năng của ta, mà muốn ta cũng bị cuốn vào trong chiến sự này, cuối cùng khiến Bắc Hải cũng phải ra tay. Hắn dừng lại một chút, sắc mặt thay đổi mấy lần, hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Nghiễm Dịch, nói. Phụ Vương của ngươi không tiếc trả giá lớn như thế cũng muốn đạt được Nghê Hồng Thạch kia, đó đến cùng là vật gì? Thân hình Nghiễm Dịch chấn động, hoảng sợ lui một bước. Cũng không biết là bị Nhuận Tường nói chấn kinh hay là vì đề cấp đến Nghê Hồng Thạch nên sợ hãi nữa. Thần sắc trên mặt hắn biến ảo bất định nói. Ta chỉ biết vật kia một mực đều ở vương cung Đông Hải ta, về phần có tác dụng gì ta cũng không biết, nếu thật như ngươi đoán, chàng chiến sự này không phải là hạo kiếp của nhân tộc sao? Nhuận Tường thu hồi ánh mắt hùng hổ dọa người, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt nói. Tật xấu coi trời bằng vung kia của ngươi thực nên sửa sửa lại. Hạo kiếp nhân tộc. Hừ hừ, nếu thật đến trình độ kia, sao không phải là hạo kiếp của hải tộc ta chứ? Trên mặt hắn hiện lên thần sắc hồi tưởng, tựa hồ nhớ tới gì đó, thì thào nói khẽ. Nhân tộc tài trí vô song, nếu những vật kia lộ ra thì sợ rằng Phụ Vương của ngươi cũng không lớn mật thế rồi. Đồng tử Nghiễm Dịch hơi co lại, hỏi. Những vật kia, biểu ca ngươi nói là cái gì? Thân hình Nhuận Tường run lên, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Tự biết nói lỡ, rất nhanh khôi phục lại lạnh nhạt trước kia nói. Không có gì, người quản tốt mình là được. Vẻ hoài nghi trong mắt Nghiễm Dịch lóe lên rồi biến mất nói. Biểu ca, ta biết rõ người đã ở đại lục thời gian rất dài, hiểu biết đối với nhân tộc cũng nhiều hơn chúng ta. Nhưng nếu nói nhân tộc có thể uy hiếp được hải tộc chúng ta, không khỏi có chút làm quá đấy chứ. Loại câu hỏi mang tính thăm dò này sao có thể qua được mắt Nhuận Tường, hắn lạnh nhạt nói. Chỉ mong a. Sắc mặt Nghiễm Dịch lập tức chìm xuống, trong mơ hồ cảm thấy một tia nén giận, phẩy tay áo bỏ đi, khẽ nói. Hy vọng biểu ca có thể gánh chịu nổi trách nhiệm Phụ Vương ta giao phó, nếu không ra mặt biểu ca dù dày, cũng không nên nuốt Long Bí Bảo nhà ta a. Nhuận Tường lạnh lùng nói. Biểu đệ ngươi bỏ cái tâm này đi, Long Bí Bảo này đã rơi vào tay ta, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không nhổ ra. Ngươi có thời gian rỗi không bằng tu luyện nhiều một chút. Thủy Long chi huyết ta đưa cho ngươi đã dung hợp hết chưa? Hừ, sắc mặt Nghiễm Dịch cực kỳ âm trầm, chính vì nuốt chừng hai giọt Thủy Long chi huyết Nhuận Tường cho hắn, thực lực tăng nhiều, lúc này mới vẫn muốn một kiện chân Long Bí Bảo.
lại không nghĩ hoàng cung vậy mà giao nó cho Nhuận Tường, bảo hắn sao có thể không cắm tức, nếu không phải đánh không lại người này thì hắn thật hận không thể lập tức đánh chết Nhuận Tường, đoạt lấy tất cả bảo bối vào tay. Hắn âm trầm mặt bay ra ngoài cung điện. Đột nhiên một cổ nước gợn ẩn chứa lực lượng rất mạnh tiến đến, khiến mấy cây trụ trống trước cửa cung điện đều xoay chuyển, cổ lực lượng kia thập phần bá đạo, tựa hồ cũng không phải là vì công kích, mà là hoàn toàn là phá hư. Người nào, đáng chết. Nghiễm Dịch đang lúc phiền muộn, giờ phút này càng nổi giận. Thân thể hóa thành một đạo quang mang xuyên thấu qua gợn nước kia, một chưởng đánh tới tâm địa. Bành! Nước chảy trong toàn bộ đáy biển bắt đầu khởi động, dưới uy lực một chưởng liền xoay chuyển, ngưng tụ thành một thủy cầu ép tới cực hạn, nổ bung trước bóng người kia. Bành! Lực lượng vô cùng bá đạo nổ tung, đẩy khắp bốn phương tám hướng. Người tới không chút kinh hoàng, thân thể hư hóa lôi đình, nước gợn trực tiếp xuyên thấu qua người hắn. Nghiễm Dịch tâm thần chấn động, liền hoảng sợ phát hiện đối phương chạy tới hắn trước mặt, một cước đạp xuống mặt hắn. Hắn hoảng hốt không thôi, một cước kia không có gì đặc biệt, nhưng lại ẩn chứa quy tắc rất mạnh, hoàn toàn tập trung lấy mình, không cách nào tránh đi được. Từ sau khi dung hợp hai giọt thủy long chi huyết kia, tu vi của hắn không chỉ tiến vào võ đế tứ tinh trung giai, hơn nữa chiến lực chân thật còn hơn xa đó, làm sao có thể bị đối phương một cước đạp xuống. Hắn trong lúc khiếp sợ cực độ, long huyết chi lực trong cơ thể lập tức bạo phát ra, làn da trên thân thể lộ ra một mảnh đỏ bừng, hét lớn. Long đằng pháp thân, rầm rầm rầm. Ở chung quanh hắn truyền đến từng đạo thanh âm thủy bạo, quy tắc tập trung bỗng nhúc nhích, Nghiễm Dịch vội vàng dốc toàn lực đạp một cái, muốn né tránh một cước kia, nếu để cho người dẫm trên mặt hắn, hắn thân là vương tộc Đông Hải, về sau còn thể diện gì gặp người nữa chứ? Dưới nỗ lực của hắn, thân thể rốt cục thoáng nghiêng ra sau một chút, tuy tránh khỏi mặt, nhưng lại bị dẫm lên ngực. Phanh! Một cổ cự lớn chấn nhập trong cơ thể hắn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn vỡ vụn ra, nhổ ra miệng lớn máu tươi bay ra ngoài, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Ồ! Người tới chính là Lý Vân Tiêu, hắn kinh ngạc nhẹ ồ lên một tiếng, không thể tưởng được đối phương dưới một cước của hắn còn có thể né tránh được. Lý Vân Tiêu nhìn màu da đỏ bừng quanh thân Nghiễm Dịch, có chút lộ ra nghi hoặc, như có điều suy nghĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là ai? Toàn bộ cung điện san hô đều sụp xuống, bên trong truyền đến tiếng nổi giận của Lục Điêu thống lĩnh, hai đạo quang mang vọt ra khỏi cung điện, thoáng cái dừng ở trước người Lý Vân Tiêu. Lục Điêu thống lĩnh mặt mũi tràn đầy nổi giận, đặc biệt là thấy sắc mặt Nghiễm Dịch trở nên trắng, khóe miệng còn mang theo máu tươi, liền tức đến toàn thân run rẩy, khiến vương tộc bị thương. Hắn đây chính là tử tội. Nhuận Tường lại vẻ mặt lạnh như băng, hai đạo ánh mắt lăng lệ ác liệt lướt qua trên mặt Lý Vân Tiêu, tựa hồ muốn xuyên thấu qua cái mặt nạ kia, thấy rõ tướng mạo vốn có của hắn. Lý Vân Tiêu nhìn Nhuận Tường, liền chuyển hướng Lục Điêu thống lĩnh, nói. Nhất tộc ngươi ở hải vực này có bao nhiêu người? Lục Điêu thống lĩnh sững sờ, ngạc nhiên nói. Ngươi là ai? Sao lại hỏi việc này? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Ta lấy tiền tài người khác, định thay người khác tiêu tai, triệt để tiêu diệt Lục Điêu nhất tộc ngươi. Cái gì, đáng chết, đáng chết, đáng chết a! Lục Điêu thống lĩnh còn tưởng chuyện gì, sau khi nghe xong cả người lập tức nổi giận, thân thể bỗng nhiên tuôn ra lực lượng cường đại, hai tay lăng không chụp lấy, liền nắm một cây trường mâu màu vàng nơi tay, đâm thẳng tới. Trường mâu kia chỉ là huyền khí bát giai bình thường, nhưng ở trong tay hải tộc đã là thứ như chí bảo. Trên mũi nhọn lóe lên hàn mang, thẳng đến mi tâm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu từ đầu đến cuối đều thả lỏng hai tay phía sau, thân thể nhẹ nhàng hơi nghiêng liền tránh thoát được. Lục Điêu thống lĩnh không ngừng dâng lên nộ khí, nắm binh khí quét ngang mà đến, đâm thẳng tới trước ngực hắn. Lý Vân Tiêu dưới chân điểm nhẹ, thân thể nhẹ nhàng ngửa ra sau, chân phải lăng không nâng lên ra, dẫm lên trên trường mâu kia, đá nó trở về. Hai lần ứng phó đều hời hợt. Rơi vào trong mắt Lục Điêu thống lĩnh khiến lòng hắn sinh ra lòng kiêng kỵ rất mạnh, biết rõ người trước mắt này tuyệt đối là kình địch. Ngươi là, Lý Vân Tiêu. Nhuận Tường ở bên cạnh lạnh lùng quan chiến đột nhiên sắc mặt đại biến, thanh âm cơ hồ thay đổi phát ra từ cổ họng hắn, ba chữ Lý Vân Tiêu càng như con vịt bị người bóp lấy cổ mà kêu lên. Hắn rốt cục nhận ra người trước mắt. Thân hình nhịn không được run rẩy kịch liệt, cảm xúc thoáng cái bắt đầu không thể khống chế được. Thiên chi kiêu tử trong tứ hải,
thiên tài tung hoành đại lục nhân tộc cơ hồ khó gặp địch thủ, chính là ăn phải thảm bại đau đớn nhất đời trong tay người này. Trên mặt Nhuận Tường không có chút máu, còn khó coi hơn cả Nghiễm Dịch đang bị thương. Ánh mắt phẫn nộ và âm lãnh của Nghiễm Dịch thoáng cái trở nên ngạc nhiên, hai hàng lông mày nhíu chặt, dừng ở gương mặt Nhuận Tường. Không rõ hắn vì sao kích động như vậy, nhân loại trước mắt này lại có lai lịch ra sao. Lục Điêu thống lĩnh cũng ngừng công kích, cảnh giác đứng ở một bên, hơn nữa mấy vòi xúc tu trên đầu của hắn cũng đang có chút đung đưa, đúng là phương thức truyền âm mà chỉ Lục Điêu nhất tộc bọn hắn mới có, hắn đang điều phối cao thủ đến đây. Ha ha, Nhuận Tường huynh, Thành Hồng Nguyệt từ biệt, ta quả thật rất nhung nhớ a. Lý Vân Tiêu ha ha cười nói, Phong Khinh Vân đạm đứng ở trước mặt ba người. Nghiễm Dịch tiến lên, lạnh giọng nói. Biểu ca, người có biết nhân loại này sao? Vừa rồi Nhuận Tường hô lên ba chữ Lý Vân Tiêu giống như quỷ kêu vậy, hắn cũng không nghe được rõ ràng. Nhuận Tường hít một hơi thật dài, hắn dù sao cũng là thiên tài, chậm rãi khống chế lấy cảm xúc trong lòng mình, dần dần khôi phục tỉnh táo. Lý Vân Tiêu không chỉ mang đến cho hắn thảm bại và sỉ nhục lớn nhất trong cả cuộc đời này, hơn nữa trong khoảng thời gian gần đây phàm là lúc tu luyện tới cực hạn, trong đầu liền sẽ xuất hiện thân ảnh người này, cực hạn khó có thể chịu được kia cũng bị hắn vượt qua. Hắn biết rõ người trước mắt này đã trở thành tâm ma của mình. Tuy rằng dựa vào tâm ma này tốc độ tu luyện của mình tiến triển cực nhanh, đột nhiên tăng mạnh, nhưng nếu không diệt sát hắn thì khi đến võ đế hậu kỳ lĩnh ngộ đại đạo trung cực mình sẽ khó mà tiến thêm được nữa. Cho nên Lý Vân Tiêu phải chết, hơn nữa phải là tự tay hắn giết chết. Tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất quá chỉ mấy hơi, Nhuận Tường liền triệt để bình tĩnh lại, nói. Lý Vân Tiêu, người đời này ta kính nể vốn chỉ có ba, nhưng giờ lại nhiều thêm ngươi nữa. Lý Vân Tiêu, Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Nghiễm Dịch đột nhiên đại biến, kinh hãi nói. Lý Vân Tiêu chính là Lý Vân Tiêu giấu đi Hồng Thạch. Hắn cũng rốt cục nhận ra được, người này chính là người đã mang đến cho hắn sỉ nhục, sau khi định ra ước hẹn 3 tháng lại đổi ý, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt phụ vương và tất cả huynh đệ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn một mực đều cho rằng phụ vương để Nhuận Tường đến đây chỉ huy chiến sự, mà mình chỉ là tùy tùng, cũng là vì ước hẹn 3 tháng mất mặt kia, trong lòng đã sớm đưa Lý Vân Tiêu vào danh sách tất sát rồi. Lục Điêu thống lĩnh cũng toàn thân đại chấn, hắn tuy rằng không biết ân oán giữa người này và hai vị vương tộc, nhưng hắn thân là võ đế cao giai, ở dưới trướng vương tộc Đông Hải cũng là người cực kỳ có phân lượng, biết rõ nguyên nhân gây ra chiến sự lần này chính là Hồng Thạch. Nghe thấy Hồng Thạch là bị người này giấu đi, mắt càng trừng lớn như lồng đèn, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, quyết không thể để hắn chạy thoát. Lý Vân Tiêu cảm thấy hứng thú, nói. À, không biết là ba người nào. Đại chiến có tính khí, Nhuận Tường đã triệt để bình tĩnh lại, nói. Vị đầu tiên là người thống ngự toàn bộ tứ hải, thiên hạ thần phục, Hải Hoàng đại nhân. Nghiễm Dịch và Lục Điêu thống lĩnh đều biến sắc, ánh mắt lộ ra vẻ sùng kính vô thượng. Lý Vân Tiêu duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng lay động nói. Chú ý dùng từ, là tứ hải thần phục, không phải thiên hạ. Nhuận Tường cũng không tranh luận với hắn, tiếp tục nói. Vị thứ hai chính là vương giả Bắc Hải, phụ thân đại nhân của ta. Trên mặt Lục Điêu thống lĩnh vẫn lộ kính ý, chỉ có điều so với lúc nhắc đến Hải Hoàng vẫn kém hơn nhiều, Nghiễm Dịch thì nhẹ hừ lạnh thoáng một phát, tựa hồ lơ đễnh. Lý Vân Tiêu nói, phụ thân vĩnh viễn đều là thần tượng trong suy nghĩ hài tử, có thể hiểu được. Trên mặt Nhuận Tường hiện lên một tia dị sắc, nói. Về phần vị thứ ba, liền ở trong thánh vực thần đô nhân tộc các ngươi. Về phần là ai, tự ngươi đoán đi. A, à, đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, tựa hồ đang trầm ngâm, một hồi mới nói. Ngươi chỉ chính là nam người trong thánh vực kia, hay là ba vị trong thần đô? Sắc mặt Nhuận Tường biến hóa, ngưng giọng nói. Ngươi đối với tình huống thánh vực hiểu rất rõ sao? Lý Vân Tiêu nói. Thân vi nhân tộc, đương nhiên phải hiểu rõ hơn hải tộc ngươi rồi. Nhuận Tường hừ lạnh nói. Về phần là ai, tự ngươi đoán đi. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Không cần đoán, đợi lát nữa ta đánh ngươi một trận, sẽ trực tiếp siêu hồn ngươi là biết thôi. Bởi vì ta cảm thấy rất hứng thú với lai lịch huyết mạch của ngươi. Sắc mặt Nhuận Tường đại biến, kinh sợ nói. Đáng chết a, lại có cách nghĩ ác độc với ta như vậy. Lý Vân Tiêu nhìn không được cười lên, nói.
Ngươi cũng 5 lần 7 lượt muốn giết ta rồi, ta siêu hồn ngươi có gì kỳ quái? Bất quá ngươi rất biết thưởng thức đấy, có thể đánh đồng ta với 3 người mà ngươi bội phục. Nhuận Tường nói, không cần khiêm tốn, nếu ngươi có thể sống đến tuổi như vậy, thành tựu cũng không dưới bọn hắn. Lời vừa nói ra, sắc mặt Nghiễm Dịch và Lục Điêu thống lĩnh đều đại biến. Nhuận Tường lấy nhân loại so sánh với Hải Vương thì cũng thôi đi, nhưng trong 3 người hắn nói lúc trước có Hải Hoàng đại nhân chủ nhân Tứ Hải, lời vừa rồi đã là đại nghịch bất đạo rồi. Nghiễm Dịch kinh sợ nói. Nhuận Tường, người nói bậy bạ gì đó, lại dám mạo phạm Hải Hoàng đại nhân. Nhuận Tường biến sắc, cũng biết mình đã lỡ lời, vội vàng chuyển hướng chủ đề, nói. Đáng tiếc, người không có mạng sống đến tuổi kia rồi. Hai chân hắn thoáng cái rời khỏi đáy biển, cả người lơ lửng trên không trung, thân thể xuất hiện long hóa. Từng khối lân phiến màu vàng hiển hiện trên người, hai tay dài ra móng vuốt sắc bén, trên trán trồi lên long giác, hai tay nắm lấy La Hầu chiến thương, trạng thái toàn bộ triển khai dừng ở Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ngươi có lòng tin thắng ta sao? Nhuận Tường lạnh lùng nói. Trước kia là trên đất bằng, ngươi chiếm ưu thế. Bây giờ đang ở trong biển rộng, ta chiếm ưu thế, thắng ngươi có gì khó? Nghiễm Dịch trong lòng khiếp sợ, không thể tưởng được khiến Nhuận Tường trọng thương thành bộ dáng kia dĩ nhiên lại là Lý Vân Tiêu. Hắn nhìn qua Nhuận Tường long hóa, trong mắt hiện lên một tia thần sắc ghen ghét, nếu mình cũng có được những long chi bí bảo kia thì thực lực nhất định còn trên cả Nhuận Tường, cũng không cần khắp nơi bị hắn khi dễ như thế, trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ không công bằng. Lục Điêu thống lĩnh cũng hét lớn một tiếng. Thân hình trong nước trực tiếp bành trướng hơn gấp đôi, nắm kim xiên quắc mắt nhìn chừng chừng. Hơn nữa rất nhiều cường giả cũng nhận được triệu hoán, đã vây kín lấy nơi này rồi. Lý Vân Tiêu nói, cường giả Lục Điêu nhất tộc đều đã đến đông đủ rồi sao? Bớt cho ta phải đi tìm. Lục Điêu thống lĩnh giận tím mặt, quát. Đi chết đi. Hắn nắm kim xiên nhoáng một cái, lập tức từng đạo vằn nước tản ra trên mũi xiên. Hình thành ký hiệu cổ quái cực lớn, lăng không đánh qua. Chiến lực người hải tộc ở trên biển được tăng lên gấp bội, huống chi còn là võ đế cao giai như hắn, một chiêu đánh xuống như núi cao sụp đổ, thiên địa đứt gãy. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, thoáng cái hóa ra 2 mắt như huyết nguyệt, toàn bộ không gian 4 phía lấy hắn làm trung tâm bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo, một chiêu kia lực lượng phiên giang đảo hải đánh tới, khi sắp đánh rơi xuống bị không gian áp xúc biến hình kịch liệt. Thoáng cái đã hóa thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì? Tất cả mọi người đều hoảng hốt, nguyên một đám trừng lớn mắt, khó mà tin được chuyện trước mắt. Nhân loại này chưa hề động thủ, dĩ nhiên đã khiến cho một chiêu vô cùng bá đạo kia hư không tiêu thất rồi sao? Tinh thần lực, thậm chí có tinh thần lực cường đại như thế. Sắc mặt Vê dị thường khó coi, cắn răng nói. Ngươi là thuật luyện sư cửu giai sao? Hiện giờ trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, vốn tưởng rằng thực lực Lý Vân Tiêu chỉ tương xứng hắn, hiện giờ hoàn cảnh biến hóa, tính ra thì mình tất nhiên có thể đơn giản bắt lấy đối phương, nhưng không nghĩ tới đối phương lại còn át chủ bài cường đại như thế. Trong hải tộc có rất ít thuật luyện sư, mặc dù có cũng là cả ngày nghiên cứu thuật đạo, có rất ít người đi tu luyện các công kích tinh thần như thế, cho nên Lục Điêu nhất tộc và Nghiễm Dịch đều có chút phản ứng không kịp, mà Nhuận Tường đã đi lại trên đại lục một thời gian. Thoáng cái đã hiểu rõ mọi chuyện. Thuật luyện sư cửu giai sao? Người hải tộc đều hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt thậm chí còn lộ ra tôn sùng. Lý Vân Tiêu nói. Nhưng ngàn vạn đừng vì ta là thuật luyện sư mà thương cảm ta đấy. Thái cổ thiên mục nơi mi tâm hắn mở ra, lập tức bắn ra mấy đạo quang mang, một cổ khí tức cường đại phát ra, ngay sau đó mấy đạo nhân ảnh đáp xuống ngay bên cạnh. Cái này... Tất cả mọi người đều mở to mắt, lúc này ngay cả Nhuận Tường cũng có chút phản ứng không kịp rồi, mấy người đột nhiên xuất hiện kia vậy mà đều là cường giả võ đế. Qua nhiều quái vật như vậy sao? Hắc Liên Thiểu Hoàng thoáng cái kêu lên, gương mặt kinh hãi lập tức trở nên mừng rỡ như điên, cười to nói. Ha ha, rốt cục đã có bia luyện công rồi, lần này có thể hảo hảo thoải mái một chút. Hắn nhìn Mạc Tiểu Xuyên bên người một cái, đắc ý phi phàm nói. Lần này thực lực của ta cũng không phải yếu nhất nha. Lý Vân Tiêu cơ hồ đã thả ra tất cả lực lượng có thể chiến đấu trong giới thần bi, ngoại trừ sư huynh đệ Mạc Tiểu Xuyên và Hắc Liên Thiểu Hoàng gia, còn có tam huynh đệ Câu gia, Huyền Lôi Kinh Vân Hống và Hồ Lô Tiểu Kim Cương, cùng với Đoạn Việt và Nhạc Cửu Lâm đã đạt đến võ tôn đỉnh phong.
còn có một người cau mày, không ngừng cao thấp hoạt động thân thể, trên mặt bất mãn nói. Ta cũng chưa từng nói qua sẽ giúp ngươi ngăn địch mà. Người này đúng là ác linh đi ra từ người Mạc Tiểu Xuyên. Chuyến đi địa lão thiên hoang trước kia bị bốn gã võ đế cản đường cướp bóc, Lý Vân Tiêu giết chết ba người lưu lại một tên võ đế thực lực mạnh nhất, trực tiếp đưa cho ác linh đoạt xá. Lý Vân Tiêu nói, ta không bảo ngươi ngăn địch, ngươi có thể đi, ta chỉ thả ngươi ra thô. Ác linh nhìn lướt qua bốn phía, nơi này đã bị vây rậm rạp chằng chịt, chật như nêm cối, trong lòng một hồi phiền muộn, căn bản không cách nào đi được, hơn nữa trong lòng hắn cũng không dám tự tiện rời đi. Có trời mới biết vi phạm với ý nguyện của người này hắn sẽ dùng thủ đoạn gì đi đối phó với mình. Nhuận Tường đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì? Lục Điêu thống lĩnh có chút phát mộng, khó hiểu hỏi Nhuận Tường kiến thức rộng rãi. Sắc mặt Nhuận Tường trầm xuống, trong đầu có một ý niệm điên cuồng nhảy ra khó có thể ức chế, chẳng lẽ là huyền khí siêu phẩm? Ngày đó trên Tống Nguyệt Dương thành hắn đã tận mắt thấy yêu tộc bị thương nặng thi triển hồn thiên nghi. Không phải nói huyền khí siêu phẩm của nhân tộc chỉ có Nặc Á Chi Chu sao? Ánh mắt Nhuận Tường nhìn lướt qua, lập tức phát hiện thực lực của những người trước mắt, trong lòng càng thêm khẳng định trong tay Lý Vân Tiêu có huyền khí siêu phẩm, nếu không tuyệt đối không thể nào giấu nhiều người như vậy được. Một cổ hưng phấn khó tả lan tràn trong lòng, nếu hôm nay có thể đánh chết Lý Vân Tiêu, không những có thể báo thù ngày đó, hơn nữa rất có khả năng tìm về được Hồng Thạch, càng khiến hắn thêm kích động mà run rẩy chính là. Nếu đạt được huyền khí siêu phẩm, vậy hắn tương lai nhất định sẽ vấn đỉnh thiên hạ a. Không biết. Nhuận Tường đáp Lục Điêu, nói từng chữ. Giết toàn bộ, một tên cũng không để lại. Vâng. Trong mắt Lục Điêu thống lĩnh hiện lên một tia hàn quang, sự xuất hiện của những người trước mắt này khiến ưu thế của bọn hắn thoáng cái giảm bớt thật lớn, nhưng vẫn có tin tưởng tất thắng, quát. Giết toàn bộ. Dầm ào ào. Hải tộc rậm rạp chằng chịt bốn phía thoáng cái toàn bộ động, điên cuồng xông tới, chỉ riêng lực nước ép tới đã giống như tê ấm sắt đặt trên người mọi người, khiến bọn hắn đều nhíu mày. Đoạn Việt thoáng cái cười khổ, nói. Vốn tưởng rằng tấn cấp đến võ tôn đỉnh phong, hoặc nhiều hoặc ít có thể giúp đỡ tiểu tử ngươi một chút, không thể tưởng được địch nhân của ngươi càng ngày càng mạnh, thủy chung cản không nổi tiến độ A. Lý Vân Tiêu nói. Thống lĩnh đấu thống lĩnh, lâu la đấu lâu la. Người đối phó những lâu la kia là được rồi. Trong lòng Đoạn Việt càng thêm phiền muộn, cũng đã là võ tôn đỉnh phong rồi, lại còn là lâu la, nhưng hắn không thừa thể không thừa nhận sự thật, cực độ phiền muộn đánh tới đám hải tộc lâu la kia. Tất cả mọi người thoáng cái tản ra khỏi Lý Vân Tiêu, đánh úp tới hải tộc ở bốn phương tám hướng, ngoại trừ Lục Điêu tộc ra, còn có một ít chủng tộc hải tộc khác ở phụ cận, nhưng lực lượng đều cực yếu, cơ bản chỉ là pháo hôi. Bành 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 bành. Các loại thanh âm âm bạo không dứt bên tai, nước biển thoáng cái đa hỗn loạn cả lên, bạo tạc trong phạm vi lớn lan tràn. Bọn người Mạc Tiểu Xuyên thế như trẻ tre, thoáng cái đã đánh chết mười mấy tên hải tộc, thậm chí một gã võ đế cũng trực tiếp vẫn lạc tại chỗ, khiến đám hải tộc kia sợ tới mức dốc sức liều mạng lui về phía sau, không dám tiến lên nữa. Lục Điêu thống lĩnh sắc mặt đại biến, cả giận nói. Tất cả mọi người vây giết, người chạy giết. Những hải tộc kia lúc này mới lấy được dũng khí, nguyên một đám gào thét lớn vào tới, hai mắt lập tức đỏ bừng. Vài tên võ đế hải tộc càng bạo khởi hai mắt, liên tục ra chiêu dữ tợn, bằng vào ưu thế tăng trưởng thực lực trong biển rộng, thoáng cái cả đám đã lao tới vây khôn, bắt đầu lâm vào chém giết nhàm chán. Công kích của hồ lô tiểu kim cương tuy không phải mạnh nhất, nhưng lại là cổ máy giết chóc hữu hiệu nhất, nơi đây căn bản không có ai có thể làm bị thương hắn được, từng quyền đánh ra, từng quyền bạo địch. Ba huynh đệ Câu Gia và Ác Linh tuy rằng không cam tâm tình nguyện, nhưng giờ phút này mặc dù bọn hắn không ra tay, người hải tộc cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn, chỉ đành kiên trì chém giết. Lục Điêu thống lĩnh xem xét đội ngũ của mình lập tức tử thương cực lớn, cả kinh toàn thân cự chiến, hai mắt phóng hỏa. Nhuận Tường nói, Lục Điêu đại nhân, tĩnh tâm lại cùng ta bắt lấy người này. Nghiễm Dịch biểu đệ, những cặn bã kia do ngươi phụ trách. Nghiễm Dịch hừ một tiếng. Liền phi thân lên, đánh tới những người kia. Tuy rằng trong lòng của hắn cực kỳ không muốn bị Nhuận Tường chỉ huy, cũng không muốn làm nhân vật lâu la, nhưng tình thế bức người, thực lực nói chuyện, không phải do hắn. Lục Điêu thống lĩnh sau khi nghe Nhuận Tường nói như vậy cũng tỉnh táo lại, phun toàn bộ lửa giận trong mắt tới Lý Vân Tiêu. Ba người lẳng lặng mà đứng, nhưng hung hiểm trong đó lại không thua bên ngoài,
khí thế trên người mỗi người đều kéo lên tới cực điểm, ép khiến nước biển quay cuồng, cơ hồ hình thành một đạo vòng xoáy lan tràn khắp bốn phía. Người còn lại bị cổ nước biển và khí tức kia áp chế, không khỏi lui về phía sau, càng giết càng xa, toàn bộ kéo đến ngoài trăm thước. Nhuận Tường hít một hơi thật sâu, nói. Người đời này ta kính nể có ba là được rồi, không cần thứ tư, cho nên người hôm nay hãy lưu lại vĩnh viễn đi. Chiến thương trong tay hắn xoay chuyển, trực tiếp bước tới Lý Vân Tiêu. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lãnh kiếm băng xương thoáng cái hiện ra, hoành kiếm ngăn cản trước người, phanh một tiếng đẩy chiến thương ra. Lực phản chấn cực mạnh trên thân thương khiến hắn không khỏi lui về sau mấy bước, trong nội tâm lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hải tộc ở trong biển rộng có thể phát huy cực mạnh, nhưng thực lực Nhuận Tường giờ phút này tựa hồ còn hơn xa hắn dự đoán. Thân ảnh Nhuận Tường cực nhanh, thậm chí tốc độ còn nhanh hơn cả hắn trên đất bằng, mượn lực lần nữa đâm tới Lý Vân Tiêu. Kiếm thế Lý Vân Tiêu dương lên, lăng không giơ lãnh kiếm băng xương ra trước người, bốn phía hiện ra kiếm khí chi hải, hóa ra hơn 10 đạo kiếm hình đồng thời chém lên. Phanh! Hai kiện huyền khí chấn cùng một chỗ, phát ra thanh âm thanh thúy, trên chiến thương bay ra một khổ long khí, trực tiếp chấn diệt kiếm hình, hơn nữa cực lực càng như di sơn đảo hải đè Lý Vân Tiêu xuống vài phần. Hai chân trực tiếp dẫm lên mặt đất, lút cả hai đầu gối. Ngay một khắc này, đồng tử Lục Điêu thống lĩnh phong lớn, tam xoa màu vàng lăng không đâm tới, tốc độ còn nhanh hơn cả Nhuận Tường. Sắc mặt Lý Vân Tiêu biến hóa, cự lực truyền ra từ thân kiếm không ngừng tăng cường, rõ ràng là Nhuận Tường cố ý muốn ngăn chặn hắn để tạo cơ hội cho Lục Điêu thống lĩnh. Tay trái hắn bấm niệm pháp quyết, nơi mi tâm lóe ra kim quang, bắt đầu trải rộng toàn thân, hóa ra pháp tướng kim thân ba đầu sáu tay. Trong đó một cánh tay điểm tới trước, 11 chuôi Bắc Thiên Hàn tinh kiếm phá thể mà ra, hóa thành từng đạo kiếm quang chém ra ngoài. Trên mặt Lục Điêu thống lĩnh lộ ra vẻ nhạo báng, kim xoa xoay tròn trên không trung, bay ra nguyên một đám kim cầu tản ra dưới đáy biển. Sau đó Nhuận Tường trên không bắn ra long khí, ở sau lưng hắn hiện ra hư ảnh chân long, uy lực trên La Hầu chiến thương tăng gấp đôi, giống như một tòa núi cao ngất chặn lấy Lý Vân Tiêu. Rầm 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 phanh. Từng thanh trường kiếm chém lên kim cầu lại không công mà lui, bị chấn trở về, bong bong long cong thành một hàng dài cắm dưới đáy biển. Lục Điêu thống lĩnh biến sắc, kim xoa hóa ra mấy đạo quang mang, hơn 10 kim cầu kia lăng không bay lên ra, trực tiếp vây quanh xoay tròn quanh thân Lý Vân Tiêu, đánh xuống người hắn. Thần sắc Lý Vân Tiêu biến đổi, trên một cánh tay hiện ra thiên trùy, toàn bộ quanh thân tụ ra lôi tinh hoàn đánh khắp bốn phía, ngăn trở lại toàn bộ kim cầu kia. Thiên trùy càng trực tiếp biến lớn, đập xuống đỉnh đầu Nhuận Tường. Đồng tử Nhuận Tường đột nhiên co lại, lực lượng một búa kia khiến hắn cảm thấy nguy hiểm dị thường, chiến thương nhanh chóng thu trở về, chắn ngang trước người ngăn cản. Ầm ầm, theo hơn 10 kim cầu quanh thân bị chấn nát, cự lực phóng lên trời. Nhuận Tường dưới một búa kia lập tức bị chấn bay, thân thể không thể ức chế được bay ngược ra sau. Lý Vân Tiêu lập tức hóa thành lôi điện, lãnh kiếm băng xương dương lên mà lên. Phi thân chém ra, thẳng hướng Nhuận Tường. Kiếm khí ở trong nước giống như cánh hoa tản ra, cuối cùng nhất tụ thành một đường, chém ra nước biển, ở quanh thân hắn là một mảnh chân không không có một giọt nước. La Hầu nhất kích. Thần sắc Nhuận Tường nghiêm nghị, trên trường thương ẩn ẩn có long hình xoay quanh, ngẩng đầu nhả châu, chân long chi uy gào thét mà lên. Bành! Hai cổ lực lượng đụng vào cùng một chỗ, nước biển bốn phía đều thối lui. Toàn bộ biển cả chấn ra một khối chân không cực lớn, không ngừng phóng tới mặt biển. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, tay trái đánh ra quyết ẩn điểm xuống thân kiếm, lập tức một đóa băng tinh hiện ra, không ngừng nở rộ. Toàn bộ nhiệt độ bốn phía bỗng nhiên hạ thấp, thân hình Nhuận Tường run lên, một cổ hơi lạnh thấu xương trực tiếp xuyên thấu long lân của hắn, xâm nhập kinh mạch cốt tủy. Nhất dạ xuân phong bách hoa khai. Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, đóa băng tinh kia phanh một tiếng bạo liệt. Băng hoa tản ra, toàn bộ sắc thái chung quanh đều trầm xuống, dùng tốc độ cực nhanh đóng băng khắp bốn phương tám hướng, vậy mà thoáng cái đã đóng băng vạn dặm. Kết sát. Sóng biển phóng lên trời kia cũng thoáng cái bị đông kết, biến thành như núi cao từ đáy biển chọc thẳng bầu trời, có ánh mặt trời trực tiếp chiếu rọi xuống đáy biển, khiến băng tinh phản xạ ra cường quang cực kỳ chói mắt. Nhuận Tường mà Lục Điêu thống lĩnh cách đó không xa đều bị đông lại dưới một chiêu này. Phanh. Ngay khi Lý Vân Tiêu bứt ra huy kiếm, chém ra băng tinh cắt tới cổ Nhuận Tường thì cả người Nhuận Tường chợt khẽ động, lập tức làm vỡ nát vô số băng cứng,
La Hầu trường thương kia thoáng cái hóa thành tùm bạch cốt, một cây trường tiên giống như xương sống rồng lượn vòng trước người hắn, ngăn trở lãnh kiếm băng xương. Hảo chiêu! Sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, long chi xương sống chấn khai Lý Vân Tiêu, hóa thành một đầu long ảnh xoay quanh bên người, sau đó đều nhảy vào trong cơ thể, dung hợp với bản thân hắn. Một cổ cường đại long khí bắn ra đi ra, lập tức chấn khai từng khối băng cứng kia khiến chúng giống như núi cao sụp đổ, toàn bộ biển cả lần nữa lâm vào trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, Lục Điêu thống lĩnh cũng trừng lớn mắt, hai tay nắm lấy kim xoa giơ lên cao, đâm mạnh tới phía trước. Vô số thủy nguyên tố bị một đạo kim mang cường quyết bổ ra, toàn bộ băng sơn sụp vào trong vòng xoáy cũng bỗng chốc bị chém thành hai nửa, kim mang vọt thẳng đến chỗ Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu một tay bấm niệm pháp quyết, lãnh kiếm băng sương chắn trước người, nước biển bốn phía biến thành một mảnh đen kịt, phảng phất như một lỗ đen thôn vệ hết tất cả ánh sáng, kim mang kia dưới dị tượng này cũng trở nên ảm đạm. Kiếm quyết, tinh diệt. Kiếm khí vô tận từ trong đen kịt chém ra. Muốn phá vỡ hư không biển cả vô cùng vô tận kia, va chạm vào một chỗ với kim mang khiến kình khí bắn ra tứ phương. Xa xa đám hải tộc phô thiên cái địa vây giết lấy mọi người không ít bị lực lượng bên này ảnh hưởng đến, lập tức phấn thân toái cốt, chiến trường lần nữa kéo xa ra. Hắc Liên Tiểu Hoàng có chút lo lắng nhìn qua xa xa, nói. Tiểu Xuyên, có cần đi giúp Vân Thiếu không? Ngươi cẩn thận đừng khiến mình bị thương đã là giúp Vân Thiếu rồi. Mạc Tiểu Xuyên bình tĩnh nói, không hề để ý đến chiến trường bên kia, nhưng tuyệt chiêu trong tay lại càng thêm ngoan lệ, tựa hồ như đã rót tất cả cảm xúc vào trong kiếm quang vậy, khiến đám hải tộc như mọc thành phiến đều trực tiếp nát bấy dưới một kiếm kia. Hắc Liên Tiểu Hoàng vẻ mặt do dự, nhưng Mạc Tiểu Xuyên nói cũng không sai, bọn hắn có thể chế trụ những đại quân hải tộc này chính là hỗ trợ lớn nhất rồi. Hắn lập tức hét lớn một tiếng, dưới quyền phong bốn đạo nguyên tố chi lực xoáy lên, đánh vào trong đám hải tộc. Chỉ có loại trình độ này sao? Nếu không thi triển thần thông thì làm sao giết được ta? Lý Vân Tiêu sau một kiếm chợt lạnh lùng mà đứng, khinh thường nhìn hai người phía trước, trong con ngươi hàn quang như nước. Sắc mặt Lục Điêu thống lĩnh trở nên khó coi đến cực điểm, vốn lúc đầu thấy đối phương chẳng qua chỉ là võ đế nhị tinh, giết còn không phải dễ như trở bàn tay sao, không nghĩ đến lại khó chơi như thế, hắn lạnh giọng nói. Nếu ngươi đã nóng lòng muốn chết, vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Uống. Lục Điêu thống lĩnh gầm lên một tiếng, kim xoa trực tiếp chọc vào bên cạnh, tay trái đẩy tới trước một trường, vòng xoáy màu xanh lá cây đậm hiển hiện trong lòng bàn tay, tản mát ra từng vòng hắc mang, trùng khớp với tần suất năng lượng nước biển bốn phía. Trong lúc nhất thời gợn sóng bắt đầu khởi động, càng có một đạo hư ảnh hiển hiện ngay sau lưng hắn, chậm rãi mở ra đôi mắt đỏ bừng, khí thế hung ác lộ ra. Trong hư ảnh kia truyền đến khí tức cực kỳ thô bạo. Chính là một loại hung thú đồ đằng cường đại nào đó. Hơn nữa Lục Điêu thống lĩnh giờ phút này tựa như đã dung làm một thể với nước biển bốn phía, mỗi một cái hô hấp đều như chập trùng cùng nước biển, khí tức càng ngày càng mạnh. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, nếu tùy ý để hắn vận chiêu thì sợ rằng mình sẽ phiền toái, hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang vọt tới, cả người bành trướng gấp mấy lần, một vòng lôi tinh vần quanh thân, ma ha cổ tự cực lớn hiển hiện trên búa, đột nhiên đánh xuống dưới. Một cổ lôi đình lao ra khỏi người Lý Vân Tiêu, trực tiếp phá vỡ toàn bộ nước biển, thậm chí vọt lên cả mặt biển, chấn lên trời cao. Lục Điêu thống lĩnh trợn mắt tròn xoe, lộ ra thần sắc Lý Vân Tiêu, tay phải bấm niệm pháp quyết, tay trái trực tiếp vỗ ra, nghênh hướng lôi đình kia. Rầm 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 phanh, từng đạo lôi đình trùng kích càng ngày càng mạnh, không ngừng điệp ra xuống, uy lực tăng cường thêm gấp mấy lần, lôi tinh hoàn kia cũng hoàn toàn mở rộng ra. Đẩy bước biển ra đến mấy chục thước, toàn bộ mặt biển cũng theo đó dâng cao lên. Sắc mặt Lục Điêu thống lĩnh đại biến, lúc trước tiếp được lôi đình tiếp được cảm giác dường như cũng không mạnh lắm, lại không nghĩ tới chỉ nửa lượt hô hấp đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, khiến chân nguyên trong tay hắn toàn bộ đều bị đánh tan. Hơn nữa lôi đình chi lực đối với chủng tộc thâm hải như bọn hắn mà nói vốn đã có lực áp chế tự nhiên, sau khi đánh tan nguyên lực trên tay hắn còn chấn vỡ cả chân nguyên hộ thể của hắn nữa. Trong ranh giới như ngàn cân treo sợi tóc kia, đồ đằng sau lưng Lục Điêu thống lĩnh tựa hồ phát huy lên, nó mở ra cái miệng lớn, trong miệng phát ra một hồi chiến minh. La 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 la, tiếng kêu to bén nhọn trực tiếp đẩy lôi đình chi lực ra, lực sóng âm cực lớn truyền tới từ búa của Lý Vân Tiêu khiến cả người hắn cũng như bị đánh bay mất, hơn nữa tạp âm vọt vào tai khiến đầu hắn như muốn nổ tung ra vậy. Mẹ nó,
đây là thứ quỷ gì thế? Lý Vân Tiêu tức giận mắng một tiếng, trên mặt hoảng hốt, đồ đằng này chẳng qua chỉ mới hiển hóa ra một bộ phận, chỉ dựa vào tiếng thét dài từ miệng mà đã có được uy thế như vậy, nếu cả bản thể đều hiển hóa ra thì có còn cho người sống người không chứ? Phốc! Lục Điêu thống lĩnh phun ra miệng lớn máu tươi, công kích vừa rồi đã khiến tâm mạch hắn bị chấn thương. Mới đi dạo một vòng về từ quỷ môn quan khiến hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, hai tay vội vàng bấm niệm pháp quyết, không ngừng gia tăng đồ đằng chi lực ở sau lưng. Đây là khiết ước giữa Lục Điêu tộc bọn hắn và hung thú, vào lúc nguy cấp có thể triệu hoán bộ phận bản thể của hung thú tới. Nhưng lấy lực lượng của hắn thật sự không triệu hóa được nhiều lắm, trạng thái hiện giờ đã là cực hạn rồi. Trong miệng đồ đằng kia không ngừng hét dài, sóng âm chi lực không chỉ công kích Lý Vân Tiêu, hơn nữa còn khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Trên chiến trường ở xa xa, Lục Điêu nhất tộc tựa hồ không có việc gì, nhưng hải tộc còn lại và bọn người Mạc Tiểu Xuyên sắc mặt lại đại biến, nguyên một đám toàn thân bị kích thích khiến nổi da gà, hơn nữa khí tức trong cơ thể thoáng cái chợt bắt đầu cuồng bạo. Mà yêu thú như Huyền Lôi Kinh Vân Hống lại run rẩy kịch liệt, co lại thành một đoàn, tựa hồ cực kỳ sợ hãi. Nhưng từng vòng lôi điện màu vàng vẫn tản ra ngoài cơ thể, khiến hải tộc không cách nào xâm nhập. Đoạn Việt và nó quan hệ vô cùng tốt, thoáng cái đã đến bên người nó hộ pháp giúp nó. Lý Vân Tiêu bị sóng âm kia chấn khai, thất bại trong gang tấc, trong lòng vừa sợ vừa giận. Một tay bấm niệm pháp quyết, cả người kim quang đại thịnh, trên mặt ngoài làn da có thể thấy được từng đạo gợn sóng lan ra, công kích của hung thú kia đại bộ phận đều bị kim thân ngăn trở bắn ra. Chỉ có bộ phận chấn và trong cơ thể hắn thôi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lần nữa nhẹ giọng khẽ quát, ma khí trên người lăng không mà lên, ma thiên chiến giáp hiển hóa ra, rốt cục cũng xua tan được toàn bộ sóng âm chi lực. Sau đó hai tay của hắn phi tốc bấm niệm pháp quyết, hư ảnh chân ma sau lưng hiển hóa ra dưới đáy biển, như một cự nhân đến biển cả, toàn bộ nước biển cũng bắt đầu hóa đen, giống như là mặc thủy vậy. Trong hai mắt Lý Vân Tiêu lộ vẻ lạnh lùng. Hắn nhìn Nhuận Tường cách đó không xa một chút, đối phương đang ở đó hung hăng nhìn vào hắn, hai tay không ngừng biến hóa quyết ấn, tựa hồ đang thi triển thần thông cực kỳ lợi hại nào đó. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ lạnh thoáng một phát, bất chấp bên phía Nhuận Tường nữa, hai tay lăng không khắp ấn, từng đạo kim mang tản ra từ lòng bàn tay hắn. Hư ảnh chân ma ở sau lưng cũng theo đó kết xuất ấn ký, ở bên ngoài kim ấn của Lý Vân Tiêu ma khí tung hoành, kết xuất ra một phương ma ấn cực lớn. Hiển hiện trong nước biển đen kịt, theo đó khẽ phập phồng. Sắc mặt Lục Điêu thống lĩnh trở nên một mảnh trắng bệch, lực lượng của hắn tiêu hao rất lớn, đồ đằng hung thú ở sau lưng cũng dần dần như muốn biến mất đi vậy. Lý Vân Tiêu, dừng tay cho ta. Nhuận Tường đột nhiên hét lớn một tiếng, trong hai tròng mắt tuôn ra tinh mang, một cổ khí tức cực kỳ khủng bố truyền đến, trong nước biển đột nhiên xuất hiện một khe hở, giống như thông đạo mở ra, thoáng cái đã tản ra mấy chục thước. Phảng phất như mở ra một phương lồng giam để hung thú tuyệt thế nào đó tiến đến vậy. Lý Vân Tiêu và Lục Điêu thống lĩnh đều kinh hãi, chỉ có điều trên mặt một người thì ngưng trọng, người kia lại lộ vẻ đại hỉ. Là Thâm Hải Cự Kiểm Thú. Trong mắt Lục Điêu thống lĩnh lộ vẻ mừng rỡ, cuồng tiếu nói. Ha ha, Nhuận Tường đại nhân vậy mà lại gọi thứ này đến, Lý Vân Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khe hở kia còn đang không ngờ mở rộng. Khí thế cả người Nhuận Tường cũng tăng vọt, long khí hóa thành từng đạo long hình lượn vòng quanh thân hắn. Trong khe hở chậm rãi mở ra một con mắt, lớn đến mấy chục thước, đồng tử cực lớn đảo qua đảo lại vài cái, cổ quái đến cực điểm. Theo khe hở càng lúc càng lớn, toàn bộ gương mặt hung thú cũng chậm rãi hiện ra, cơ hồ bao trùm cả một phương hải vực. Ầm ầm, toàn bộ đáy biển chấn động, gương mặt hung thú kia trực tiếp chèn phá không gian, lộ ra ngoài. Giống như một cái bánh mì cực lớn vậy, trên mặt đột nhiên há mồm mà cười, khủng bố dị thường. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy yết hầu khô khốc, nuốt nước miếng một chút, hắn lập tức nhận ra trước mắt chính là Thâm Hải Cự Thú, một loại tộc đàn viễn cổ tồn tại từ xa xưa, ẩn nấp dưới biển sâu vô tận, rất ít khi xuất hiện. Loại cự thú này bình thường đều là một mình tồn tại, hoặc là hai ba con tạo thành một gia đình. Hình thể của chúng lớn hơn hải tộc bình thường cả trăm lần. Có thậm chí có thể đạt tới thể tích khủng bố cả nghìn lần, là tồn tại khủng bố mà biển cả phải mất vô số năm tháng mới thai nghén ra được. Chân ma pháp tướng của Lý Vân Tiêu ở trước mặt gương mặt cực lớn kia còn không cao bằng sống mũi của nó. Ha ha, Lý Vân Tiêu, lần này xem ngươi chết thế nào.
sắc mặt Nhuận Tường cũng đỏ bừng, vì mình có thể triệu hoán ra tồn tại cường đại như vậy mà cảm thấy hưng phấn cực độ. Hắn hóa thành một đạo quang mang bay thấp trên gương mặt khổng lồ kia, nhe răng cười nói. Đây chính nhất tộc truyền thuyết của biển cả, người có thể chết trong miệng thâm hải cự thú cũng không uổng ta coi trọng ngươi rồi. Rầm rập ầm ầm, cự thú kia tựa hồ không thấy thân thể, chỉ có một cái mặt tròn du động dưới đáy biển. Nó chậm rãi mở miệng rộng ra hít một hơi, vô số nước biển đều bị hút vào trong bụng, mà ngay cả đám hải tộc ở xa xa, một ít thực lực hơi thấp cũng khó thoát khỏi vận rủi, hoảng sợ bị hút vào trong. Trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra một tia lo lắng, biết rõ hôm nay muốn giết Nhuận Tường sợ rằng không thể nào được. Thân thể của hắn thuấn gian di động liền biến mất tại chỗ, mà ngay cả chân ma pháp tướng cũng biến mất, sau một khắc cùng lúc xuất hiện ở trước người Lục Điêu thống lĩnh, ấn ký lúc trước kết xuất đột nhiên đánh xuống. Không giết được Nhuận Tường, ít nhất cũng không thể không công mà lui. Đáng chết, Lý Vân Tiêu ngươi lại dám bỏ qua ta. Nhuận Tường giận dữ, ở trước mặt thâm hải cự kiểm thú, Lý Vân Tiêu còn dám làm càn như thế. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, một đạo ấn ký cổ quái chợt hiển hiện trong tay, bị hắn giơ lên cao cao. Thâm hải cự kiểm thú dưới chân tựa hồ cảm ứng được gì đó, trong tròng mắt cực lớn bắn ra hung mang, lỗ mũi hừ mạnh một tiếng, sóng âm cực lớn cuốn lấy nước biển ập tới chỗ Lý Vân Tiêu. Mật độ nước bị đè ép chặt chẽ gần như kim loại, xông tới trên người Lý Vân Tiêu khiến ngay cả Ma Thiên Khải cũng bị chấn vỡ, hóa thành vô số khối nước bay ra. Lục Điêu thống lĩnh hoảng hốt, một lòng đột nhiên trầm xuống. Nhìn bộ dáng đối phương chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh chết mình rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên người truyền đến một loạt tiếng nổ vàng, tựa hồ như đã kích phát ra toàn bộ tiềm năng vậy, một cổ khí tức hung bạo phá thể mà ra. Lý Vân Tiêu, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn ngươi chết. Tay trái Lục Điêu thống lĩnh bấm niệm pháp quyết, tay phải chụp tới trước người, một đạo lực lượng như kết giới ngưng tụ ở trong lòng bàn tay hắn, ầm ầm đánh ra. Ông quyết tâm phải chết và một tia ngon lệ cuối, Lục Điêu thống lĩnh tụ tập tất cả chân nguyên và giác ngộ vào trong một chưởng này đánh tới ấn ký màu đen đang lăng không rơi xuống kia. Ầm ầm, nước biển vô tận nứt vỡ, lực lượng hai màu một đen một xanh cuốn khắp đáy biển, khiến xuất hiện một vòng xoáy như cối xay cuốn lấy tất cả vào trong đó. Thân thể Lục Điêu thống lĩnh cũng bắt đầu nứt vỡ từng khúc dưới cối xay kia, hắn trợn tròn mắt, nhìn từng đạo lực lượng cọ rửa lấy chiến giáp của Lý Vân Tiêu. Nhưng lại không thể nào đột phá được phòng ngự đối phương, hắn giận dữ hét. Súc sinh, ta không cam lòng a. Đối phương dựa vào phòng ngự của Ma Thiên Khải lông tóc vô thương, mà mình lại đang dần hóa thành nát bấy, dù là ai cũng khó mà cam tâm a. Lý Vân Tiêu lãnh đạm nói. Ngươi không cam lòng, ai quan tâm chứ? Phanh! Thân thể Lục Điêu thống lĩnh lập tức hóa thành vô số mảnh thịt tiêu tán. Mà ngay chuôi kim xoa bát giai bên người hắn cũng bị lực lượng cối xay kia phá hủy mất. Vào thời khắc này, một cổ khí tức nguy hiểm dị thường truyền đến, run rẩy đến từ sâu trong linh hồn khiến toàn thân Lý Vân Tiêu đều run lên. Hắn hoảng sợ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy cự kiểm thú đã nhô lên, cái mồm cực lớn kia như một hắc động sâu không đáy, lực lượng khủng bố đang dần được thai nghén trong đó. Thần thức Lý Vân Tiêu quét qua, lại không để lại bất kỳ dấu vết gì. Thậm chí ngay cả thần thức cũng bị nuốt vào, không nhìn ra chút mánh khóe, nhưng nỗi sợ hãi nguy hiểm sâu trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Dùng mạng Lục Điêu thống lĩnh đổi lấy mạng ngươi, đáng giá. Trong mắt Nhuận Tường hiện lên một đạo hàn mang, quyết ấn trong tay biến đổi, một cổ khí tức man hoang hung tàn khó có thể tưởng tượng theo hô hấp của cự kiểm thú bị nó phun ra khỏi miệng. Lý Vân Tiêu lập tức kinh hãi, ở đằng sau khí tức hung tàn kia ẩn hàm một cổ cảm giác càng thêm khiến hắn sởn hết cả gai ốc. Quanh thân hắn đột nhiên tách ra cường quang chói mắt, giống như ban ngày vậy, giới thần bi bay ra trên tay, càng lúc càng lớn. Chân thân bia lưu quang dị sắc, nguyên một đám ma ha cổ văn hiện ra, sau khi Lý Vân Tiêu hiển hóa ra kim thân pháp tướng, sáu cánh tay nhanh chóng bay múa trên không trung, tốc độ quyết ấn nhanh gấp ba bình thường. Thế giới chi lực hiện hỏa ra, trên thân bia bắt đầu hiện ra các loại dị tượng, đột nhiên tản ra dưới đáy biển, một cổ uy thế thiên địa chi chợt cuồn cuộn mà đến. Khiến người có cảm giác càn khôn khó lường. Theo hắn thì triển đại giới thần quyết, hào quang kết nối toàn bộ thế giới mới bắt đầu hiển hiện, ở dưới đáy biển lộ ra trời xanh mây trắng, chim hót hoa nở, tất cả mọi chuyện không thể tưởng nổi đều xuất hiện. Nhuận Tường biến sắc, kinh hãi quát. Công kích, nhanh công kích. Khí tức khủng bố còn đang không ngừng gia tăng trong miệng cự kiểm thú lại ngưng lại,
đột nhiên một cổ lực lượng màu đen xì ra, toàn bộ thế giới dưới đáy biển lập tức lâm vào một mảnh đen kịt. Lực lượng màu đa kia đột nhiên đánh vào thế giới giới thần bi, lập tức giống như mặc thủy tan ra, bao vây lấy toàn bộ thế giới chi quang của Lý Vân Tiêu vậy, không ngừng sơ tái. Mọi người hải tộc ở xa xa cũng đều biến sắc, trong linh hồn tựa hồ bẩm sinh đã cực kỳ kháng cực cổ lực lượng kia, nguyên một đám kinh hãi né ra, không dám đến. Sắc mặt bọn người Mạc Tiểu Xuyên cũng đại biến, đứng ở bên ngoài hắc mang vô tận kia không biết nên làm thế nào cho phải. Nhuận Tường cũng lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là với lực lượng thâm hải cự thú vậy mà cũng không cách nào nháy mắt diệt được Lý Vân Tiêu, mừng chính là thứ trong tay Lý Vân Tiêu tuyệt đối là huyền khí siêu phẩm. Nhưng hắn cũng không có gì lo lắng cả, bị cự kiểm thú công kích đến, tuyệt đối không thể nào thoát được. Những thâm hải cự thú này vào thời Thái Cổ đã được truyền xuống, niên đại còn xa xưa hơn cả thời kỳ chân linh hoành hành, chỉ có điều theo thiên địa đại biến đại lượng thâm hải cự thú tử vong, mặc dù còn lại một ít những theo lịch sử diễn biến cũng dần bị thoái hóa đi. Trong tứ hải tồn lại bao nhiêu thâm hải cự thú, thực lực tổng thể của bọn hắn lại ra sao, không ai hay biến, nhưng duy nhất có thể để xác định chính là chỉ cần triệu hoán ra những thâm hải cự thú này bọn chúng sẽ nghe theo chỉ huy của chân long hậu duệ. Hơn nữa huyết mạch chi lực càng mạnh, lực khống chế đối với bọn hắn cũng càng mạnh. Tương truyền thật lâu trước kia, thượng cổ chân long đã định ra khế ước nào đó với cổ tiên những cự thú này, giống như những đồ đằng vậy. Thần sắc Mạc Tiểu Xuyên cũng không còn bình tĩnh được nữa, trong tay bảo kiếm long cong chấn minh, một đạo kiếm phủ kim sắc xoay tròn trên thân kiếm, càng ngày càng lớn. Hắn giơ trường kiếm lên cao, nhàn nhạt kiếm linh hư ảnh lao ra khỏi kiếm thể. Theo đạo kiếm phủ kia bay lên không trung. Nhất kiếm sơ dương thiên túc vũ. Trong hai mắt Mạc Tiểu Xuyên chớp động sát cơ, chu ma kiếm ý trong tay hiện ra, lăng không chém ra. Toàn bộ đáy biển đen kịt lập tức bổ ra, như trường hồng lâm không, thông hướng đầu bên kia. Đồng tử Nhuận Tường đột nhiên co lại, uy lực một kiếm này dù là hắn cũng không dám nói có thể nhẹ nhàng tiếp được a. Ầm ầm, kiếm khí kia chém vào trong hắc mang. Bổ ra khoảng cách mấy trượng, liền triệt để chôn vùi trong đó. Lần này sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, năng lực của Mạc Tiểu Xuyên bọn hắn đều rất rõ ràng, dưới một kiếm toàn lực vậy mà chỉ có thể chém ra một chút, vậy Lý Vân Tiêu ở trong đó cũng càng thêm giữ nhiều lành ít. Hắc Liên Thiểu Hoàng kinh sợ nói. Xiết Nhuận Tường. Hắn lăng không bay lên, đang muốn lao tới Nhuận Tường thì đột nhiên lực lượng màu đen kia bắt đầu khởi động, một đạo bạch quang bỗng nhiên bắn ra. Phảng phất khai thiên tích địa, phân cả thế giới đục ngầu thành hai mảnh. Cái gì? Nhuận Tường hoảng hốt, thân hình rung rung kịch liệt, dưới hắc mang hữu tử vô sinh kia hắn vậy mà vẫn sống sót sao? Sau đó một đạo lôi quang thanh sắc bay vụt ra, hóa thành bản thể Lý Vân Tiêu, tay phải hắn nắm lấy lãnh kiếm băng xương cũng đang không nhịn được run rẩy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Trước tiên lui đã. Mọi người xuống lại, đang muốn hỏi thăm thì Lý Vân Tiêu đã lên tiếng. Sau đó tay trái vùng giới thần bi lên, thu tất cả mọi người vào trong hóa thành điện mang mà đi. Lúc này Nhuận Tường mới hồi phục tinh thần lại, giận dữ hét. Đáng chết a truy kích, giết hắn đi. Vừa rồi động tác Lý Vân Tiêu vung tay lên thu lấy mọi người hắn đều thấy rõ ràng, hắn càng thêm khẳng định ngọc bia kia nhất định là huyền khí siêu phẩm. Cự kiểm thú chậm rãi xoay người, há to mồm lần nữa nhổ ra một ngụm hắc quang đánh tới Lý Vân Tiêu, chẳng qua lần này chỉ là nhổ tùy ý. Cũng không chuẩn bị lâu như trước nên hắc mang kia tựa hồ yếu hơn không ít. Nhưng dù vậy, thể tích thâm hải cự thú thật sự quá lớn, chỉ một đạo hắc mang cũng đã phô thiên cái địa, hơn nữa tốc độ còn không dưới lôi quang. Lý Vân Tiêu cắn chặt răng, tay trái lăng không bấm niệm pháp quyết, hóa thành ma ha cổ văn lôi chi quy tắc trực tiếp điểm vào mi tâm mình. Đùng! Trên trán lập tức tách ra một đạo lôi quang màu tím, tốc độ lôi độn lập tức tăng lên gấp đôi. Cơ hồ như thuấn di sông ra khỏi mặt biển. Ngay khi ra khỏi biển, Lý Vân Tiêu lần nữa hít một hơi, thuấn di một cái đã cách vài trăm mét, lại hóa thành lôi điện lao về lục địa, mà một đạo truyền âm lại chấn nhập biển cả, không ngừng chấn vang. Nhuận Tường, mạng của ngươi lần sau lại lấy. Phế vật, phế vật, phế vật. Nhuận Tường liên tiếp giống ra ba từ phế vật, ở trên đỉnh đầu cự kiểm thú dẫm mấy chân, lúc này mới phát tiết được lửa giận trong lòng. Cự kiểm thú lại không có chút phản ứng, vẫn im im lặng lặng đứng trong biển rộng, bắt đầu không ngừng chìm vào sâu bên dưới. Sắc mặt Nhuận Tường vô cùng âm trầm,
thực lực Lý Vân Tiêu cách cuộc chiến lần trước cơ hồ đã mấy cái hào rộng khó có thể với tới được. Ở biển sâu nơi mà mình có thể phát huy đến lớn nhất, tăng thêm lục điêu thống lĩnh võ đế cao giai, còn có thâm hải chi truyền thuyết, vậy mà cũng không cách nào lưu hắn lại được, còn bị hắn chém giết lục điêu thống lĩnh, toàn bộ cường giả ở phụ cận hải vực tử thương hơn phân nửa. Sỉ nhục. Đây không chỉ là sỉ nhục, càng là thất bại càng lớn hơn nữa từ sau trận chiến thành Hồng Nguyệt. Gương mặt Nhuận Tường vặn vẹo dọa người, ngơ ngác đứng trên đầu cự kiểm thú, không biết đang nghĩ gì. Xa xa đại lượng hải tộc đều hoảng sợ trốn tránh, căn bản không dám tới gần đầu thâm hải cự thú kia. Nghiễm Dịch cũng biến sắc, hắn thân là vương tộc tự nhiên cũng đã nghe qua những tồn tại khủng bố ở sâu dưới đáy biển kia, chúng giống như truyền thuyết vậy, không thể tưởng được có thể tận mắt nhìn thấy, càng thêm không thể tưởng được là Nhuận Tường có thể triệu hoán ra, hơn nữa chỉ huy chúng. Sắc mặt của hắn không hề tốt hơn Nhuận Tường bao nhiêu, nhưng đa số đều là ghen ghét. Hắn cũng hiểu rõ chỉ có hậu duệ chân long mới có thể điều khiển những thâm hải truyền thuyết này, nhưng huyết mạch chi lực của mình quả thật kém đối phương quá xa. Thoáng cái dập tắt ngọn lửa ghen ghét trong lòng, Nghiễm Dịch hóa thành một đạo quang mang, cũng bay tới trên đỉnh đầu cự kiểm thú kia, chôn giấu lòng đố kỵ kia thật sâu, nói khẽ. Biểu ca, làm sao bây giờ? Hắn lăng không ở trên cự kiểm thú. Trong nội tâm tựa hồ có chỗ kiêng kỵ, hai chân không dám đạp xuống. Nhuận Tường xoay người lại, hàn khí trên mặt kia khiến trong lòng Nghiễm Dịch run rẩy thoáng một phát, vậy mà nổi lên một tia sợ hãi lan tràn trong lòng, đây là chuyện chưa bao giờ có a. Trọng chỉnh đội ngũ, truyền chuyện nơi này thành hai phần tin, một phần báo cáo cho Vương Cung Đông Hải, một phần báo cáo cho Quảng Thành Đại Nhân. Nhuận Tường thoáng cái yên tĩnh lại, loại tĩnh này ngược lại khiến Nghiễm Dịch cảm thấy càng thêm sợ hãi. Đồng thời trong lòng cũng dâng lên một cổ cảm giác thẹn thùng và phẫn nộ vô tận, vì cái gì? Vì cái gì ở trước mặt hắn ta lại cảm thấy sợ hãi? Tuy rằng không ngừng hỏi bản thân như vậy, nhưng sợ hãi kia cũng không giảm chút nào, cái này khiến Nghiễm Dịch cảm thấy tuyệt vọng triệt để. Nhuận Tường suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói. Bảo Vương Cung Đông Hải lập tức gia tăng nhân thủ cho ta muốn trong vòng 7 ngày phát động công kích, đoạt lấy thành Bạch Sung. Thân hình Nghiễm Dịch run lên. Cả kinh nói. Không đợi Đông Hải thống nhất mặt trận sao? Nhuận Tường lạnh lùng nhìn hắn thoáng một phát, hàn khí kia khiến toàn thân Nghiễm Dịch chấn động, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, hàn ý làn tràn trong người không cách nào ức chế, trên trán trực tiếp chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Thống nhất mặt trận Đông Hải là chuyện của Đông Hải các ngươi, giết Lý Vân Tiêu là chuyện của ta. Nhuận Tường nói xong trong tay liền lóe lên hào quang, cự kiểm thú một mực đứng yên bất động chợt xoay người. Chậm rãi bơi về xa xa. Bởi vì hình thể cự kiểm thú thật sự quá lớn, sau một lúc mới dần dần biến mất trong tầm mắt mọi người. Thân thể Nghiễm Dịch bỗng nhiên run rẩy kịch liệt, toàn bộ gương mặt đều trở nên vặn vẹo, hiện giờ hắn tựa hồ đã ý thức được chênh lệch khó có thể vượt qua giữa hai người, lập tức trong cơ thể cảm thấy nhộn nhạo, thân hình ngày càng run run, khổ sợ dị thường. Lý Vân Tiêu sau khi lao ra biển cả liền một hơi lao đi đến khi nguyên lực hao hết, lúc này mới ngừng lại. Hắn trực tiếp đáp xuống một sườn núi, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu điều tức. Thâm hải cự thú kia mang đến cho hắn kinh hãi cực lớn, nếu không có Mạc Tiểu Xuyên ở bên ngoài một kiếm bổ ra một tia khe hở, hắn lại men theo khe hở kia chém ra một kiếm, hơn nữa thân mang lôi quyết đại thành thì sợ rằng đã thật sự bỏ mạng dưới đáy biển rồi. Hắc sắc quang mang mà đầu cự thú kia nhổ ra vậy mà có thể chống lại thế giới chi lực của hắn, phẩm bậc lực lượng còn trên cả cửu thiên đế khí. Cái này khiến hắn vạn phần khó có thể lý giải. Phải biết rằng thế giới chi lực chính là một mình khai thiên tích địa, tự thành quy tắc, thậm chí không bị lực lượng thiên võ giới trói buộc, bởi vậy mới có thể thôn vệ hết thảy, không thể địch nổi. Mà cửu thiên đế khí chính là hội tụ quy tắc của thế giới này, có thể trấn áp tất cả lực lượng trong giới, trừ phi là loại lực lượng không bị giới lực ảnh hưởng như thế giới chi lực lọa, nếu không thì khó thoát khỏi cửu thiên đế khí trấn áp. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những thâm hải cự thú kia hẳn là tồn tại từ xa xưa tới nay, theo lý có được lực lượng cường đại như thế cũng không có gì lạ, chỉ là sao có thể đột phá trói buộc từ thế giới chi lực của giới này, đó là chuyện mà chỉ thập phương thần cảnh mới có thể làm được a. Lý Vân Tiêu cau mày khó hiểu, mặc dù trong tổ tiên của chúng có chân linh tồn tại, nhưng đã qua nhiều năm như vậy cũng không có khả năng đột phá giới lực. Sau khi thấy nghĩ không thông, Lý Vân Tiêu cũng chẳng muốn suy nghĩ nữa. Bắt đầu tập trung toàn bộ tinh thần khôi phục điều tức. Trong thành Bạch Sung,
trong phủ thành chủ, mọi người vẫn còn ngồi lặng lặng ở đó, chỉ có điều thành viên tiểu đội chiến nhận càng ngày càng khó có thể bình tĩnh được nữa. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn qua Liêu Dương Băng, tựa hồ muốn biết chút tin tức gì đó, tuy biết rõ Liêu Dương Băng cũng chỉ giống như bọn hắn, cái gì cũng không biết, nhưng vẫn kỳ vọng có thể nhìn ra chút tin tức gì đó, dù sao trong mọi người ngoại trừ bọn người Nguyễn Tích Tuyền ra chỉ có hắn là bình tĩnh nhất. Qua Chính Tường cũng đứng ngồi không yên, ban đầu còn có thể trò chuyện vui vẻ với mọi người, càng về sau chỉ có thể nặng nề đi tới đi lui. Thành chủ đại nhân, đừng có đi tới đi lui như thế nữa, ta hoa mắt mất. Nguyễn Tích Tuyền khoan thai ngồi thưởng thức trà, nhịn không được nở nụ cười. Ha ha, người của tiểu đội Vu Võ Khâm cũng đều cười ầm, nguyên một đám mặt lộ ra vẻ mỉa mai. Đội viên chiến nhận thì giận tím mặt, nguyên một đám hai mắt phóng hỏa, nhưng lại không dám bạo phát ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn, chỉ có Liêu Dương Băng là vẫn bình tĩnh ngồi đó. Qua Chính Tường đối với bọn người Nguyễn Tích Tuyền cũng không có sắc mặt tốt gì, nói với Liêu Dương Băng. Dương Băng đại nhân, người xem Lý Phi Dương. Liêu Dương Băng làm ra thủ thể im lặng, nhàn nhạt nói. Yên tâm đi, nếu nói là diệt sát Lục Điêu nhất tộc ta cũng không quá tin tưởng, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu. Lý Vân Tiêu vô luận là thực lực hay là mưu trí, đều tuyệt đối không thể bỏ mạng ở nơi thế này được. À, Dương Băng đại nhân nói như vậy ta an tâm rồi. Lương Nguyên Cơ xen vào nói. Chỉ là đại nhân sao có thể phán đoán Phi Dương huynh có nguy hiểm hay không? Dù sao thực lực hải tộc còn bày ở đó. Tất cả mọi người tiểu đội chiến nhận đều thoáng cái thở nhẹ ra, nếu Liêu Dương Băng đã nói như thế rồi, vậy Lý Vân Tiêu hẳn tương đối an toàn mới phải. Ha ha, nếu như tiểu tử kia không chết, tất nhiên là ở ngoài thành tìm một chỗ nào đó tùy tiện trốn đi, đợi một hồi giả bộ như trọng thương trở về, khoác lác nói mình giết bao nhiêu hải tộc. Vu Võ Khâm cười lạnh nói. Điều này cũng giải thích thông được vì sao Lý Phi Dương kia lại an toàn. Làm càn. Sắc mặt Liêu Dương Băng phát lạnh, một cổ khí thế cực lớn trực tiếp biến hóa ép tới, lạnh lùng nói. Ngươi là cái thá gì, dám ở trước mặt ta tùy tiện nói chuyện. Hắn cũng đã sớm nhìn những người này không vừa mắt, vừa vặn mượn cơ hội trừng trị một chút. Phốc! Khí thế Liêu Dương Băng ép xuống như núi, không có bất kỳ hạ thủ lưu tình, Vu Võ Khâm dưới một kích này trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi bị đánh bay ra ngoài. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền đại biến, đột nhiên vô án, cả giận nói. Liêu Dương Băng, người đây là ý gì? Liêu Dương Băng thu lại khí tức trên người, khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt trước kia, mỉm cười mân trà cười nói. Không có việc gì, chỉ giáo huấn đám con sâu cái kiến vô tri này một chút, để chúng biết tôn trọng chúng ta thôi. Nguyễn Tích Tuyền tức đến xanh cả mặt, Liêu Dương Băng đây rõ ràng là đánh chó cho chủ nhân xem mà, nhưng hắn lại không biết phản bác thế nào, chỉ có thể hừ vài tiếng, nói. Chẳng lẽ Vu Võ Khâm nói không đúng sao? Ta thấy Lý Phi Dương nếu không chết, tất nhiên đã trốn mất rồi. Liêu Dương Băng nói. À, không biết Lý Phi Dương sao lại trốn ở bên ngoài. Mong rằng Tích Tuyền đại nhân giải thích nghi hoặc cho mọi người, đề cao chỉ số thông minh cho mọi người một chút. Nguyễn Tích Tuyền nghĩ nửa ngày, mới rầm gì nói. Ta nào biết được hắn sao lại trốn bên ngoài. Có lẽ không trốn, thật sự đi vào trong biển rộng bị hải tộc giết chết rồi cũng nên. Ba ba ba. Liêu Dương Băng vỗ tay vài cái, mặt không biểu tình nói. Nếu Lý Phi Dương cũng thông minh như đại nhân vậy thì tốt rồi. Nguyễn Tích Tuyền giận dữ nói, Liêu Dương Băng, người có ý tứ gì? Châm chọc nói móc ta. Hắn nào dám nói móc đại nhân ngài chứ, ta thật sự ngưỡng mộ chỉ số thông minh của đại nhân ngài đấy. Bên ngoài thành truyền đến một giọng nói, sau đó một đạo quang mang rơi xuống, đúng là Lý Vân Tiêu đã trở về. Hắn xuất hiện trong đại sảnh. Phi Dương công tử, Liêu Dương Băng và Qua Chính Tường đều kinh hô, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ vui mừng, mọi người tiểu đội chiến nhận mỗi người cũng đều mừng rỡ không thôi. Hừ, đi ra ngoài trốn tránh một vòng rồi trở về, lãng phí thời gian mọi người như vậy có ý tứ sao? Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng mỉa mai. Qua Chính Tường nói, không có việc gì thì tốt rồi. Hắn nhiệt tình cảm kích với đám người Lý Vân Tiêu. Còn đối với bọn Nguyễn Tích Tuyền thì lại ngày càng phản cảm. Lý Vân Tiêu nói, Tích Tuyền đại nhân nói lời này cũng quá khó nghe rồi, không biết đại nhân tu luyện thần thông gì, có thể thấy được ta trốn đi thế. Hắn quay người nhìn về phía Nguyễn Tích Tuyền, ánh mắt lạnh dần, định lấy ra Nguyễn Tích Tuyền để khai đao rồi.
Nguyễn Tích Tuyền nào biết mình có phiền toái, còn lộ ra vẻ từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói. Thôi đi, nếu không ẩn nấp, chỉ bằng thực lực của ngươi có thể vào biển mà không chết sao? Ngươi lừa gạt ai chứ? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói. Tích Tuyền đại nhân nói lời này quả thật làm rét tâm tại hạ, tín nhiệm giữa người với người vậy mà thấp đã đến mức này, ta thân là một thành viên của tập thể, thật sự cảm thấy quá mức thất vọng. Hừ, Nguyễn Tích Tuyền thay đổi sắc mặt, lạnh giọng nói. Lý Phi Dương, bớt làm bộ làm tịch trước mặt ta đi, chú ý thân phận của ngươi một chút. Nếu nói ngươi đi biển cả, vậy có chứng cứ gì không, nếu không chính là chống đối cấp trên, ta không thể không thay những người khác quản giáo ngươi một chút rồi. Lý Vân Tiêu mỉm cười, nói. Nếu lấy ra chứng cứ, vậy thì tính sao? Có phải ta cũng có thể ra tay giáo huấn người nào đó nói móc ta không? Nguyễn Tích Tuyền sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Ngươi dám? Ha ha, thực không có ý nghĩa. Hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ biết dùng võ áp người một nhà, có bản lĩnh đi đánh hải tộc đi. Lý Vân Tiêu vẻ mặt mỉa mai, trên mặt lộ vẻ khinh miệt không chút che giấu. Nguyễn Tích Tuyền tức giận không nói, bị lời Lý Vân Tiêu nói chọc giận, muốn ra tay đánh người nhưng lại cảm thấy không ổn, thẹn quá hóa giận nói. Nếu ngươi có thể xuất ra căn cứ đã đánh nhau với hải tộc, ta cho ngươi đánh vài cái thì đã sao, nếu không lấy ra được, hừ hừ, hậu quả ngươi cũng biết đấy. Trên mặt hắn hiện lên âm lãnh, không nói đến hắn không tin Lý Vân Tiêu thật sự đi ra biển một chuyến còn có thể sống sót, coi như là thật, hắn cũng tuyệt không có đảm lượng dám đánh mình. Thật sự, sắc mặt Lý Vân Tiêu lạnh lẽo, khóe miệng mang theo nụ cười nghiền ngẫm. Nguyễn Tích Tuyền ngạo nghễ nói. Tự nhiên, ta chính là cường giả võ đế lục tinh, há có thể lừa dối một tên cặn bã võ tôn như ngươi chứ? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, ném xuống mặt đất một vật nói. Thành chủ đại nhân, ngươi xem thử đây có phải là đầu của Lục Điêu thống lĩnh không? Cái gì? Tất cả mọi người đều chấn kinh, vội vàng vây tới xem. Mà ngay cả Liêu Dương Băng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nếu Lý Vân Tiêu đã nói vậy rồi, vậy nhất định không có giả, hắn kinh hãi liếc nhìn thiếu niên bình tĩnh kia, khiếp sợ trong lòng khó nói nên lời, hắn sao mà làm được. Qua Chính Tường cũng giật mình không thôi, nhìn cái đầu lâu kia mấy lần mới thở hắt ra một hơi, trên mặt khó có thể che giấu khiếp sợ, nói. Có phải là, Lục Điêu thống lĩnh hay không ta không cách nào phán đoán, nhưng cái đầu này đích của võ đế cao giai, có lẽ không sai. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, hoảng sợ nhìn qua Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền cũng đại biến, kinh sợ nói. Làm sao có thể qua Chính Tường, người muốn hợp với hắn lừa gạt ta sao? Qua Chính Tường thần sắc lạnh nhạt, hai tay giơ lên, cái đầu kia bay tới trước mặt Nguyễn Tích Tuyền nói. Đại nhân tự ngài xem đi, có phải là đầu của võ đế cao giai hay không ngài có lẽ còn dễ phán đoán hơn ta mà. Nguyễn Tích Tuyền nhìn chằm chằm vào đầu lâu nát bét kia một hồi, hai tay cũng chảy ra mồ hôi lạnh ra, đích thật là đầu võ đế cao giai không sai. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Tích Tuyền đại nhân, cái này thế nào? Nguyễn Tích Tuyền sắc mặt trắng bệch, nói. Ngươi làm sao làm được, trong đó nhất định có ẩn tình. Sắc mặt Lý Vân Tiêu lập tức âm trầm xuống, quát. Có ẩn tình hay không quan hệ gì đến đại nhân chứ? Ngược lại trước kia ngài đã nói để ta đánh một trận, giờ cũng nên thực hiện rồi. Tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, toàn bộ rơi vào trên người Nguyễn Tích Tuyền. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền lúc trắng lúc xanh, lời đã nói ra trước mặt mọi người tự nhiên không thể thu hồi, lúc này lạnh lùng nói. Hừ, có bản lĩnh ngươi cứ đến đây, bổn tọa đứng bất động ở đây, nếu chính ngươi không dám động tay vậy cũng không phải là do ta trái lời đâu đấy. Trên mặt hắn lộ ra một cổ thần sắc hung ác thô bạo, nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, hắn đoán chữ ác đối phương sẽ không dám ra tay. Lý Vân Tiêu mỉm cười gật đầu, nói. Đại nhân thân là võ đế lục tinh, hộ thể nguyên lực rất lợi hại, ta sợ chấn vỡ nắm đấm của mình, chẳng biết có thể dùng binh khí không. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền trầm xuống, lạnh lùng nói. Nếu ngươi có đảm lượng, tùy ngươi sao cũng được. Lý Vân Tiêu không nói hai lời. Xuất ra cái búa tiến tới trước vài bước. Liêu Dương Băng thở dài một tiếng, quay đầu đi, chuyện kế tiếp hắn đã đoán được rồi, tất nhiên sẽ vô cùng thê thảm, đây chính là ví dụ của không tìm đường chết sẽ không chết a. Người tiểu đội chiến nhận trong mắt cũng toát ra hào quang hưng phấn, chờ xem kịch vui. Bọn người Vu Võ Khâm lại lộ vẻ hung ác,
chờ xem Lý Vân Tiêu xong đời như thế nào. Tích Tuyền đại nhân, đắc tội. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói một câu, giơ búa lên nện tới lồng ngực hắn một cái, một đạo điện quang sáng lên trong đại sảnh, đằng sau cái búa hóa ra một đường vòng cung thật lớn. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền bỗng nhiên đại biến, lôi quang đánh tới kia cực kỳ mạnh mẽ, lập tức đánh thủng hộ thể nguyên lực của hắn, thần sắc vừa rồi còn lạnh như băng lập tức hóa thành hoảng sợ, nhưng giờ tất cả đã muộn, hắn hoảng sợ nhổ ra một chữ, nói. Ngươi! Phanh! Cái búa trực tiếp nện vào lồng ngực hắn, một đạo thiểm điện xuyên thấu ra, chấn mặt đất sau lưng hắn ra một vùng hố đen cực lớn, toàn bộ đại sảnh cơ hồ bị chấn đến hôi phi yên diệt. Thân thể Nguyễn Tích Tuyền càng bị lôi quang đánh bay ra ngoài, xoay không biết bao nhiêu vòng trên không trung, hung hăng rơi ở bên ngoài đại sảnh. Ngoại trừ Liêu Dương Băng và đội viên chiến nhận ra, tất cả mọi người đều há to miệng, nguyên một đám đầu óc chỗ trống, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Qua Chính Tường và Vu Võ Khâm càng dốc sức liều mạng xoa xoa mắt, cho rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng sau khi xoa mấy lần vẫn thấy Nguyễn Tích Tuyền nằm trên mặt đất ở phía xa, thân thể một mảnh đen kịt, không ngừng bốc khói lên, sinh tử không rõ. Liêu Dương Băng nói khẽ. Phi Dương công tử, hắn đã chết sao? Qua Chính Tường và Vu Võ Khâm đều hoảng sợ, toàn thân run rẩy, một gã võ đế lục tinh dưới một kích của võ tôn bát tinh vậy mà không rõ sinh tử sao? Đặc biệt là người tiểu đội Vu Võ Khâm, bọn hắn bỗng nhiên hiểu rõ ra gì đó, dường như mình đã đắc tội người không đắc tội nổi, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, đều lộ vẻ sầu thảm nhìn qua Vu Võ Khâm, vẻ sợ hãi lộ rõ trên mặt mỗi người. Lý Vân Tiêu cười nói. Hắn tuy rằng làm người có chút cặn bã, nhưng thực lực cũng không tệ lắm, việc thủ thành tiếp theo vẫn cần dùng đến. Hắn ngừng một chút, lại bổ sung nói. Nếu không có chỗ dùng, hắn cũng không sống được đến thành Bạch Sung rồi. Mọi người tiểu đội Vu Võ Khâm đều cả kinh toát mồ hôi lạnh, nguyên một đám thân thể phát run, sợ hãi khiến hàm răng không ngừng va vào nhau. Lý Vân Tiêu nhìn bọn hắn nói. Không cần sợ, ta không rảnh đi so đo với các ngươi, tình thế thành Bạch Sung hiện giờ phi thường nghiêm trọng, mỗi người đều phải tận tâm tận lực thủ thành, nếu thế thì mọi chuyện đều bỏ qua, nếu không giết chết bất luận tội. Đúng, đúng. Vu Võ Khâm đầu óc thập phần linh hoạt, thoáng cái đã bắt được cơ hội, vội cúi đầu khom lưng nói. Nhất định tận tâm tận lực, đa tạ Phi Dương đại nhân bỏ qua chuyện cũ, chúng ta cho dù chết cũng sẽ giữ vững tòa thành trì này, người còn, thành vong người vong. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi làm người tuy rằng tham lợi tâm nhãn nhỏ, nhưng rất thông minh, nói chuyện với người thông minh thật đơn giản. Vu Võ Khâm lau đi mồ hôi trên trán, liên tục gật đầu lui qua một bên. Trong lòng của hắn rốt cục cũng thả xuống đá lớn, tánh mạng tạm thời giữ được rồi. Liêu Dương Băng nhíu mày nói. Phi Dương công tử, ngươi nói là chúng ta phải lưu lại thủ thành sao? Qua Chính Tường đột nhiên lộ ra vẻ đại hỉ, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn qua Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Không sai, hải tộc ở phụ cận sợ rằng rất nhanh sẽ đánh tới, nếu chúng ta giờ rời đi, thành Bạch Sung khẳng định không giữ được, ta sợ đối phương dùng cách vạch mặt. Thông qua đột phá nơi này khiến cả phòng tuyến Đông Hải đều sụp đổ. Trên mặt Liêu Dương Băng lộ ra thần sắc lo lắng nồng đậm, hắn cũng không phải chiến sĩ chính nghĩa gì, nếu không phải tình thế bắt buộc, căn bản không có khả năng ra tiền tuyến chiến tranh, hắn nói. Nhưng chỉ bằng vào những người chúng ta. Lý Vân Tiêu nói. Đương nhiên không thủ được, nhưng chúng ta phải thủ đến khi Đông Vực phái người ra, tuy rằng ta cũng không phải đại công vô tư gì. Nhưng việc này quan hệ đến an nguy tộc ta, chung quy cũng phải tận chút sức lực. Qua Chính Tường vui mừng quá đỗi, vội vàng bái dài với Lý Vân Tiêu, cảm kích nói. Chính Tường vĩnh viễn không quên đại ân của Phi Dương công tử. Lý Vân Tiêu nâng hắn dậy, nói. Việc này không phải ân tình gì, không cần cảm ơn ta. Mau lấy ra toàn bộ nguyên thạch trong thành, ta muốn ở ngoài thành bố trí đại trận chống lại hải tộc. Qua Chính Tường vui vẻ nói. Phi Dương công tử là đại sư trận pháp sao? Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, nói. Hơi thông một hai, truyền tống trận trong thành ta cũng có thể phụ trách chữa trị. Qua Chính Tường quá đỗi mừng rỡ, thoáng cái cảm thấy như từ trong bóng tối thấy được ánh sáng vô tận, hắn vội vàng hai tay dâng lên khối long tinh kia, cung kính nói. Tất cả nhân lực vật lực trong thành đều nghe theo Phi Dương công tử điều phối chỉ huy. Lý Vân Tiêu không khách khí thu long tinh vào. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên.
Đúng là Nguyễn Tích Tuyền đang hôn mê bất tỉnh đột nhiên bò lên, toàn thân đen kịt, hắn hóa thành một đạo quang mang lao đến hét. Lý Phi Dương, ta giết ngươi. Vừa rồi lôi điện chi lực cực lớn đã trực tiếp chấn cho hắn ngất đi, hiện giờ sau khi tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là muốn tìm Lý Vân Tiêu báo thù, hắn cũng không cho rằng thực lực đối phương lại mạnh hơn mình, chỉ cho là cái búa kia có vấn đề. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên một tia hàn mang, trong tay hiện ra cái búa, giơ lên cao cao, lăng không đánh xuống. Nguyễn Tích Tuyền kinh hãi, vội vàng ngừng thân hình lại, bộ pháp dưới chân dẫm mạnh, lập tức hóa ra mấy đạo tàn ảnh, khó có thể phân biệt thật giả, từ các phương hướng khác nhau xông lên tới trước. Khóe miệng Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cười nhạo, thân thể lập tức tự biến mất tại chỗ, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở trên chân thân Nguyễn Tích Tuyền, nện xuống một búa. Ầm ầm, một đạo lôi quang từ trên búa đánh xuống, một chỗ khác càng chấn lên bầu trời, khiến một ít vách tường còn lại trong đại sảnh cũng bị đánh sập hết. Phanh, Nguyễn Tích Tuyền bị nện vào trong mặt đất, một cái hố sâu không thấy đáy hiện ra, tất cả mọi người đều ngất lịm lui về phía sau. Lần này bọn người Vu Võ Khâm đã triệt để ngậm miệng lại, nguyên một đám thu hồi manh mối phản kháng. Nếu nói lúc trước Lý Vân Tiêu đánh bay Nguyễn Tích Tuyền có đầu cơ trục lợi vậy thì lần này chính là giao thủ chính diện, nhưng vẫn có thể một chiêu đánh bay võ đế lục tinh. Khó trách Liêu Dương Băng một mực cung kính đối với người này, thì ra hắn đã sớm biết rõ thực lực Lý Vân Tiêu a. Còn có tiểu đội chiến nhận đến bây giờ đều không hề bị thương, lúc này mọi chuyện đã rõ ràng. Vu Võ Khâm liên tục hối hận, tiếc nuối không thôi, luôn chửi mình là đồ đần ngu xuẩn, sơ hở lớn như thế cũng không nhìn ra. Còn đứng ở phía đối lập với người này, thiếu chút nữa lâm vào hố sâu vạn kiếp bất phục. May mắn người này độ lượng rất lớn, không so đo với đám bọn hắn, nếu không một búa đánh xuống sợ rằng bọn hắn đều sẽ tiêu đời. Lý Vân Tiêu nói, Dương Băng đại nhân, Nguyễn Tích Tuyền giao cho người đấy, ta hy vọng hắn có thể nghe lời phối hợp thủ thành, nếu không trực tiếp giết. Một gã võ đế không nghe lời, còn không bằng không cần, nếu không một khi nổi lên dị tâm ngược lại sẽ là tai họa ngầm rất lớn. Liêu Dương Băng nhẹ gật đầu, hắn tuy rằng không muốn lưu lại thủ thành, nhưng nếu đã quyết định, thì nhất định sẽ tận hết sức lực. Hắn nói với Lương Nguyên Cơ và Vu Võ Khâm. Đám người các ngươi đi tuần tra ở phụ cận, mau chóng tìm được một đội khác. Thành chủ đại nhân thì phái người đi giám thị động tĩnh trên biển, có tình huống gì liền lập tức báo cáo. Vâng, mọi người cùng kêu lê, toàn bộ thành bạch xung quay chung quanh bên người Lý Vân Tiêu, bện thành một cổ dây thừng. Lý Vân Tiêu sau khi phân phối hết nhiệm vụ trong thành, tất cả mọi người đều trở nên bận rộn. Qua chính tường cũng lấy ra toàn bộ tài nguyên của thành Bạch Sung giao cho Lý Vân Tiêu, giờ phút này hắn đối với Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn tín nhiệm rồi. Lý Vân Tiêu chỉ vào một người bên người nói. Dẫn hắn đi tới chỗ truyền tống, hắn là thuật luyện sư bát giai, có thể giúp các ngươi chữa trị truyền tống trận đấy. Qua chính tường trong lòng vui vẻ nhìn qua người nọ, chỉ thấy người này hết sức trẻ tuổi. Đối với năng lực của hắn có chỗ hoài nghi, nhưng nếu Lý Vân Tiêu đã giới thiệu, hắn tự nhiên không dám nghi vấn. Hơn nữa khiến lòng hắn cảm thấy kỳ quái nhất chính là ban đầu trong mọi người vào thành cũng không thấy người này, hắn xuất hiện thế nào thế? Cố Nguyệt Sinh phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Phi Dương đại nhân tín nhiệm ta như vậy, chẳng lẽ không sợ ta chạy sao? Lý Vân Tiêu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Sắc mặt Cố Nguyệt Sinh biến hóa, bái giải nói. Ta nhất định không phụ sự phó thác của Phi Dương đại nhân. Hắn sớm đã biết thân phận Lý Vân Tiêu, tăng thêm trong khoảng thời gian này học được rất nhiều từ chỗ Viên Cao Hàn, chút oán hận trước kia đã sớm tiêu tan vô tung vô ảnh, hiện giờ cho dù bảo hắn rời khỏi Viên Cao Hàn, chỉ sợ hắn cũng không chịu. Lúc vừa được thả ra được nhờ chữa trị trận pháp hắn còn từng nghĩ qua muốn mượn nhờ trận pháp đào tẩu, đi thánh vực tìm bản thể Viên Cao Hàn cứu trợ. Nhưng nghĩ lại vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Nếu thật như thế, không nói đến thánh vực có thể thu thập được Lý Vân Tiêu hay không, ít nhất sẽ khiến phân thân của Viên Cao Hàn lâm vào cảnh cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Lý Vân Tiêu này sinh ác độc diệt sát phân thân này vậy thì thuật đạo của Viên Cao Hàn đời này sẽ không cách nào tiến bộ được thêm nữa, đây là điều mà Cố Nguyệt Sinh không hề muốn thấy. Còn nữa, có thể đào tẩu hay không hắn cũng không hề nắm chắc. Dù sao người trước mắt này chính là tuyệt thế võ đế cổ Phi Dương trong truyền thuyết, phong hào phá quân A. Nhìn qua chính tường mang theo Cố Nguyệt Sinh bay đi, Lý Vân Tiêu lúc này mới bay qua đầu thành, cẩn thận quan sát địa hình. Mi tâm hắn lóe lên,
một đạo quang mang bắn ra, Phó Cẩm Sơn lập tức hóa thân ra. Cái này, Phó Cẩm Sơn thoáng có chút sững sờ nhìn xuống bốn phía, từ đầu đến cuối hắn đều không hiểu rõ mình rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Lý Vân Tiêu chỉ vào phía trước nói, hải tộc sắp tới muốn tới công thành rồi, ta phải ở chỗ này bố trí ra mấy cái đại trận, người cảm thấy nên làm sao cho phải. Phó Cẩm Sơn ngạc nhiên nói, hải tộc công thành, đây là nơi nào? Hắn ngơ ngác nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy mọi người trong thành đều vội vội vàng vàng, toàn bộ thành chỉ tựa hồ bao phủ trong không khí cực kỳ áp lực. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, quát. Những cái này ngươi không cần biết rõ, ta cần phải bố trí xuống mấy cái đại trận có thể ngăn cản 10 vạn đại quân hải tộc, hơn nữa có thể kháng trụ công kích của võ đế cao giai nữa. 10 vạn đại quân, võ đế cao giai. Phó Cẩm Sơn lại càng hoảng sợ, nói. Nếu là 10 vạn đại quân chỉ có tam tài tứ tượng ngũ hành cảnh, khẳng định không thành vấn đề. Nếu cảnh cao hơn nữa, còn có võ đế cao giai. Trên mặt hắn lộ ra vẻ làm khó. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. 10 vạn đại quân cơ bản đều là lục hợp thất túc bát hoang cảnh cả, võ đế cao giai chưa hẳn chỉ có một, những cái này ta mặc kệ, phải ngăn trở cho ta, nếu không ta sẽ ném ngươi ra trước tiên, cho ngươi đi ngăn cản. Cái này, Phó Cẩm Sơn lập tức mắt choáng váng, hắn hiện giờ còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra đã gặp phải cửa ải sinh tử rồi. Lý Vân Tiêu thần sắc ngưng trọng nói. Thời gian không nhiều lắm rồi, ngắn thì 3 ngày, nhiều thì 10 ngày, hải tộc nhất định sẽ đến tiến công. Tuy rằng số lần tiếp xúc giữa hắn và Nhuận Tường không coi là nhiều, nhưng cá tính đối phương hắn vẫn hiểu rõ, tuyệt sẽ không cho phép mình chịu thiệt thòi lớn như vậy. Nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất điều chỉnh trạng thái, toàn lực đánh tới, hắn hiện giờ lo lắng nhất vẫn là đầu thâm hải cự thú kia, nếu điều động ra, sợ rằng cả thành Bạch Sung cũng không đỡ nổi. Bỗng nhiên, sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, một đạo linh quang hiện lên trong đầu, hắn tựa hồ đã hiểu rõ tình huống bên phía Ma Thiên Đại Thành và ý đồ của hải tộc, nếu bên kia triệu hoán thâm hải cự thú mà nói. Sắc mặt của hắn thoáng cái khó coi vạn phần. Át chủ bài của Ma Thiên Đại Thành hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng thực lực thâm hải cự thú hắn đã lĩnh giáo qua, loại đồ vật này nếu quả thật có thể bị triệu hoán ra, hơn nữa không chỉ một đầu, có cả đàn cả lũ thì đừng nói một cái Ma Thiên Đại Thành, dù là cả thành Hồng Nguyệt hoặc là Lam Tuyết Thánh Thành cũng chưa hẳn có thể chống đỡ được. Vân Tiêu công tử, làm sao vậy? Phó Cẩm Sơn nhìn sắc mặt Lý Vân Tiêu thoáng cái đã trở nên tái nhợt, không biết chuyện gì xảy ra, liền cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm. Lý Vân Tiêu hừ một tiếng nói. Quản tốt bản thân đi, tóm lại nhiều nhất 10 ngày, tốt nhất là 3 ngày, phải bố trí ra một đại trận lợi hại cho ta. Đến lúc đó ngươi ở dưới thành chủ trận, nếu như trận pháp bị phá, vậy thì người đầu tiên chết chính là ngươi. Hắn vung tay lên, chuyển giao toàn bộ tài nguyên mà qua chính tường cho hắn cho Phó Cẩm Sơn, hơn nữa hào quang lóe lên, ngũ hành đỗ bạch ngư cũng bay đi. Phó Cẩm Sơn choáng váng, vừa nhìn thấy ngũ hành đỗ bạch ngư. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng, hưng phấn nói. Nếu có thứ này thì cho ta 3 ngày, ta có thể bố trí xuống đại ngũ hành kết giới, dù là võ đế cao giai cũng có thể ngăn cản 1-2. Lý Vân Tiêu nói. Hy vọng như thế, tóm lại ngươi nhớ kỹ, chủ trận chi nhân là chính ngươi, trận pháp nếu bị phá, ta sẽ không thả ngươi chạy vào thành đầu. Mặt Phó Cẩm Sơn thoáng cái phát xanh, khóc tang nói. Vân Tiêu đại nhân, thật sự có 10 vạn hải tộc. Y võ đế cao giai tu vị gì, có mấy người? Lý Vân Tiêu nói. 10 vạn hải tộc chỉ nhiều không ít, võ đế cao giai có mấy người ta không rõ ràng lắm, nhưng trong đó còn có một đầu thâm hải cự thú, thực lực có lẽ có thể so với võ đế cửu tinh. Võ đế cửu tinh. Tâm Phó Cẩm Sơn thoáng cái ngã vào vực sâu vạn trượng, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, khóc lớn nói. Vân Tiêu đại nhân, ta trước kia đắc tội ngài là lỗi của ta. Ta đã tận tâm tận lực đền bù rồi, ngài cũng đã đáp ứng thả ta một con đường sống, coi như là dốc hết khả năng ta có cũng không có khả năng ngăn trở võ đế cửu tinh a. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn, khẽ nói. Chớ có giả vờ đáng thương trước mặt ta, tự ngươi xem mà làm đi. Hắn trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, hóa thành một đạo quang mang xông lên mây xanh, trốn vào hư không, ngồi xếp bằng xuống tĩnh tu. Phó Cẩm Sơn tan nát cõi lòng, oán hận nhìn qua hư không. Biết rõ Lý Vân Tiêu nhất định luôn dám thị mình, trốn tuyệt đối không được, chỉ có thể nghĩ hết cách, dốc hết sở học bày trận thôi. Hắn nắm lấy ngũ hành đỗ bạch ngư, một lần nữa nhặt được chút tin tưởng,
có vật ấy liền có thể bố trí ra đại ngũ hành kết giới, uy lực mạnh bao nhiêu chính hắn cũng không rõ ràng lắm, nói không chừng thật có thể ngăn trở võ đế cửu tinh cũng nên. Lý Vân Tiêu ở trong hư không nhìn Phó Cẩm Sơn bắt đầu công việc lu bù, lập tức lộ ra nụ cười, nhưng trong đôi mắt lại lóe ra vẻ ngưng trọng. Thân ảnh hắn lóe lên, liền trực tiếp hóa ảnh trong giới thần bi, nhìn về phía đại địa vô tận kia. Chỉ thấy trong một mảnh hoang vu, hiển lộ ra một khối đỏ bừng, huyết thú hắn thu vào trước kia đang phủ phục trên mặt đất, tựa hồ đang nghỉ ngơi. Lý Vân Tiêu thoáng cái đã biến mất tại chỗ, xuất hiện trên không huyết thú thầm suy ngẫm. Huyết thú kia tựa hồ đã nhận ra gì đó, vội đứng lên, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong miệng không ngừng gầm nhẹ, hai mắt càng tuôn ra hung mang. Lý Vân Tiêu nói, ngươi cũng là do hắc huyết vô tận biến thành, ngược lại có thể dùng để phát huy chút nhiệt lượng thừa. Hắn lăng không chụp xuống, đầu huyết thú kia lập tức bị nhiếp lên, nó dốc sức liều mạng giãy giụa nhưng không hề có kết quả. Phanh! Lý Vân Tiêu bóp tay, huyết thú trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một vũng máu trên không trung, nhưng rất nhanh lại ngưng tụ lại trên không, lần nữa ngưng hình, dương nanh múa vuốt chống lại hắn. Hừ! Lý Vân Tiêu hừ nhẹ một tiếng, lần nữa bóp nát nó, hơn nữa lấy ra một ít nguyên liệu bày ra trước người, nhào nhào ném vào trong hắc huyết kia. Trong tay hiện lên thủ ấn liên tiếp, từng đạo kim mang đánh vào trong đó, bắt đầu luyện hóa. Ba ngày sau, Lý Vân Tiêu lăng không ngồi xếp bằng, ở trước người hắn lơ lửng một trường xích đỏ tươi, đang không ngừng lượn vòng lấy. Linh khí bốn phía theo linh khí trên cây thước điên tuôn ra, không ngừng bị hút vào trong đó, Lý Vân Tiêu lấy ra đại lượng nguyên thạch, chấn vỡ hết toàn bộ, đại lượng nguyên khí đều bị huyết xích nuốt vào, giống như vĩnh viễn cũng không thể ăn no vậy. Hai ngày sau, tốc độ huyết xích lượn vòng càng ngày càng chậm, cuối cùng nhất ngừng lại, cứ vậy im im lặng lặng lơ lửng trên không trung. Lý Vân Tiêu cũng mở hai mắt ra, lộ ra vẻ vui mừng, lăng không vẫy một cái, huyết xích kia lập tức rơi vào trong tay hắn, trên đó hiện ra từng đạo ấn phù, cuối cùng hào quang nội liếm, giống như một thanh ngọc xích màu đỏ bình thường vậy. Lý Vân Tiêu có chút đau lòng lẩm bẩm, vì cho thứ này ăn no cơ hồ đã hao hết sạch toàn bộ nguyên thạch của ta. Nếu không thể phát huy ra uy lực khiến cho ta thỏa mãn, vậy thì thật sự là được không bù mất rồi. Tuy rằng đau lòng, nhưng trong mắt hắn vẫn lộ ra vui mừng, tựa hồ phi thường hài lòng. Sau đó hắn lăng không lóe lên, liền biến mất trong giới thần bi, xuất hiện trên không thành Bạch Sung. Lý Vân Tiêu nhìn ra ngoài thành, chỉ thấy Phó Cẩm Sơn ngồi xếp bằng trên một tảng đá lớn, hai tay khắp quyết ấn cổ quái, ngồi nguyên ở đó không nhúc nhích. Mà ở quanh thân hắn, nhìn lại cũng không có bất kỳ biến hóa nào so với lúc trước. Nhưng thần thức Lý Vân Tiêu quét qua lại cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ hung hiểm đập vào mặt, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, tự hồ chỉ cần tiến ảo trong đó, sẽ gặp phải công kích khó có thể tưởng tượng vậy. Lý Vân Tiêu hơi giật mình, lộ ra dáng tươi cười. Người, chỉ có vào thời điểm sinh tử mới có thể phát huy ra tiềm năng lớn nhất. Ở trong thành, Cố Nguyệt Sinh cũng đã tu phụ truyền tống trận không sai biệt lắm. Lại trợ giúp qua chính tường cải thiện đại trận hộ thành một phen, lúc trước hắn là thuật luyện sư bí pháp, hiểu được không ít bí thuật kỳ lạ cổ quái, tất cả đều được hắn gia nhập vào trong đó, khiến qua chính tường đại hỉ không thôi. Đồng thời, qua chính tường cũng thử thăm dò qua thân phận Lý Vân Tiêu, nhưng đều bị Cố Nguyệt Sinh lạnh lùng cắt đứt, chỉ lạnh giọng trả lời. Không muốn chết thì đừng hỏi nhiều, thân phận vị đại nhân này không phải ngươi có tư cách biết được. Cái này khiến qua chính tường cực kỳ kinh hãi. Đối với thân phận Lý Vân Tiêu càng tràn đầy các loại suy đoán, đồng thời cũng đại hỉ, thực lực Lý Vân Tiêu càng mạnh, nắm chắc giữ vững thành Bạch Sung lại càng lớn. Ngày hôm đó, thông đạo giữa Bạch Trùng Thành cùng ngoại giới rốt cục khôi phục, theo Liệt Quang Thành truyền đến tin vui, rất nhiều võ giả được truyền tống đến đây tương trợ thủ thành. Ngạc Nhạc chỉ dẫn đầu Hồng Thủy tiểu đội cũng bị tìm được, hơn nữa Ma Thiên Cự Thành cũng truyền đến mệnh lệnh, lại để cho Liêu Dương Băng ba chi tiểu đội lưu lại Bạch Trùng Thành. Hiệp trợ thành chủ qua chính tường. Phủ thành chủ một lần nữa xây dựng một tòa đại sảnh nghị sự, thập phần đơn sơ nhưng không mất đi rộng rãi uy nghiêm, tất cả mọi người gặp nhau trong đó. Trong sảnh ngồi gần trăm người, theo thứ tự là ba gã vũ đế cùng mấy vị đội trưởng từ Ma Thiên Cự Thành đến. Một ít vũ đế cường giả cùng cấp bậc đội trưởng từ Liệt Quang Thành đến. Cuối cùng là một ít thủ lãnh của bản thân Bạch Trùng Thành. Bầu không khí còn được. Chỉ là Nguyễn Thích Tuyền một mình lạnh lùng ngồi ở đó, trên người tản mát ra hàn khí không hiểu, lại để cho cả hội trường hào khí lộ ra xấu hổ vô cùng.
Ngạc Nhạc Trì không biết phát sinh chuyện gì, nhưng xem vẻ mặt âm trầm của Nguyễn Tích Tuyền biểu lộ, đã biết hẳn là có vấn đề, lại không tiện hỏi, chỉ có thể buồn bực ở đó, trên mặt theo thói quen mỉm cười. Qua Chính Tường vẻ mặt khí phách hăng hái, vui vẻ nói. Cảm kích chư vị đại nhân không quản ngàn dặm xa xôi gấp rút tiếp viện, ở chỗ này ta liền thay mọi người giúp nhau giới thiệu thoáng một phát. Theo Liệt Quang Thành đến 10 chi tiểu đội, trong đó 2 chi nhất cấp tiểu đội, 3 chi nhị cấp tiểu đội, còn có 5 chi là tam cấp tiểu đội, kể từ đó cả Bạch Trùng Thành thực lực trực tiếp đề cao gấp đôi. Trong đó 2 chi nhất cấp tiểu đội theo thứ tự là Đông Vực Bản Địa Tông Môn, Tồi Sơn Tông cùng Thác Nguyệt Kiếm Tông, đều là do vài tên trung giai vũ đế trưởng lão dẫn đội. Trên mặt mỗi người lóe ra ngạo khí cùng một cổ tự tin, phảng phất như có bọn họ ở đây, vạn người không thể khai thông. Hai phái vài tên trưởng lão cũng đối với Hồng Nguyệt Thành Nguyễn Tích Tuyền cùng Ngạc Nhạc Trì gật đầu ý bảo, về phần những người khác đều là khẽ quét mà qua. Tuy rằng thần thái có chút ngạo mạn, nhưng Qua Chính Tường vẫn là dị thường vui vẻ, hướng mọi người giới thiệu. Sau đó Bạch Trùng Thành một ít nguyên lão cũng đều là trên mặt sắc mặt vui mừng, giữa hai bên đều tươi cười rạng rỡ. Ngạc Nhạc Trì nói, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực phụ trợ thành chủ đại nhân, thủ hộ chính là một thành, tuyệt không vấn đề. Hắn đối với tình báo của Đông Hải chiến tuyến cũng biết rất nhiều, trong cả lãnh vực gần biển cường giả tụ tập tại Ma Thiên Cự Thành, địa phương khác nhiều lắm là một ít lính tôm tướng cua, lưu lại nơi đây ngược lại an toàn hơn nhiều. Qua Chính Tường nói lời cảm tạ một phen, lúc này mới nhìn về phía Lý Vân Tiêu, nói. Không biết Phi Dương đại nhân cảm thấy giờ phút này thủ thành nắm chắc như thế nào. Tất cả mọi người đều sững sờ, lông mày có chút nhăn lại, dò xét Lý Vân Tiêu một phen, không rõ Qua Chính Tường vì cái gì đi cố vấn người này. Lý Vân Tiêu mỉm cười, bất quá cười có chút đắng chát, mất chốt thủ thành còn ở trên đại ngũ hành kết giới của Phó Cẩm Sơn có thể ngăn trở con biển sâu cự thú kia hay không. Nếu như có thể, vậy thành trì sẽ không việc gì, nếu như ngăn không được, trừ phi lại đến trăm tiểu đội. Dùng biển người chôn vùi đối phương, nếu không vẫn phải là xong đời. Trên mặt Qua Chính Tường hiện lên một tia thần sắc lo lắng, thăm dò hỏi. Phi Dương đại nhân là cảm thấy vẫn còn không nắm chắc. Lý Vân Tiêu thở dài. Chỉ mong có thể được a. Hắn lúc này vừa tỏ thái độ, lập tức lại để cho Qua Chính Tường trong lòng trầm trọng, trong đại sảnh hào khí hơi có chút áp lực. Ha ha, chỉ mong có thể được sao? Tồi Sơn Tông trưởng lão Nhan Thụ Thư cười lạnh một tiếng, cái cằm trực tiếp giơ lên, khinh miệt nhìn Lý Vân Tiêu một cái, nói. Vị này tên họ là gì a? Dám ở chỗ này khoác lác nói quá. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, mỉm cười nói. Ta không nói chỉ mong có thể được, chẳng lẽ nói chỉ mong không được. Nhan Thụ Thư sắc mặt trầm xuống, quát. Lớn mật, nơi đây đều là cửu thiên vũ đế cường giả mới có tư cách lên tiếng. Ngươi thì tính là cái thá gì, cũng dám tùy ý nói chuyện. Tất cả mọi người là sắc mặt biến hóa, thần sắc không đồng nhất, Qua Chính Tường thầm kêu hỏng bét, vội vàng đứng ra muốn điều giải, lại nghe được sau lưng Nguyễn Tích Tuyển quái thanh quái khí nói. Hừ, lấy thần uy của Phi Dương đại nhân, hải thú nào giết không chết, cũng đừng ở chỗ này làm bọn họ đám tiểu lâu la này sợ hãi. Ha ha, Tích Tuyển đại nhân thật sự là hài hước. Nhan Thụ Thư lên tiếng giễu cợt. Có chút nịnh nọt hướng Nguyễn Tích Tuyền nói. Hạng tiểu bối vô tri giống như vậy, trực tiếp chưởng hắn mấy trăm cái tát, lại để cho hắn tự mình cảnh tỉnh một phen là được. Trên mặt Nguyễn Tích Tuyền hiện lên một tia cười lạnh, híp mắt cười nói. Như vậy không tốt sao, mọi người dù sao cũng là thống nhất chiến tuyến, đều là vì nhân tộc mà chiến. Nhan Thụ Thư vội vàng nghiêm nghị bắt đầu kính nể, lớn tiếng khen. Tích Tuyền đại nhân quả nhiên phẩm cách cao thượng. Dùng đại cục làm trọng, chúng ta tự ti mặc cảm a. Nguyễn Tích Tuyền đỏ mặt lên, vội hỏi. Thụ thư đại nhân nghiêm trọng, vẫn là hảo hảo nghe một chút vị Phi Dương đại nhân này có cao kiến gì a. Ha ha, hắn có thể có cao kiến gì được. Nhan Thụ Thư hiện lên một vòng khinh miệt, lập tức cười nói. Cũng được, Tích Tuyền đại nhân rộng lượng ta cũng phải học hỏi một ít, lại nghe hắn nói mấy lời khoác lác a. Tất cả mọi người đều ném cho Nhan Thụ Thư một ánh mắt khinh bỉ, thả rắm chó này cùng với quỷ lè lưỡi không có gì khác nhau. Người nhà giàu gì cũng là trung giai vũ đế, vuốt mông ngựa như vậy thật tốt sao? Nhưng Nhan Thụ Thư lại cho rằng không có việc gì, vẫn như trước ngạo nghễ mà ngồi. Ngạc Nhạc Trì cũng không biết rõ ràng tường tận trong đó, nhưng lại phát hiện bên trong không đúng.
hắn và Nguyễn Tích Tuyền đều là đến từ Hồng Nguyệt Thành, biết người sau cũng không phải dễ nói chuyện như thế. Giữa Nguyễn Tích Tuyền cùng Lý Vân Tiêu nhất định có tình huống nào đó. Qua Chính Tường cũng vội vàng nói. Tất cả mọi người vì sự tình của Bạch Trùng Thành chúng ta mà đến, ngàn vạn không nên có gì hiểu lầm. Phi Dương công tử tuy rằng chỉ có bát tinh vũ tôn, nhưng thực lực tuyệt không tầm thường. À, Nhan Thụ Thư khinh thường nói. Vậy khi nào có cơ hội nhất định phải thỉnh Phi Dương công tử hảo hảo chỉ điểm cho ta một chút, ha ha, ha ha. Qua Chính Tường cảm thấy khẩn trương, hải tộc còn chưa tới, nếu là trực tiếp dẫn phát bên trong mâu thuẫn, càng là thiết tưởng không chịu nổi. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Có cơ hội. Tiếng cười của Nhan Thụ Thư lập tức ngừng lại, sắc mặt trầm xuống, quát. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Cố Nguyệt Sinh một mực coi chừng đứng ở sau lưng Lý Vân Tiêu, mặt không biểu tình, giờ phút này mới có chút dương mắt lên, nhìn Nhan Thụ Thư một cái, lộ ra vẻ châm chọc khó có thể che giấu. Nguyễn Tích Tuyền ở một bên âm thầm đắc ý, hắn cũng hy vọng mượn nhờ lực lượng hai phái này để đối phó Lý Vân Tiêu. Cho tới bây giờ hắn cũng không dám vững tin Lý Vân Tiêu rốt cuộc là tu vi gì, nhưng để cho hắn lần nữa ra tay lại là có chút không dám. Ngạc Nhạc chỉ nhíu mày đến, nói. Thụ Thư trưởng lão, giờ phút này chiến sự khẩn cấp, mong rằng bán cho tại hạ chút mặt mũi. Có bất kỳ ân oán, có bất kỳ khó chịu nào, đều tạm gác lại sau khi thủ thành nói sau được chứ. Nhan Thụ Thư vội hỏi. Nếu là Nhạc Chỉ đại nhân thay tiểu tử này cầu tình, ta đây tự nhiên tạm thời không cần truy cứu nữa. Ngạc Nhạc Chỉ có gật gật đầu, lại chứng kiến Nguyễn Tích Tuyền quăng đến một đạo ánh mắt tức giận, nội tâm của hắn càng là vạn phần hiếu kỳ, giữa hai bên đến cùng đã phát sinh chuyện gì. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Liêu Dương Băng, thấy Liêu Dương Băng cũng là khép hờ mắt, giả bộ như không phát hiện ra. Chỉ có thể lại đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Đã thấy Lý Vân Tiêu ánh mắt như nước, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh qua, không khỏi cười khổ nói. Phi Dương công tử đối với tình huống của địa hải tộc này rất lý giải sao? Lý Vân Tiêu nói. Có biết một hai, ta biết rõ bọn hắn có một loại hải thú hình thể thập phần to lớn, uy lực vô cùng, cũng không biết có thể ngăn trở hay không. Ngạc Nhạc Trì nói. Lợi hại đến loại trình độ nào? Lý Vân Tiêu nói. Không có cách nào nói rõ. Cũng không biết loại hải thú này có thể lên đất liền tác chiến hay không. Chỉ mong không thể, nếu không mà nói tình thế liền nghiêm trọng. Thác Nguyệt kiếm phái trưởng lão Kinh Vĩnh Dạ vẫn một mực không có lên tiếng khai mở âm thanh nói. Nếu là cự thú mà nói, ngược lại cũng không cần lo lắng nhiều, lần này Thác Nguyệt kiếm tông ta còn mang đến 3 chiếc bát giai u minh chiến hạm, đối với cự thú các loại đối phó thích hợp nhất. Qua Chính Tường đại hỉ, vội hỏi. Có 3 chiếc bát giai chiến hạm. Vậy mọi sự không lo Thác Nguyệt kiếm tông đại nghĩa, tại hạ suốt đời khó quên. Kinh Vĩnh Dạ nghiêm mặt nói. Cuộc chiến bảo vệ tộc của ta, nghĩa bất dung từ. Lý Vân Tiêu cũng là trong nội tâm có chút vui mừng, có 3 chiếc u minh chiến hạm mà nói, lại phối hợp với đại ngũ hành kết giới, có lẽ thật có thể ngăn lại biển sâu cự thú kia cũng nói không chừng. Qua Chính Tường hướng phía mọi người cúi đầu, nói. Bạch Trùng Thành an nguy, toàn bộ liền nhờ vào chư vị. Mọi người vội vàng đứng dậy, không người dám nhận hắn cúi đầu. Đột nhiên truyền ra bên ngoài đại sảnh truyền ra đến một tiếng thét dài bén nhọn, đâm vào màng tai. Qua Chính Tường sắc mặt đại biến, cả kinh nói. Có tình hình quân địch. Liêu Dương Băng đồng tử hơi co lại, ngưng âm thanh nói. Dĩ nhiên đã đến nhanh như vậy. Hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Mà Qua Chính Tường cũng là động tác đồng dạng, tuy rằng hắn là thành chủ. Nhưng tựa hồ hết thảy đều đã lấy Lý Vân Tiêu làm chủ, lập tức nhìn Nhan Thụ Thư lông mày cao chặt, lộ ra một tia vẻ lo lắng cùng nghi hoặc. Kinh Vĩnh Dạ cũng là đuôi lông mày hơi dựng thẳng lên, cũng không nói gì thêm. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng lại, nói. Lên trước thành lâu a. Gần 100 tên cường giả, ở dưới Qua Chính Tường dẫn dắt nhau nhau bay lên đầu tường, đứng thành một hàng nhìn qua xa xa. Chân trời nhìn không tới thân ảnh hải tộc. Nhưng tất cả mọi người phát giác được một cổ khí tức mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hai con người Kinh Vĩnh Dạ dừng ở bên ngoài thành, Hồ Nghi nói. Vị kia là... Qua Chính Tường vội vàng giải thích nói. Vị kia là trận pháp đại sư do Phi Dương đại nhân mời đến, ở ngoài thành bố trí xuống cấm chế cực kỳ lợi hại. Hắn và đám người Liêu Dương Băng trong nội tâm một hồi nói thầm,
tên Phó Cẩm Sơn cùng Cố Nguyệt Sinh kia đều giống như đột nhiên xuất hiện, cũng không biết là Lý Vân Tiêu từ lúc nào gọi tới, hoặc là bọn họ đã quen biết cũ, mà hai người một mực đều ở trong thành. Thì ra là thế. Kinh Vĩnh Dạ gật đầu, không khỏi một lần nữa dò xét thoáng một phát Lý Vân Tiêu, nói. Không thể tưởng được còn có trận sư lúc này tỏa chấn, vậy hẳn là không sơ hở tí nào. Nhan Thụ Thư cười lạnh nói. Mặc dù là trận sư, cũng chia ra rất nhiều loại. Ta xem trận này bên ngoài trống rỗng, một điểm dấu vết trận pháp cũng không có, không phải là vị trận sư này quên bố trí a. Tất cả mọi người đều nhíu mày lại, hướng dưới thành nhìn xuống, xác thực cảm thụ không được bất cứ cấm chế lợi hại nào, đều là trong lòng tràn đầy hồ nghi. Lý Vân Tiêu hướng xa xa nhìn xuống, biết rõ đại quân hải tộc lâm thành còn phải cần một khoảng thời gian, liền quay người hướng phía Nhan Thụ Thư đi đến. Qua chính tường trong nội tâm kinh hãi, gấp gáp bước lên phía trước ngăn lại, nói. Phi Dương đại nhân, Lý Vân Tiêu nhướng mày, lạnh nhạt nói. Lúc trước vị đại nhân này nói muốn mời ta chỉ điểm một chút, ta đang định cho hắn cơ hội đây này. Nhan Thụ Thư sững sờ thoáng một phát, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Tiểu tử ngươi nói cái gì? Tai ta nghe thật không rõ. Qua chính tường gấp đến đầu đầy là đổ mồ hôi, vội hỏi. Phi Dương đại nhân, thống nhất chiến tuyến, thống nhất chiến tuyến. Lý Vân Tiêu nói. Không thể đồng tâm hiệp lực, thêm một hai kẻ như vậy ngược lại là tai họa, ta không bằng thành toàn hắn một phen. Ngươi nói cái gì? Nhan Thụ Thư nổi giận nói. Đáng chết. Trên người hắn khí tức đột nhiên nổ mạnh lên, trực tiếp đem mấy người bên cạnh đều trấn ra khá xa, muốn công tới Lý Vân Tiêu. Đột nhiên một đạo quang mang rơi xuống, liền nhìn thấy tay của Kinh Vĩnh Dạ vỗ vào đầu vai của hắn. Khí tức cuồng bạo kia thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, Nhan Thụ Thư sắc mặt đại biến. Kinh Vĩnh Dạ nói, Thụ Thư trưởng lão, xem ở trên mặt mũi của ta tính toán, đại quân sắp lâm thành, muốn cho hải tộc nhìn chúng ta chê cười sao? Trong mắt Nhan Thụ Thư hiện lên vẻ kinh ngạc, khí tức của mình vừa bạo phát đi ra, dĩ nhiên lại bị đối phương không đếm xỉa tới một trường đập tán, hắn lập tức minh bạch chênh lệch giữa đôi bên, sắc mặt khó coi đến cực điểm, cắn răng nói. Không thể tưởng được Vĩnh Dạ trưởng lão cũng giữ gìn tiểu bối vô tri cuồng vọng như thế. Kinh Vĩnh Dạ lạnh nhạt nói. Ta không giữ gìn bất luận kẻ nào, ta chỉ giữ gìn lợi ích của tộc ta, hy vọng tất cả mọi người có thể lấy đại cục làm trọng. Thụ Thư trưởng lão như thế, Phi Dương công tử cũng như thế. Lời nói cũng không thể nói như vậy. Nguyễn Tích Tuyền đột nhiên mở miệng nói. Cái gọi là đối ngoại, trước cần phải an nội, nếu là có người tâm không đồng lòng, suốt ngày giả vờ giả vịt, đối với chiến sự có hại không lợi. Nhan Thụ Thư thấy Nguyễn Tích Tuyền che chở hắn, lập tức đại hỉ, lạnh lùng nhìn Kinh Vĩnh Dạ một cái, nói. Tích Tuyền đại nhân nói cực đúng. Mong rằng Vĩnh Dạ trưởng lão không nên vì một tên tiểu bối vô vọng mà tự lầm. Hắn cân nhắc Kinh Vĩnh Dạ cũng không dám ném bỏ mặt mũi của Nguyễn Tích Tuyền. Quả nhiên, Kinh Vĩnh Dạ lông mày lập tức nhăn lại, hắn cũng không muốn tại nơi công khai cùng với người của Hồng Nguyệt Thành chống đối với mình hay chuyện này đều không có chỗ tốt. Trên trán Qua Chính Tường tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn cắn răng một cái, lập tức nhắc tới một hơi đến quát. Đều đừng cãi nữa, căn cứ Đông Vực Thượng Tầng yêu cầu. Chư vị đều là sai phái tới hiệp trợ ta, nghe theo ta chỉ huy, chẳng lẽ chư vị muốn kháng lệnh? Lúc này hắn không thể không chuyển ra lông gà làm lệnh tiễn, sự tình nội đấu là điều mà hắn tuyệt đối không muốn trông thấy. Tất cả mọi người đều nhướng mày, lộ ra vẻ không hài lòng, nhưng ai cũng không có lên tiếng, dù sao bề trên yêu cầu xác thực như thế, không tiện công nhiên kháng lệnh. Ha ha, thành chủ đại nhân nói cực đúng, tất cả mọi người buông hết thảy ân oán cá nhân a. Đừng quên mục đích chúng ta lần này đến, chính là phục tùng thành chủ đại nhân điều phối, chống lại hải tộc. Nếu là xảy ra sai lầm, ai cũng không đảm đương nổi. Ngạc Nhạc Chỉ cũng lên tiếng giảng hòa đến, hắn không biết ân oán giữa Nguyễn Tích Tuyền cùng Lý Vân Tiêu, nhưng giờ phút này xác thực không phải thời điểm nội loạn. Như Lý Vân Tiêu là bát tinh vũ tôn bình thường thì tốt, trực tiếp một trưởng đánh ngã là xong, nhưng xem ra hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Lý Vân Tiêu nói. Đã như vậy, mặt mũi của thành chủ đại nhân ta nhất định là phải bán. Chỉ có điều tại hạ thân thể hơi có không khỏe, đi trước nghỉ ngơi một hồi. Hắn trực tiếp truyền âm xuống dưới, đem Phó Cẩm Sơn triệu đi lên, quay người liền bay xuống thành đi. Phó Cẩm Sơn sững sờ thoáng một phát,
sau đó đại hỉ, vui thích cùng đi theo. Mấy ngày nay hắn đều đang chửi thề trong lòng, chỉ sợ chính mình chết trận, hiện tại không cần ở tiền tuyến chống cự hải tộc, trong nội tâm vui cười nở hoa, thấy ai đều là cười gật đầu. Cố Nguyệt Sinh thì là khinh miệt nhìn quét mọi người một cái, cũng theo sau. Sắc mặt Lương Nguyên Cơ cũng hết sức khó coi, đám vũ đế cường giả này tranh chấp, hắn vốn cũng không muốn xen vào, nhưng giờ phút này vẫn là cố lấy dũng khí, nói. Người của tiểu đội chúng ta cũng đều không khỏe, đi trước nghỉ ngơi. Người của tiểu đội chiến nhận cũng đều không ý kiến, nhao nhao theo trên thành bay thấp xuống dưới, theo Lý Vân Tiêu đi. Qua chính tường vẻ mặt xấu hổ, Lý Vân Tiêu này cũng quá không cho mình mặt mũi, nhưng nghĩ đến bổn sự của đối phương, cũng không thể tránh được, hắn nhìn xem Liêu Dương Băng, nói. Dương Băng đại nhân sẽ không phải cũng không khỏe a? Liêu Dương Băng xác thực cũng nghĩ đi tiếp, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, mặt mo lập tức đỏ lên, nói. Tuy có chút ít không khỏe, nhưng vẫn còn chống đỡ được. Qua chính tường thoáng thở ra một hơi, nói. Vậy thì tốt rồi, Phi Dương công tử nghỉ ngơi một hồi hẳn không có việc gì, mọi người không cần lo lắng. Tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, Lý Vân Tiêu dẫn đội rời khỏi có lẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất, như vậy thời điểm lâm địch ít nhất không có nội chiến. Trong khoảnh khắc, xa xa khí tức áp lực mà đến càng ngày càng mạnh, thoáng cái thiên địa biến sắc, rất nhiều hải tộc lăng không bay tới, sát khí rung trời. Đầy trời rậm rạp chằng chịt đều là thân ảnh của hải tộc, hơn nữa tất cả mọi người dùng nước biển ngưng tụ thành đám mây, dẫm đạp lên thủy vân. Từ xa nhìn lại thật giống như một mảng lớn hồ nước bay ở trên bầu trời. Bạch Trùng Thành tất cả mọi người nghe đây, người đầu hàng không giết. Từ trong hải tộc truyền đến một tiếng giống lớn kinh thiên, lại để cho cả bầu trời đều run rẩy thoáng một phát. Ở trong cả Bạch Trùng Thành truyền đến, tất cả nhân tộc đều là sắc mặt đại biến, biết rõ cường địch đột kích, thoáng cái khủng hoảng trong thành lan tràn. Tất cả mọi người đều nhìn quanh trên tường thành, hy vọng đám cường giả kia có thể ngăn trở, ngay từ đầu cầu nguyện. Qua chính tường nhìn qua xa xa đại quân hải tộc, hai mắt phóng hỏa, giận dữ hét. Bạch Trùng Thành các võ sĩ, còn có người đầu hàng. Không thể, sống chết không hàng. Tất cả mọi người đồng thanh giống lên, âm thanh uy chấn thiên địa, thoáng cái đem nhiệt huyết của mọi người nhen nhóm, chiến ý phóng lên trời. Bên trong hải tộc, ai nấy quắc mắt nhìn chừng chừng, diện mục dữ tợn, đều đang sắn tay áo lên muốn lao xuống đi giết người. Nghiễm Dịch lẳng lặng ngồi tại trong chiến xa, nhìn Nhuận Tường trước người, nói. Biểu ca, đám nhân loại ngoan cố này sẽ không đầu hàng, đều giết đi. Chính là một tòa thành trì, tàn sát tại sạch là được. Hai con người của Nhuận Tường một mực dừng ở trên cổng thành, cũng không có nhìn thấy thân ảnh của Lý Vân Tiêu, lòng hắn hoài nghi không thôi. Chẳng lẽ Lý Vân Tiêu cũng không ở trong thành, chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Thần sắc trên mặt hắn âm tình bất định. Nếu đại quân đã đi ra, sẽ không khả năng tay không trở về, hắn mở miệng nói. Biểu đệ, ta biết rõ ngươi một mực không phục ta. Hiện tại ngươi có thể cần một cơ hội biểu hiện. Nghiễm Dịch sững sờ, lập tức minh bạch ý tứ của hắn, hừ lạnh nói. Biểu ca, ngươi là muốn cho ta đi dò xét nội tình thành trì này, để cho ta đi làm pháo hôi à? Nhuận Tường sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Người của tộc ta, sẽ không thiếu khuyết chữ dũng. Dũng sĩ nguyện ý ra khỏi hàng không biết có bao nhiêu. Nếu là ngươi không muốn, liền thối lui đến cuối cùng đi, không cần cản đường của đám dũng sĩ. Sắc mặt Nghiễm Dịch thoáng một phát tức đến trắng bệch, vỗ tay mà lên, phẫn nộ quát. Bớt dùng lời nói đến kích tướng ta, ta liền mang theo một nhóm dũng sĩ trực tiếp đem thành này tàn sát bình, lại để cho biểu ca biết rõ Đông Hải ta cũng không phải là không có người. Trên mặt Nhuận Tường hiện lên một tia trào phúng, khẽ nói. Ta đây ngược lại muốn nhìn xem thần uy của biểu đệ. Hai tay của hắn hướng sau đầu đan lại, lười biếng trực tiếp nằm ở trên mặt ghế. Nghiễm Dịch tức đến sắc mặt tái nhợt, quát. Còn có hải tộc dũng giả nguyện ý theo ta cùng nhau xuống dưới. Nguyện theo Nghiễm Dịch đại nhân xuất chiến. Sau lưng một mảnh thanh âm giống to, mỗi người tranh nhau muốn đoạt đi lên, không ngừng ưỡn người đi ra. Trên mặt Nghiễm Dịch lúc này mới lộ ra hảo sắc, lườm Nhuận Tường một cái. Hừ nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói. Phàm là không sợ chết thì đi theo ta. Hắn một người đi đầu, trong tay ngưng ra một thanh trường kiếm màu trắng, từ không trung sông rơi xuống đi, hướng phía trên cổng thành chém giết mà đi. Cơ hồ toàn bộ hải tộc đều theo sau,
rậm rạp chẳng chỉ từ trên trời giáng xuống. Cả bạch trùng thành nhân loại đều là sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn trên bầu trời, ai nấy run sợ kinh hãi. Qua chính tường ở trên đầu tường cũng là hít một hơi lạnh, tuy rằng bị lục điêu tộc phong tỏa thành trì hồi lâu, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cùng hải tộc chính diện đối kháng, hắn hét lớn một tiếng, nói. Tất cả cường giả đều theo ta giết. Trên tường thành lập tức tiếng giết rung trời, cũng vừa bay sông mà lên, từ trước mặt hải tộc đánh tới. Cùng một thời gian, hộ thành đại trận cũng trực tiếp mở ra, từng đạo kết giới chi lực mở ra, đem thành trì bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Hơn nữa bên trên kết giới kia thỉnh thoảng nổi lên kim sắc quang mang, ở phía trên lưu chuyển ra, tụ tập lẫn nhau, đến nồng độ nhất định liền ngưng tụ thành một đạo kim mang bắn ra, lập tức đem vài tên hải tộc xuyên qua tại chỗ. Lý Vân Tiêu trong thành ngửa mặt lên trời nhìn qua một cái, nói. Hộ thành đại trận này không tệ, là ngươi bố trí. Cố Nguyệt Sinh liền vội cung kính nói. Chỉ là sửa chữa thoáng một phát, thêm hai đạo kết giới phòng ngự. Hơn nữa bố trí mấy tiểu trận ở công kích bên trong, xem như dệt hoa trên gấm A. Ân, đều là ít trò mèo, nhưng có chút ít còn hơn không. Phó Cẩm Sơn liếc mắt nhìn, tựa hồ hộ thành đại trận cấp bậc này quá thấp, không thể khiến hắn nổi hứng thú. Cố Nguyệt Sinh biến sắc, trong mắt hàn quang hiện lên, trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói. Các hạ nói chuyện khẩu khí rất thối A, không có đánh răng. Phó Cẩm Sơn cười nói. Ha ha. Tiểu bối, bổn sự một chút, tính tình ngược lại là rất cuồng vọng. Hắn thân là trận pháp đại sư, tự nhiên sẽ không cùng với Cố Nguyệt Sinh so đo, hơn nữa hắn hiện tại thân phận cũng hết sức khó xử, không biết xem như thủ hạ, hay vẫn là nô bộc của Lý Vân Tiêu. Cố Nguyệt Sinh vốn cũng không là hạng người lương thiện gì, chỉ có điều ở trước mặt Viên Cao Hàn cùng Lý Vân Tiêu biểu hiện dễ bảo, nào cho phép tùy tiện người nào đối với hắn mỉa mai nói, lập tức giận dữ nói. Các hạ tự xưng là có bản lĩnh, không bằng cứ ra tay thử xem. Trước khi không có gặp được Viên Cao Hàn hắn đã cuồng vọng vô cùng. Ở chỗ Viên Cao Hàn học không ít bổn sự, căn bản không đem những người khác để vào mắt. Phó Cẩm Sơn nhìn Lý Vân Tiêu một cái, trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Vân Tiêu phất phất tay, nói. Hiện tại là lúc nào, đều yên tĩnh chút ít. Ánh mắt của hắn ngưng lại, huyết nguyệt hiển hiện ra, đem tầng tầng lâu vũ nhìn xuyên qua. Trực tiếp dừng ở xa xa Nhuận Tường. Tuy rằng không thấy hải thú gương mặt khổng lồ, nhưng ở bên người Nhuận Tường lại có một cổ khí tức thập phần khủng bố, sợ rằng hắn có thể tùy thời đem hải thú gương mặt khổng lồ kia triệu hoán đi ra. Cố Nguyệt Sinh trùng trùng điệp điệp hừ thoáng một phát, mệnh lệnh của Lý Vân Tiêu hắn tự nhiên không dám làm trái, chỉ là nhìn xem Phó Cẩm Sơn thần sắc càng phát ra lạnh như băng, mang theo khiêu khích rất mạnh. Phó Cẩm Sơn nội tâm một hồi phiền muộn. Hắn cũng muốn ra tay giáo huấn ra hỏa không biết trời cao đất rộng này một chút, nhịn không được nói ra. Vân Tiêu đại nhân, ta xem đám hải tộc này căn bản không đủ gây sợ, nếu để cho ta ở bên ngoài chủ trận, vài lần hợp có thể đem bọn chúng đều diệt sát, không cần phiền toái như thế, giết hôn thiên ám địa, quỷ khóc thần gào thét, nhao nhao chết. Lý Vân Tiêu nói, chậm rãi chờ xem, sẽ có thời điểm để ngươi phát huy. Đợi lát nữa cho dù ngươi khóc hô hào không xuất ra đi, cũng không phải do ngươi. Trong nội tâm Phó Cẩm Sơn khẽ nhúc nhích, lập tức không nói lời nào, cân nhắc ẩn ý trong lời nói của Lý Vân Tiêu. Bên ngoài thành chém giết vô cùng thảm thiết, giống như một cối xay thịt cực lớn vậy, rất nhiều người vừa xông vào còn chưa kịp phản ứng đã bị chém mất đầu, hoặc là bạo thể mà vong, rất nhiều mảnh vỡ thi thể nhân tộc và hải tộc rơi xuống, cả vùng đất bị nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Số lượng hải tộc quá mức khổng lồ, thoáng cái đã áp chế nhân tộc, khiến mọi người phải vừa giết vừa lui, nhao nhao trốn vào trong đại trận hộ thành, dựa vào kết giới đại trận để phòng thủ. Kinh Vĩnh Giả cũng giết đến giận ngút trời, trong tay hắn khắp quyết ấn, trực tiếp đánh vào không trung. Phù văn kia chợt lóe lên không trung liền tắt, sau đó xuất hiện một lỗ đen cự đại không ngừng tản mát ra năng lượng chấn động, khiến bầu trời đều phải chấn động. Người hải tộc đều sửng sốt. Toàn bộ ngẩng đầu nhìn lại, đồng tử Nhuận Tường cũng đột nhiên co lại, đột nhiên quát to. Không tốt là chiến hạm, nhanh công kích. Nghiễm Dịch cũng cảm thấy kinh hãi, hắn cũng biết uy lực chiếm hạm nhân tộc, hơn nữa Vương cung Đông Hải cũng có một ít chiến hạm cấp thấp, nhưng giờ phút này uy năng tản ra trên bầu trời cũng không phải những mặt hàng cấp thấp kia có thể so sánh. Nhanh, đừng cho chiến hạm kia đi ra. Nghiễm Dịch hét lớn một tiếng, đi đầu chém ra một kiếm vạch phá bầu trời. Chém vào trong hắc động kia.
nhưng trong hắc động đột nhiên trở nên một mảnh sáng chói, phun ra một mảnh hào quang ôn nhuận như ngọc, giống như trong miệng ngậm lấy một khối bảo ngọc vậy, hào quang càng ngày càng mạnh, đột nhiên đánh xuống dưới. Ầm ầm, bầu trời đều chấn động, một chùm tia sáng cự đại ầm ầm rơi xuống khiến kiếm khí của Nghiễm Dịch cùng với công kích của rất nhiều cường giả hải tộc đều bị nổ nát. Chùm tia sáng kia xuyên thẳng qua trong đội quân hải tộc, lập tức mảng lớn hải tộc liền trực tiếp tan thành mây khói, thi cốt không còn. Sắc mặt tất cả người hải tộc đều đại biến, hoảng sợ nhìn vào bản thể chiến hạm đang dần lộ ra trên bầu trời. Nó giống như một con quái thú cực lớn vắt ngang trên bầu trời vậy, khiến cả bầu trời đều bị che khuất. Cường giả nhân tộc lại cực kỳ vui mừng, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Qua chính tường vui vẻ nói. Có chiến hạm này, lo gì đám cặn bã kia không chết. Kinh Vĩnh Dạ ngưng trọng nói. Đừng cao hứng quá sớm, chiến hạm tuy rằng uy lực vô cùng, nhưng mục tiêu quá lớn, chỉ sợ cường giả của bọn họ sẽ xông vào phá hư, không tốt. Kinh Vĩnh Dạ đột nhiên hét lớn một tiếng, nói. Bảo hộ chiến hạm. Hắn trực tiếp hóa thành một đạo quang mang xông lên thiên không. Chỉ thấy trong hải có không ít cường giả nhao nhao xông về phía chiến hạm U Minh, trong đó vài tên tồn tại võ đế càng trực tiếp đánh vào phòng ngự bản thể chiến hạm để vọt vào bên trong. Sắc mặt Qua Chính Tường cũng đại biến, quát. Tất cả mọi người giết đi ra ngoài, bảo hộ chiến hạm. Bốn phía chiến hạm U Minh trên bầu trời không ngừng tuôn ra các loại hào quang, bị hải tộc dốc sức công kích nó đã dần có dấu hiệu bị phá hư, theo cường giả nhân tộc lao tới cứu viện mới dần ổn định lại được. Điểm giao chiến của hai tộc thoáng cái đã từ thành trì chuyển rời đến chiến hạm trên không. Sau đó, hào quang hộ thể của chiến hạm lần nữa bị căng ra, các loại trận pháp công kích cũng cấp tốc vận chuyển. Rầm 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 oanh! Trên thân hạm không ngừng bắn ra từng đạo chùm tia sáng, tuy rằng uy lực không được mạnh mẽ như lần đầu tiên, nhưng phá hư thật lớn, hơn nữa tốc độ bay nhanh, công kích thập phần dày đặc, thoáng cái đã nổ nát rất nhiều hải tộc. Nghiễm Dịch cùng một ít thống lĩnh cường tộc thấy thế trong lòng đều giận dữ, loại công kích dày đặc này đối với võ đế như bọn họ mà nói căn bản chưa đủ nhìn, nhưng lại khiến số lượng hải tộc đê dai giảm mạnh, khiến áp lực lên cường giả nhân tộc cũng bớt đi rất nhiều. Nghiễm Dịch hét lớn. Tất cả dũng sĩ cửu thiên cảnh theo ta cùng nhau công phá chiến hạm nào. Hắn vận chuyển chân nguyên, làn da trở nên một mảnh đỏ bừng, gương mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, có dấu hiệu long hóa, bạch kiếm trong tay càng phát ra hàn mang chói mắt, hắn dẫn đầu xông tới trước. Sau lưng tổng cộng tụ tập 8 gã hải tộc cửu thiên cảnh, bọn họ đều tăng nguyên lực lên tới cực hạn, liều lĩnh phóng tới chiến hạm. Sắc mặt Kinh Vĩnh Dạ trầm xuống, quát. Ngăn lại. Kiếm quang trong tay hắn quét qua, giống như khổng tước xòe đuôi chém tới trên người Nghiễm Dịch. Phanh! Kiếm thế Nghiễm Dịch rơi xuống, trực tiếp ép lên trường kiếm của Kinh Vĩnh Dạ, tóe lên từng đạo kiếm vân nhộn nhạo, không ngừng cắt vào trên thân hai người, chỉ có điều thân thể hải tộc rất cường hãn, từng miệng vết thương nứt ra, nhưng không thấy máu tươi, mà Kinh Vĩnh Dạ một dưới thân kiếm trên người đã đầy vết thương, trường y bị máu nhuộm đỏ bừng. Trong lòng Kinh Vĩnh Dạ kinh hãi. Vừa rồi hắn giao thủ mấy kiếm với Nghiễm Dịch cũng không có uy thế như hiện giờ, xem ra đối phương đã lấy ra át chủ bài rồi. Phanh! Trong mắt Nghiễm Dịch bắn ra hàn quang lạnh như băng, bảo kiếm trong tay chém ra không chút quy tắc, một kiếm nhanh hơn một kiếm, đến lúc sau cơ hồ đã không thể thấy rõ kiếm thế nữa, chỉ có kiếm vân nhộn nhạo ra khi hai kiếm chạm vào nhau, còn có máu tươi trên người Kinh Vĩnh Dạ bắn ra cũng ngày càng nhiều hơn. Bọn người Qua Chính Tường kinh hãi, muốn phi thân cứu viện. Lại bị cường giả cửu thiên của đối phương bám sát lấy, căn bản không dứt ra được. Tất cả các màn chém giết kịch liệt trên bầu trời đều chiếu vào trong mắt nhân tộc trong thành, tất cả mọi người thấy mà tâm kinh đảm hàn, không biết kết quả thắng bại thế nào. Lương Nguyên Cơ liếm lấy bờ môi khô khốc nói. Phi Dương đại nhân, chúng ta cũng ra tay đi. Người tiểu đội chiến nhận cũng tràn đầy nhiệt huyết kích động, tuy rằng trong lòng có chứa ý sợ hãi, nhưng chiến ý lại ngập trời. Lý Vân Tiêu nói, mọi người phải cẩn thận đấy. Lương Nguyên Cơ sững sờ, nói, đại nhân không đi cùng chúng ta sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu. Sắc mặt Lương Nguyên Cơ trầm xuống, một lát sau mới nói. Hy vọng đại nhân lấy đại cục làm trọng. Nói xong, hắn liền dẫn người tiểu đội chiến nhận phóng lên trời, lao tới chỗ chiến hạm kia. Hắn cho rằng Lý Vân Tiêu vẫn còn so đo chuyện trước kia, Lý Vân Tiêu cũng lười đi giải thích. Chỉ nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Nhuận Tường, chỉ cần đối phương ra tay hắn liền ra tay. Oanh!
Trên không chiến hạm truyền đến một tiếng chấn vang, Kinh Vĩnh Dạ bị Nhiễm Dịch một kiếm đánh bay, cả người rơi vào trong chiến hạm, đánh nát một mảnh. Sau đó Nhiễm Dịch hét lớn một tiếng, trường kiếm hóa thành kiếm hình thật lớn lăng không chém xuống, ầm ầm một tiếng liền đâm xuyên qua toàn bộ chiến hạm bát giai. Tất cả nhân tộc trong lòng đều chấn động mãnh liệt, hoảng sợ nhìn lại, chỉ thấy phòng ngự trên chiến hạm thoáng cái liền bị tiêu diệt, trên chiến hạm không ngừng có linh khí tràn ra, hạm thân rủn run, trở nên cực kỳ bất ổn. Không tốt, tất cả mọi người mau lui lại. Qua Chính Tường kinh hãi, đột nhiên quát, chiến hạm kia xem ra tựa hồ sắp nổ rồi. Võ giả nhân tộc hoảng hốt, nguyên một đám quay người lao xuống, thối lui lại vào Tianz thành. Đừng, chớ đi a, nhanh tới cứu ta. Đột nhiên một giọng nói truyền đến, chỉ thấy Nhan Thụ Thư bị một gã cường giả cửu thiên cảnh của đối phương kích thương, chấn vào trong chiến hạm. Vài tên võ giả Tồi Sơn Tông kinh hãi, vội vàng tiến lên cứu viện. Hừ, con sâu cái kiến. Tên cường giả hải tộc kia quay mặt đi, trong đôi mắt tuôn ra sát khí, hét lớn một tiếng liền lăng không chấn ra một quyền, lập tức nổ nát hai gã võ giả Tồi Sơn Tông tại chỗ. Mấy người còn lại khác đều sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng quay người bỏ chạy, một khắc cũng không dám trì hoãn. Trên mặt Nhan Thụ Thư lộ ra vẻ tuyệt vọng, đột nhiên xem nhìn Nguyễn Tích Tuyền ở cách đó không xa đang muốn rời đi, hô to nói. Tích Tuyền đại nhân, cứu ta. Nguyễn Tích Tuyền xoay đầu lại, nhướng mày, lại nhìn thoáng qua đối thủ của Nhan Thụ Thư, lập tức nói ra. Thụ Thư đại nhân, ngươi nhất định phải dáng chống đỡ. Ta bị thương không nhẹ, nhưng trên tinh thần sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần có quyết tâm bất bại thì nhất định có thể chiến thắng bất luận khó khăn nào. Nói xong hắn liền xoay mặt lại, chỉ mấy tích tắc Nguyễn Tích Tuyền đã biến mất không thấy đâu nữa, tốc độ kia cực nhanh, căn bản chẳng giống bị thương chút nào. Nhan Thụ Thư lập tức mắt choáng váng, thoáng cái lâm vào trong tuyệt vọng. Toàn bộ bốn phía chiến hạm rất nhanh lui hết không còn người nào, hải tộc còn chưa hoàn toàn lui lại, nhưng tên địch nhân cửu thiên cảnh kia lại nhìn chằm chằm vào hắn, tựa hồ chỉ có đích thân xé rách hắn mới bằng lòng bỏ qua, mà khí tức cuồng bạo trên chiến hạm cũng càng ngày càng mạnh, sợ rằng không chịu được bao lâu nữa. Sắc mặt Nhan Thụ Thư một mảnh xám trắng, bỗng nhiên ánh mắt hắn sáng ngời, chỉ thấy từ trong thân hạm chui ra một người, chính là Kinh Vĩnh Dạ trước kia bị Nhiễm Dịch đánh bay vào, tuy rằng người đầy máu tươi, nhưng trong hai tròng mắt vẫn lập lòe tinh mang, tựa hồ vẫn còn rất tốt. Vĩnh Dạ đại nhân, ở đây, nhanh tới cứu ta. Nhan Thụ Thư đột nhiên hô to một tiếng, trong mắt lộ ra dục vọng muốn sống, lộ vẻ khát vọng mãnh liệt. Kinh Vĩnh Dạ cũng biết chiến hạm sắp phát nổ, đang định rời đi nhưng thấy Nhan Thụ Thư, lập tức phi thân lao đến, lớn tiếng nói. Đồng loạt ra tay đánh chết hắn. Kiếm khí trong tay hắn chợt lăng không mà lên, nhân kiếm hợp nhất đâm tới tên cường giả hải tộc kia. Ân, tên cường giả hải tộc kia biến sắc, uy lực một kiếm kia khiến hắn không thể không toàn lực ứng phó. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên quyền phong lóe ra kim quang, dùng thân thể đánh tới kiếm khí kia. Nhan Thụ Thư hai mắt tỏa ánh sáng, quát to. Tốt, dốc hết toàn lực liên thủ giết tên này đi. Hắn cắn răng một cái, khí tức trên thân cũng tăng vọt tới cực điểm, lập tức phát huy tiềm năng đến mức lớn nhất, hóa thành một đạo quang mang lao xuống bên dưới. Cái gì? Người toàn thành đều trừng lớn mắt, sao lại có người vô sỉ như thế được chứ? Oanh! Quyền mang của tên hải tộc kia trực tiếp đánh lên trường kiếm Kinh Vĩnh Dạ, thân kiếm phát ra chiến minh cực lớn, không ngừng run run, từng đạo quyền kình xuyên thấu qua thân kiếm chấn nhập vào cơ thể Kinh Vĩnh Dạ, khiến cả người hắn đều run rẩy kịch liệt. Giờ phút này hắn cũng nhìn thấy Nhan Thụ Thư phi thân đào tẩu, liền tức không chịu được, chợt phân thần, kiếm mang trong tay lập tức chống đỡ hết nổi, bị quyền kình của đối phương đánh bay, kình lực đánh vào trong cơ thể hắn khiến hắn phun ra một ngụm tâm huyết. Thân thể lần nữa bị đánh bay vào trong chiến hạm. Tên hải tộc cửu thiên cảnh kia thấy Nhan Thụ Thư chạy mất liền giận tím mặt, đang muốn tiến tới xé rách Kinh Vĩnh Dạ, nhưng sắc mặt lại đột nhiên đại biến, vội vàng phi thân hóa thành hào quang bỏ chạy. Chiến hạm kia rốt cục đạt đến cực hạn, từ bên trong bắn ra vô số đạo hào quang, khí tức thô bạo cũng tụ tập đến cực điểm. Ầm ầm, như long trời lở đất, chiến hạm U Minh Bát Giai lăng không nổ bung, lực lượng trùng kích kéo dài ra, bức khiến đông đảo võ giả hải tộc phải lui về sau. Hào quang chiến hạm nổ bung giống như liệt nhật vỡ nát trên không vậy, rằng có thời gian uống cạn chung trà mới dần dập tắt đi được. Toàn bộ trong thành một mảnh im ắng, dưới cổ lực lượng rung động kia, tất cả mọi người đều im lặng không nói,
đặc biệt là cuối cùng Kinh Vĩnh Dạ bị đánh bay vào đó, cũng theo đó bị phấn thân toái cốt. Đồng thời, toàn thân Nhan Thụ Thư cũng không được tự nhiên, thần thức hắn rất mạnh, tự nhiên cảm giác được ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, mấy người lúc đầu hắn còn có thể hung dữ chừng về, nhưng về sau người nhìn hắn lại ngày càng nhiều, ánh mắt càng ngày càng lạnh, khiến hắn cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Qua Chính Tường lạnh lùng nói, chúc mừng Thụ Thư đại nhân chạy ra tìm đường sống. Nhan Thụ Thư tức giận hừ nói, sao hả, ta sống sót các ngươi mất hứng, chẳng lẽ ta phải chết đi các ngươi mới cao hứng sao? Tất cả mọi người đều im lặng không nói, chỉ có một gã trưởng lão Thác Nguyệt kiếm phái cả giận nói. Giết tên tiểu nhận hèn hạ vô sỉ này đi, báo thù cho Vĩnh Dạ trưởng lão. Đệ tử Thác Nguyệt kiếm phái lập tức nguyên một đám nộ khí trùng thiên vây quanh lấy Nhan Thụ Thư, dương cung bạt kiếm. Nhan Thụ Thư mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nói. Sao hả, các ngươi muốn nội chiến sao? Nội chiến, coi như là Thành Bạch Sung bị hải tộc săn bằng, chúng ta cũng phải giết tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ ngươi trước. Trưởng lão kia của Thác Nguyệt kiếm phái tức đến toàn thân phát run, khí tức trên thân đã tăng lên tới cực điểm. Qua Chính Tường biến sắc, nghe được câu Thành Bạch Sung bị hải tộc săn bằng lập tức bình tĩnh lại, nói. Chư vị xin nghe ta một lời. Giờ phút này địch nhân đang vây khốn thành trì, thật sự không nên nội chiến, mọi người ngàn vạn phải tỉnh táo. Đừng quên, Vĩnh Dạ trưởng lão cũng là vì hộ thành mà chết trận. Đúng vậy, giết chết Vĩnh Dạ trưởng lão chính là người hải tộc, có quan hệ gì đến Thụ Thư huynh chứ? Nguyễn Tích Tuyền cũng đột nhiên lên tiếng, hữu hảo cười cười với Nhan Thụ Thư. Nhan Thụ Thư thấy nụ cười kia chỉ cảm thấy một hồi nôn ọe muốn ói, nhưng vẫn nhịn xuống. Cũng ngoài cười nhưng trong lòng không cười đáp lại một chút. Hắn hiện giờ còn cần đối phương làm chỗ dựa cho mình, huống hồ dùng thân phận và thực lực của hắn, cũng không cách nào làm cương với đối phương được. Trưởng lão kia của Thác Nguyệt kiếm phái cực kỳ tức giận, cả giận nói. Thành chủ đại nhân, ngươi nói công đạo như vậy sao? Thác Nguyệt kiếm phái ta đã tận tâm tận lực thủ thành giúp ngươi a, ngay cả chiến hạm bát giai cũng hy sinh một chiếc, ngươi làm việc cần phải công bằng với lương tâm a. Nhan Thụ Thư nhường mày, nói. Đúng rồi, ta nhớ rõ Vĩnh Dạ huynh đã từng nói qua các ngươi mang theo hai chiếc chiến hạm bát giai tới, vậy hẳn là còn có một chiếc, còn không mau mau lấy ra đối kháng địch nhân. Mọi người Thác Nguyệt kiếm phái đều tức đến mắt đỏ bừng, nguyên một đám khó có thể tự kiềm chế. Mặt Qua Chính Tường cũng tràn đầy vẻ giận dữ, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống nhìn chằm chằm vào Nhan Thụ Thư, nói với mọi người. Thác Nguyệt kiếm phái có cống hiến cực lớn cho Thành Bạch Sung. Chư vị về trước tiên về phủ nghỉ ngơi một hồi đi đã, kế tiếp sẽ do chúng ta ứng đối. Trưởng lão kia của Thác Nguyệt kiếm phái cố nén lửa giận, biết rõ hiện gì ở bọn hắn tình thế đơn bạc, náo tiếp cũng chỉ có thể chịu thiệt, hung hăng nhìn chằm chằm vào Nhan Thụ Thư, lúc này mới nguyên một đám phẫn hận đi vào trong phủ thành chủ. Tam trưởng lão, chẳng lẽ cứ để đại trưởng lão chết oan uổng vậy sao? Một gã võ giả Thác Nguyệt kiếm phái bi phẫn không thôi, giận dữ nói. Người trưởng lão kia sắc mặt cực kỳ âm trầm, không nói một lời trực tiếp đi vào trong phủ, bỗng nhiên chợt sửng sốt một chút, chỉ thấy trong tiểu viện, Kinh Vĩnh Dạ đang ngồi trước bàn nhỏ nhấm nháp, nói cười cười. À, đám đệ tử Thác Nguyệt kiếm phái cũng đều choáng váng, nguyên một đám sửng sờ ở cửa ra vào không biết vì sao. Kinh Vĩnh Dạ nhìn mọi người, cười nói. Tất cả vào đi. Hắn cảm kích nhìn Lý Vân Tiêu nói. Mọi người không cần kinh nghi. Nếu không có Phi Dương công tử ra tay, ta tất nhiên đã chết không toàn thây rồi. Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc chuyển ánh mắt lên trên người Lý Vân Tiêu, nguyên cả đám đều ngốc trệ, giống như không cách nào suy nghĩ vậy. Bọn hắn tận mắt nhìn thấy Kinh Vĩnh Dạ bị đánh vào trong chiến hạm, sau đó chiến hạm nổ tung cũng không thấy hắn trốn ra, không chỉ có bọn hắn, mà tất cả võ giả Thành Bạch Sung, thậm chí hải tộc đều nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không thể nào còn sống được. Kinh Vĩnh Dạ cảm thán nói. Thế giới to lớn, cường giả rất nhiều, không phải chúng ta có thể hiểu hết được. Thần thông của Phi Dương đại nhân đủ để man thiên quá hải, cải thiên hoán nhật, các ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Vĩnh Dạ trưởng lão qua khen rồi. Tất cả mọi người Thác Nguyệt kiếm phái đều lộ ra vẻ hồ nghi, vẻ mặt không tin, bất quá Kinh Vĩnh Dạ chưa chết lại khiến bọn hắn mừng rỡ như điên. Tam trưởng lão nói. Đại trưởng lão, Nhan Thụ Thư kia quá mức đáng giận rồi, hiện giờ ngài bình yên vô sự, chúng ta không bằng đi hương sư vấn tội đi. Đúng, có đại trưởng lão ở đây,
cũng không cần sợ bọn họ khi dễ nữa. Đám đệ tử cũng đầy căm phẫn, nguyên một đám quyền siết tay vang lên răng rắc. Trong mắt Kinh Vĩnh Dạ hiện lên một tia lạnh ý, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, mạng của hắn là Lý Vân Tiêu cứu, hiện giờ tất cả đều lấy hắn làm chủ. Hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì sao Qua Chính Tường lại một mực che chở tên võ tôn bát tinh này, mặc dù là hiện giờ, hắn cũng không cách nào hiểu rõ mình sống sót thế nào, đối với thủ đoạn của Lý Vân Tiêu đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, nói. Chiến đấu giờ mới bắt đầu, không nên nội chiến, trước hết cứ để bọn hắn ở đầu mũi nhọn đi. Mấu chốt quyết định thắng bại cuối cùng, còn cần Vĩnh Dạ trưởng lão ra tay nữa. Kinh Vĩnh Dạ biết rõ đối phương chỉ chính là hai chiếc chiến hạm bát giai khác của hắn, vội vàng nói. Mọi chuyện nghe theo Phi Dương đại nhân. Hắn trầm tư xuống, cẩn thận hỏi. Thâm hải cự thú thật sự đáng sợ như thế sao? Hai mắt Lý Vân Tiêu ngưng lại, nói. Hết sức lợi hại. Kinh Vĩnh Dạ trầm mặc lại, nếu Lý Vân Tiêu đã nói như vậy, hắn tự nhiên rất tin tưởng. Mà ngay cả Phó Cẩm Sơn ở sau lưng cũng bắt đầu cảm thấy áp lực cực lớn. Trước kia hắn còn tin tưởng 10 phần, bằng vào trận pháp kết giới của mình có lẽ có thể phòng thủ kiên cố, nhưng sau khi thấy thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, ngay cả hắn cũng cảm thấy phiền toái, vậy thì quả thật phiền toái rồi. Mau nhìn bầu trời. Đột nhiên một gã đệ tử Thác Nguyệt kiếm phái đột nhiên ngất lịm, chỉ thấy trời trên trời cao một mảnh hải thú đông nghịt gào thét lao tới. Cẩn thận nhìn lại, đúng là một loại hải mã hình thể cực lớn, sau lưng mỗi đầu đều kéo theo một viên thịt hình tròn mập mạp. Những điểm lồi trên viên thịt kia nguyên một đám khẽ hấp, cả người dưới tốc độ cực nhanh liền biến thành hình bầu dục. Vạn mã lao nhanh, lăng không mà xuống. Xa xa Nghiễm Dịch vẻ mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Biểu ca vậy mà đưa ra cả loại cô lỗ thú này ra ngoài, vì sao không dùng sớm, lại khiến nhiều tộc nhân như vậy tử thương. Nhuận Tường cười lạnh một tiếng, nói. Những tộc nhân kia đều là do ngươi mang ra ngoài mà chết, không ngờ còn có mặt mũi hỏi ta. Ngươi, Nghiễm Dịch giận điên lên, nhưng lại nghẹn lời, không biết cãi lại thế nào. Nhuận Tường khẽ nói, ta chẳng qua chỉ để ngươi đi làm tiên phong, thăm dò tình huống trong thành một chút, ngươi lại muốn xính anh hùng, muốn một hơi chiếm được thành Bạch Sung, khiến đại lượng cường giả bỏ mạng, khoản nợ này đợi sau trận chiến sẽ tính sau. Cái gì ngươi, ngươi còn muốn tính sổ với ta? Nghiễm Dịch thiếu chút nữa đã giận đến phát ngất. Trên mặt Nhuận Tường hiện lên hàn khí. Lạnh lùng nói. Thực lực có hạn, mù quáng tự đại, thiếu chút nữa ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc, sau cuộc chiến sẽ không dễ dàng thế đâu, hiện giờ cút ra đằng sau cho ta. Nhuận Tường. Nghiễm Dịch tức đến toàn thân đỏ bừng, hét lớn một tiếng lao tới trước. Sắc mặt Nhuận Tường phát lạnh, năm ngón tay lăng không bắt ra, thoáng cái đã khóa kiếm của hắn lại, sau đó một cước đá bay Nghiễm Dịch ra ngoài, ra lệnh nói. Bắt lấy hắn, sau cuộc chiến lại hỏi tội. Hai gã chiến sĩ hải tộc ở hai bên trái phải trên trán chảy xuống mồ hôi lạnh, nhưng không dám chống lại mệnh lệnh, phi thân tới đè Nghiễm Dịch xuống dưới. Đám hải mã cao lớn kéo lấy cô lỗ thú lăng không vào tới, khi đến trên không thành trì thì nguyên một đám đều dừng lại, cô lỗ thú lại vì quán tính mà tiếp tục vọt tới trước, rất nhiều viên thịt trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống dưới. Võ giả trong thành Bạch Sung đều cảnh giác nhìn qua, không biết những vật kia là gì, nhưng phòng ngự cũng mở ra tối đa. Phốc 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 phốc, nguyên một đám cô lỗ thú rơi lên trên kết giới, từng cái bắn lên, bộ dạng thập phần đáng yêu, cảm giác giống như cả người lẫn vật đều vô hại vậy. Nhan Thụ Thư ngạc nhiên cười nói. Ha, ha ha, đây là cái gì? Nhục cầu cầu sao? Qua Chính Tường cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, những viên thịt kia hoàn toàn không cảm giác được chút nguy hiểm nào cả, hắn hạ lệnh. Công kích thử xem. Cái kia hộ thành đại trận lập tức ngưng tụ ra một đạo kim quang. Trên thành bay đi, tại chỗ đem mấy cái cô lỗ thú chém thành hai nửa. Phốc bộc, cô lỗ thú kia chợt nổ tung như bong bóng, không có bất kỳ uy lực nào cả, chỉ là bên trong tuôn ra đại lượng chất lỏng màu tím, lăng không rơi vãi xuống dưới. Những chất lỏng màu tím kia rơi lên kết giới liền phát ra thanh âm như nước sôi, không chỉ ăn mòn kết giới chi lực, hơn nữa còn không ngừng lan tràn ra. Cô lỗ thú khác đụng phải loại chất lỏng này cũng phốc phốc vỡ tan. Thoáng cái đầy trời đều là màu tím, hơn nữa ngày càng nhiều. Sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, chất lỏng màu tím kia thậm chí ngay cả kết giới cũng có thể ăn mòn, nếu như lan tràn trong thành, vậy thì toàn bộ thành Bạch Sung đều sẽ xong đời,
cho dù giết toàn bộ hải tộc thì cũng chỉ còn lại một tòa thành chết thôi. Qua chính tường kinh hãi cả người đều lung lay sắp đổ, đại lượng cô lỗ thú còn đang không ngừng rớt xuống, tuôn ra chất lỏng màu tím, thành bạch sung dường như đã chú định sẽ phải triệt để tử vong vậy. Không tốt, thành này không thủ được rồi, chúng ta nhanh khởi động truyền tống trận rời đi thôi. Nhan Thụ Thư đột nhiên cả kinh nói, nhìn bầu trời đều là màu tím liền hoảng sợ, hơn nữa không ít chất lỏng đã bắt đầu thẩm thấu vào trong, rơi vào trong thành trực tiếp ăn mòn mảng lớn đá lát đường rồi. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía qua chính tường, chờ đợi mệnh lệnh của hắn. Sắc mặt qua chính tường một mảnh âm hàn, cắn răng nói. Không đi, chết cũng không đi, thành còn người còn, thành vong người vong. Nguyễn Tích Tuyền cười lạnh nói. Thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ là hiệp trợ thủ thành, cũng không có mệnh lệnh nói tử thủ không buông, lúc này mọi người đã bị uy hiếp tới tánh mạng, đã không có lý do gì để lưu lại nữa rồi. Oanh! Đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng chấn vang, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, phương hướng kia đúng là chỗ truyền tống trận. Không tốt rồi, truyền tống trận bị hủy, hải tộc giết vào rồi. Ầm ầm, xa xa bốc lên đại lượng bụi bẩm, còn có hào quang vọt lên, bắt đầu bị phá hư từng mảng lớn. À, cái này! Nguyễn Tích Tuyền thoáng cái đã trợn tròn mắt, trên bầu trời xa xa trực tiếp vỡ ra một cái động, rất nhiều hải tộc trực tiếp từ nơi ấy vọt đến. Kết giới hộ thành cơ hồ sụp đổ, chất lỏng màu tím đầy trời cũng đổ xuống. Sắc mặt tất cả mọi người đều trắng bệch, nội tâm nguyên một đám đột nhiên trầm xuống, lúc này đã hoàn toàn lâm vào tuyệt cảnh mất rồi. Phanh! Qua chính tường vô lực trực tiếp tựa lên đầu tường, sắc mặt tái nhợt, gia nghiệp truyền thừa bao nhiêu đời cuối cùng vẫn bị hủy trong tay mình. Ân người còn lại cũng bắt đầu đại loạn, từng người đều nghĩ cách chạy trốn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đạo quang mang từ trong phủ thành chủ vọt lên, thanh âm Lý Vân Tiêu không nhanh không chậm truyền đến, nói. Thành chủ đại nhân, người dẫn người đối phó hải tộc xâm lấn, những nọc độc màu tím này giao cho ta. Tất cả mọi người đều sững sờ, qua chính tường cũng ngốc trệ một lát, đột nhiên đại hỉ hô to nói. Phi Dương đại nhân, người có biện pháp đối phó những nọc độc màu tím này sao? Nhan Thụ Thư biến sắc, khẽ nói. Mọi người đừng mắc lừa. Hắn nhất định là để cho chúng ta đi làm bia đỡ đạn, còn hắn lại nghĩ cách trốn đi đấy. Hừ, ngươi cho rằng ai cũng vô sỉ như ngươi sao? Đột nhiên một giọng nói truyền đến, khiến tất nội tâm cả mọi người đều chấn động mãnh liệt, lộ ra thần sắc khó có thể tin, Nhan Thụ Thư càng hoảng sợ thất sắc, hoảng sợ nhìn về hướng phủ thành chủ. Chỉ thấy Kinh Vĩnh Dạ bay lên bầu trời, hai tay thả lỏng phía sau lạnh lùng nhìn mọi người, trong mắt hiện lên một tia sát khí, lạnh giọng nói. Nhan Thụ Thư, khoản nợ giữa ta và ngươi đợi sau cuộc chiến lại tính toán. Thành chủ đại nhân, nếu ngươi muốn bảo trụ thành Bạch Sung, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy nghe theo phân phó của Phi Dương đại nhân, nếu không thì trên trời dưới đất, không ai cứu được thành này nữa đâu. Qua chính tường quá đỗi vui mừng, kích động nói. Phi Dương đại nhân thật sự có biện pháp có thể đối phó những độc dịch này sao? Kinh Vĩnh Dạ lạnh lùng nói. Có tin hay không là tùy ngươi, dù sao ta tin. Qua chính tường lập tức không còn hoài nghi nữa, hơn nữa đây chính là một tia hy vọng cuối cùng của hắn rồi. Hắn hét lớn một tiếng, nói. Tất cả mọi người xông lên với ta. Sau đó liền hóa thành một đạo quang mang lao tới mảng thành trì đang không ngừng sụp đổ kia. Người còn lại sau khi thoáng do dự cũng làm theo, giờ phút này đã không còn con đường thứ hai để đi nữa rồi. Đồng tử Nhan Thụ Thư đột nhiên co lại, chỉ thấy Kinh Vĩnh Dạ chỉ một ngón tay về phía hắn. Hắn liền hoảng sợ lui thân, nhưng lại không tránh né kịp, bị hào quang đánh vào xương bả vai, có chút truyền đến cảm giác nhức mỏi, hắn sợ hãi nói. Vĩnh Dạ trưởng lão, hiểu lầm, đó chỉ là một hiểu lầm, để ta giải thích đã. Kinh Vĩnh Dạ cười lạnh nói. Ta sẽ cho ngươi cơ hội, đợi sau đại chiến lại chậm rãi giải thích ha, vừa rồi chỉ là lưu lại trên người ngươi một đạo ấn ký, ngươi dù có chạy trốn tới chân trời góc biển ta cũng có thể cảm ứng được ngươi thôi. Nhan Thụ Thư mặt xám như cho, lòng đột nhiên trầm xuống. Kinh Vĩnh Dạ sau khi khinh miệt nhìn hắn một cái, liền im im lặng lặng đứng trên không trung, nhìn đạo quang mang do Lý Vân Tiêu hóa thành, ánh mắt lộ ra kinh ý. Lý Vân Tiêu thoáng cái giải khai kết giới hộ thành, trực tiếp chụp một giọt chất độc màu tím vào tay, sau khi thần thức quét qua liền giấy lên một mồi lửa thiêu thành cho tàn. Sau đó hắn mi tâm hắn mở ra thái cổ thiên mục, hỏa diễm hóa thành một đầu phượng hoàng lao ra.
cũng không phải là màu đỏ tươi đẹp trước kia nữa mà nhan sắc đã trở nên có chút thiển bạch, hẳn là kết quả sau khi dung hợp băng sát tâm diễm kia. Phượng Hoàng kêu to một tiếng trên không, liền đáp xuống, thoáng cái đã đốt cháy tất cả nọc độc màu tím, trên không toàn bộ thành trì lập tức lâm vào biển lửa, những cô lỗ thú còn nguyên vẹn đều nổ bung trong ngọn lửa, hóa thành một đoàn nọc độc, trong khoảnh khắc đã bị thần hỏa đốt thành hư vô. Lý Vân Tiêu. Trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét kinh thiên, Nhuận Tường khó có thể bình tĩnh được nữa, trong hai tròng mắt phun ra lửa giận. Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người đột nhiên cả kinh, hoảng sợ nhìn về phía Lý Vân Tiêu, thoáng cái tất cả mọi người tựa hồ đã hiểu rõ gì đó, sắc mặt đều đại biến. Người mà toàn bộ đông vực đều lật tung muốn tìm, dĩ nhiên lại ở chỗ này. Nguyễn Tích Tuyền càng hoảng sợ biến sắc, ngưng mắt nhìn lại, rốt cục cũng hợp người trên không kia cùng với người ngày đó ở thành Hồng Nguyệt lại làm một. Hắn dĩ nhiên chính là Lý Vân Tiêu. Đội viên chiến nhẫn trong lòng cũng kinh hãi không thôi, nhưng vô luận hắn là ai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở trong lòng mọi người. Đáng chết! Nguyễn Tích Tuyền đột nhiên quát. Tất cả mọi người dừng lại, Lý Vân Tiêu này chính là mấu chốt cuộc chiến giữa hai tộc, chỉ cần giao hắn cho hải tộc, tất cả chiến loạn liền sẽ được dập tắt ngay. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, trong lòng có chút do dự. Nghe đồn Lý Vân Tiêu giấu đi người mà hải tộc muốn tìm, lúc này mới dẫn đến cuộc chiến hai tộc, nghe qua quả thật có chút hoang đường, nhưng khắp thiên hạ đều đang truy nã hắn quả thật không sai. Sắc mặt Qua Chính Tường đột biến, phẫn nộ quát. Tất cả mọi người chống lại hải tộc, lúc này còn nội đấu gì chứ? Nguyễn Tích Tuyền lạnh lùng nói. Bắt lấy Lý Vân Tiêu chính là đại sự hàng đầu, mất đi thành Bạch Sung còn có thể đoạt lại, nhưng Lý Vân Tiêu chạy ngươi đi đâu tìm đây? Hừ, đoạt lại. Sắc mặt Qua Chính Tường thoáng trở nên dữ tợn, hung hăng nói. Nếu không có Lý Vân Tiêu đại nhân một mồi hỏa diễm thiêu hủy đi đám tử độc kia thì hiện giờ thành trì đã bị phá, chúng ta bị vây, còn có thời gian cho ngươi ở đây nói nhảm sao? Còn nói loạn thêm một câu, rượt dây nhân tâm, ta sẽ giết ngươi trước. Cái gì, ngươi dám? Nguyễn Tích Tuyền mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, lạnh giọng nói. Qua Chính Tường, chẳng lẽ ngươi không biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Tất cả mọi người yên tĩnh đi. Ta thấy trước tiên vẫn nên đánh lui hải tộc rồi nói sau. Ngạc Nhạc Trì cũng đầy vẻ phức tạp nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói với mọi người. Nếu Lý Vân Tiêu đã hiện thân lúc này, hơn nữa còn dốc sức thủ thành thì cũng sẽ không tùy tiện chạy đi đâu. Trước đánh lui hải tộc đã, sau đó lại tìm hiểu mọi chuyện rõ ràng sau. Dù sao chuyện chiến tranh hai tộc há có thể đơn giản như vậy. Huống hồ lời thành Hồng Nguyệt hiện giờ nói, quả thật khiến người phải suy nghĩ. Sắc mặt Nguyễn Tích Tuyền đột biến, im lặng không nói. Lời Ngạc Nhạc Trì nói là công nhiên có ý kiến với Thành Hồng Nguyệt hiện giờ, kỳ thật hắn sao lại không nghĩ tới chứ, Nguyễn gia cũng đã sớm bị chèn ép khiến càng ngày càng yếu đi rồi. Ầm ầm, xa xa những hải tộc kia một đường giết tới đây, cũng không có thời gian để mọi người nghĩ nhiều, giờ phút này nọc độc màu tím và cô lỗ thú đều đã bị đốt sạch không còn, kết giới hộ thành cũng trực tiếp nghiền nát mất. Rất nhiều cường giả hải tộc lập tức lao xuống từ lỗ thủng kết giới, trắng trợn chém giết. Giờ phút này kết giới vừa vỡ, toàn bộ đều xông vào trong thành, gặp người liền giết. Giết đám súc sinh này đi. Phần đông võ giả nhân tộc mặt mũi cũng tràn đầy giận dữ, gào thét giết tới. Lý Vân Tiêu, hôm nay ta muốn triệt để gạt bỏ ngươi, hơn nữa tàn sát hết thành Bạch Sung để rửa đi sỉ nhục lúc trước. Trên mặt Nhuận Tường phủ một tầng sương lạnh. Không gian quanh thân hắn đang chậm rãi vặn vẹo biến hóa, khí tức khủng bố tản ra ngoài. Thần sắc Lý Vân Tiêu ngưng trọng, cổ khí tức kia chính là cự kiểm thú không thể nghi ngờ, hắn lãnh đạm nói. Mỗi lần gặp ngươi, sở trường ngươi đều có tiến bộ, bất quá đều là trên miệng lưỡi cả. Hừ, đáng chết. Nhuận Tường tức giận mắng một câu, hai tay kết xuất một cái ấn ký, đột nhiên vỗ về trước, kịch liệt phóng lớn trên không trung. Thân hình cự kiểm thú chậm rãi đi ra từ trong ấn ký kia. Mặt trời thoáng cái đã bị che kín, toàn bộ mặt đất vô cùng lờ mờ, tất cả mọi người đều hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, khí tức phát ra từ trên người cự kiểm thú khiến đáy lòng mọi người đều phát lạnh, chưa chiến đấu đã cảm thấy sợ hãi rồi. Lúc này tất cả mọi người đã tin lời Lý Vân Tiêu nói, nguyên một đám sắc mặt trắng bệch. Trái lại người hải tộc lại hoan hô tung tăng như chim sẻ, sĩ khí đại trấn. Sau khi cả người cự kiểm thú đi ra liền trực tiếp từ không trung xuống rơi xuống,
so với chiến hạm U Minh còn lớn hơn rất nhiều. Lý Vân Tiêu biến sắc, một đạo hồng quang hiển hiện trong tay, cây thước sau khi luyện hóa huyết thú liền xuất hiện, hắn ném nó lên không trung. Lập tức một cái huyết hải chợt từ trên cửu thiên rơi xuống, vắt ngang bầu trời, toàn bộ thiên địa bỗng trở nên một mảnh đỏ bừng, giống như huyết chi địa ngục bị mở ra vậy, vô số tiếng kêu rên của ác linh oan hồn từ bốn phương tám hướng truyền đến. Huyết thủy dơ bẩn càng cuốn ra sóng to gió lớn trên không, đập tới trên người cự kiểm thú. Rầm rầm, mỗi một cái oanh kích đều xông vào trên người cự kiểm thú, ngoại trừ nhuộm đỏ thân thể nó thì tựa hồ cũng không có quá nhiều hiệu quả. Nhưng máu đen hơi dính trên người liền bắt đầu thấm vào trong làn da, ăn mòn phá hư lấy thân hình, càng có từng đầu linh thể do máu tươi ngưng tụ thành, hét chói tai lao đến bên người cự kiểm thú, tiến vào mũi và lỗ tai của nó. Hừ, không gian cấp thấp như thế, Lý Vân Tiêu ngươi đây là muốn ta xem thường ngươi sao? Đột nhiên một đạo quang mang trực tiếp rơi vào biển máu, dẫm lên đầu cự kiểm thú, đúng là nhuận tường hóa ra chân thân, từng đạo long khí lao ra khỏi cơ thể hắn, ở bên người ngưng tụ thành một cổ long uy. Nhuận tường vươn tay ra mở ra năm ngón tay, long uy chi lực kia trực tiếp ngưng tụ thành một đầu thanh long nhàn nhạt rơi vào lòng bàn tay hắn, gào thét lao ra ngoài. Giống, hổ khiếu long ngâm, toàn bộ huyết hải thế giới đột nhiên chấn động, rất nhiều hàng rào máu tươi đều bị sụp đổ. Toàn bộ huyết chi địa ngục đê ưới long uy đều ầm ầm lui tán. Lý Vân Tiêu biến sắc, lại không có chút bối rối, vẫn chỉ lẳng lặng yên đứng ở đó, lạnh lùng nhìn qua. Ngược lại sắc mặt Nhuận Tường trở nên ngưng trọng, khẽ thăm dò nói. Sao hả, không còn cách nào sao? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ta có cách hay không là việc của ta, người vội cái gì? Hừ, ai nói ta vội, người hiện giờ nên sợ hẳn là ngươi đi. Nhuận Tường giận tím mặt, giơ chân lên giẫm mạnh vào đầu cự kiểm thú, quát. Công kích. Cự kiểm thú mở ra miệng rộng, khí tức khủng bố tản ra, trong miệng một mảnh đen kịt, không biết thông tới đâu, khiến người phải sợ hãi. Giờ phút này toàn bộ huyết hải đều sụp đổ dưới long uy, dần dần lộ ra không gian bên ngoài. Đột nhiên sắc mặt Nhuận Tường đại biến, hoảng sợ nói. Không tốt. Chỉ thấy bên ngoài bầu trời. Hai chiếc chiến hạm U Minh đã sớm xúc thế tràn đầy, trên trận pháp công kích tách ra ánh sáng màu lam, hai chùm tia sáng cự đại trùng thiên triệt địa, ngang trời mà đến. Rầm rầm, hai cổ thanh âm kinh hãi lăng không bắn qua, tràng diện năng lượng bạo động kia khiến tất cả mọi người đều hoảng sợ dừng lại chiến đấu trong tay, nguyên một đám hoảng sợ nhìn qua. Bang bang, cự kiểm thú kia quá lớn, căn bản không cách nào tránh né công kích cường đại như thế. Hai đạo chùm tia sáng màu xanh ra trời đều bắn vào trong cái miệng cực lớn của nó, vọt vào nơi đen kịt kia. Hừ! Trong lỗ mũi cự kiểm thú đột nhiên phát ra một tiếng kêu rên, cái miệng cực lớn kia thoáng cái liền khép lại, tựa hồ đã bị ảnh hưởng cực lớn, cả người lay động vài cái trên không trung, lộ ra cực kỳ táo bạo. Cái gì? Chẳng lẽ không có việc gì sao? Trong đầu tất cả võ giả nhân tộc võ đều hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Trên mặt qua chính tường chảy xuống mồ hôi lạnh, chúng một kích toàn lực của hai chiến hạm U Minh còn tựa như không có việc gì, làm sao mà đánh đây? Ồ ồ ồ ồ, thân thể cự kiểm thú càng thêm lay động, khí tức trên thân cũng trở nên cực kỳ bất ổn, dù là Nhuận Tường cũng ngơ ngác, không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên động tác cự kiểm thú thoáng cái liền ngừng lại, trong lòng tất cả mọi người chợt khẽ giật mình, phảng phất như thời gian đột nhiên dừng lại vậy. Giống. Cự kiểm thú đột nhiên mở ra miệng rộng, một cổ năng lượng màu đen trực tiếp phun ra, lập tức liền phá tan hư không, trực tiếp đánh lên một chiếc U Minh. Ầm ầm, chiếc chiến hạm kia liền phấn thân toái cốt tại chỗ, đại lượng tàn phiến nhao nhao rơi xuống dưới. Mỗi võ giả đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, một hơi đã thổi nát một chiếc chiến hạm bát giai, cự thú thế này còn đánh kiểu gì nữa. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Ồ ồ ồ ồ. Cự kiểm thú lần nữa lay động, thân thể lắc la lắc lư giống hệt với khi trước. Lý Vân Tiêu kinh hãi, đột nhiên quát. Phó Cẩm Sơn. Phó Cẩm Sơn đã sớm vận sức chờ phát động trong tay vội vàng bay ra một đạo quang mang, lăng không mà lên, không ngừng biến lớn, từng vòng lực lượng tản ra. Cùng lúc đó, địa thế, quanh thân hắn đột nhiên tối sầm lại, thiên địa lập tức biến sắc, một đạo cực quang hiển hiện trên không trung, hóa thành lực lượng 5 loại nhan sắc tản ra. Bao phủ trọn cả mặt đất vào trong. Mà ngay cả toàn bộ thành Bạch Sung cũng đặt mình trong đó,
tất cả cảnh tượng đều biến ảo, mỗi người đều hoảng sợ phát hiện mình đã lạc đàn, vốn là thiên quân vạn mã đang chém giết nhau, nhưng thoáng cái đối thủ và đồng bạn đều biến mất không thấy gì nữa. Võ giả nhân tộc kinh hãi đồng thời mang theo vẻ vui mừng, dù sao ảo giác thiên địa này là do đồng bạn mình tạo ra, nó càng khủng bố biến thái càng tốt. Qua chính tường kinh hỉ đồng thời trong lòng mang theo hối tiếc cực độ, nếu khi chiến sự bắt đầu mình có thể kiên định tin tưởng Lý Vân Tiêu thì cũng không đến mức rơi vào cảnh thành hủy nhà tan, đại lượng bình dân vô tội thương vong, võ giả cũng tổn thất thảm trọng như hiện giờ. Ầm ầm, cự kiểm thú kia cũng bị vây trong kết giới. Nhưng tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng, thân thể sau khi lay động đột nhiên nhổ ra một đạo hắc mang, giống như đúc với trước kia. Hắc mang xuyên qua trời cao, đánh nát kết giới chi lực, đánh tới hương chiến hạm trước kia, những nơi đi không gian liên tan vỡ như gương, nhưng lập tức lại được tu bổ về. Một kích ngàn dặm, nhưng lại không thể đánh trúng chiến hạm U Minh. Cái gì? Nhuận Tường trong lòng cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Vừa rồi không gian chỗ chiến hạm U Minh rõ ràng gần ngay trước mắt, nhưng sau một lát ngắn ngủn lại lệch vị trí, quái vật khổng lồ như thế muốn trực tiếp dùng không gian chi lực chuyển đi cơ hồ là chuyện không thể nào, nhưng đối Y Phương lại thật sự làm được. Lý Vân Tiêu, ngươi chỉ có chút tài mọn này thôi sao? Nhuận Tường lớn tiếng cười lạnh nói. Có giỏi đi ra quyết chiến với ta. Tất cả mọi người đều im lặng không nói, chẳng biết tại sao, thanh âm của người còn lại hoàn toàn không nghe được. Lại có thể nghe được thanh âm khiêu khích của Nhuận Tường một cách rõ ràng. Sau đó, thanh âm Lý Vân Tiêu cũng vang lên, mang theo mỉa mai vô tận, hừ lạnh nói. Quyết chiến, chẳng lẽ ngươi quên trận chiến tại Thành Hồng Nguyệt rồi sao? Nhuận Tường mặt giận dữ, trận chiến Thành Hồng Nguyệt thiên hạ đều biết, hơn nữa dần dần lưu truyền trong tứ hải, mặt mũi của hắn xem như đã triệt để mất hết, hắn quát ầm lên. Hôm nay ta muốn rửa sạch hổ thẹn trước đây. Không giết người thể không làm người. Tâm tình của hắn dần dần tỉnh táo lại, lạnh giọng nói. Đừng tưởng rằng dùng một cái trận pháp kết giới là có thể vây khốn ta, ta cho các ngươi kiến thức xem uy lực chính thức của thâm hải cự thú, vừa rồi phá hủy chiến hạm thậm chí ngay cả 1/10 lực lượng cũng chưa dùng tới đâu. Ồ, cự kiểm thú kia lơ lửng trên không trung, trong thiên địa một mảnh tối tăm lu mờ, chỉ có 5 đạo quang mang từ phía trên rơi xuống, bao lấy toàn bộ đại địa. Theo cự kiểm thú không ngừng run rẩy, không gian bốn phái nó tựa hồ cũng nổi lên biến hóa rất nhỏ, từng vòng năng lượng nhộn nhạo ra, nhưng lại bị trở ngại, chỉ là lực lượng trở ngại càng ngày càng mạnh, phạm vi năng lượng nhộn nhạo cũng không ngừng tăng lớn. Tất cả mọi người kinh hãi phát hiện, trong phiến không gian kết giới này, bọn hắn bắt đầu có thể nhìn rõ ràng vị trí của cự kiểm thú và Nhuận Tường. Thần sắc Nhuận Tường lăng lệ, một tay bấm niệm pháp quyết trước người, trong miệng lạnh như băng nói. Truyền thuyết đến từ biển sâu, khế ước truyền thừa vô số năm, ta dùng thân phận hậu duệ chân long mệnh lệnh ngươi phát huy ra lực lượng mạnh nhất, xé rách phiến thiên không này đi. Cự kiểm thú thoáng cái ngừng rung động lắc lư, mở lớn hai mắt, đồng tử nhanh chóng co rút lại, toàn bộ mặt ngoài làn da bắt đầu hiển hiện tầng tầng nếp nhăn. Giống, cự kiểm thú há to mồm giống lên một tiếng, một đạo hắc mang cự đại phun tới, đột nhiên chấn kết giới ra một đầu thông đạo màu trắng. Trực tiếp kết nối với thế giới bên ngoài. Không chỉ có thế, làn da nhăn lại cũng thoáng cái mở ra, trở nên sáng loáng, toàn bộ không gian ở bốn phía nó đều thay đổi, đẩy ra bên ngoài, đúng là trực tiếp căng cả kết giới ra. Sắc mặt Phó Cẩm Sơn đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ, đại ngũ hành nguyên tố kết giới tuy rằng là phỏng chế, nhưng đã phi thường tiếp cận ngũ hành bổn nguyên nguyên tố rồi, một khối, giống như thiên địa hỗn độn. Không có phá giới chi lực tuyệt cường căn bản khó có thể mở ra. Hắn cuối cùng đã hiểu rõ lo lắng của Lý Vân Tiêu, thần sắc hoảng sợ liền vội ném ngũ hành đỗ bạch ngư trong tay ra ngoài, một đạo bạch quang lăng không bay lên, hóa thành một đầu quang ngư màu trắng bơi tới cự kiểm thú, trên người không ngừng có hoa văn màu vàng hiển hiện. Phó Cẩm Sơn hít một hơi thật sâu, hét lớn một tiếng, hai tay hướng chụp vào hư vô, ngũ hành chi lực từ thiên địa hỗn độn hội tụ đến, đều rơi vào trên quang ngư màu trắng kia. Toàn bộ ngư thân không ngừng kịch liệt biến lớn, thoáng cái đã như cự kình, nhưng vẫn có chệch lệch rất lớn với cự kiểm thú. Con người cự kiểm thú kia đột nhiên mở ra, tựa hồ lộ ra nghi hoặc, nhìn qua quang ngư kia. Nhuận Tường cả kinh, quyết ấn trong tay biến đổi. Cự kiểm thú mở lớn miệng, tứ chi không ngừng huy động bơi tới, nó cũng có tứ chi, chỉ là so sánh với gương mặt khổng lồ thì thật sự không đáng kể chút nào cả. Ngao, ô ô ô.
Miệng cự kiểm thú đón nhận quang ngư kia, một ngụm cắn xuống, toàn bộ đầu cá đã bị nó cắn vào trong miệng, không ngừng nuốt vào trong bụng. Thân thể và cái đuôi quang ngư kia kịch liệt đong đưa lấy, muốn tránh thoát ra, nhưng lại tựa hồ như không thể làm được gì, bị cự kiểm thú càng nuốt càng nhỏ. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi, nói với Phó Cẩm Sơn. Ngươi đến cùng có được không thế? Thân hình Phó Cẩm Sơn cũng run rẩy lợi hại, quyết ấn trên tay tựa hồ tùy thời đều sẽ mất đi, hắn vội vàng tay trái bắt lấy cổ tay phải, muốn chống cự lấy run rẩy. Vân Tiêu đại nhân, sắp không được rồi. Phó Cẩm Sơn trong lòng phát khổ, nói. Nếu ngũ hành đỗ bạch ngư kia bị nó ăn tươi, đại ngũ hành nguyên tố kết giới cũng sẽ xong đời ngay. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, tức giận nói. Lãng phí nhiều thời gian như vậy để bày trận, không ta ấy ngươi phát huy được chút tác dụng nào, đừng nói với ta là sắp xong đời rồi nhé. Phó Cẩm Sơn cười khổ nói. Nhất thời chủ quan, để cho đối phương cắn, nếu có thể dẫy dụa ra thì có lẽ còn có thể quần nhau một hai. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, một cổ phong hỏa chi lực ngưng tụ thành trong tay, kết xuất một đạo ấn ký, bóng dáng ngạc ngư xuất hiện trong phong hỏa chi lực, từ không trung đứng thẳng lên, hóa thành ngạc ngư quái gào thét lớn vọt tới. Sau đó, quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu biến đổi, cả người liền lôi hóa, thoáng cái bành trướng mấy lần, hóa thành một người đại mập mạp. Một vòng lôi đình màu xanh ngưng tụ thành hoàn quanh thân hắn, tay phải nắm lấy cái búa giơ lên cao cao, tay trái lại niết lôi ấn. Năm ngón tay chậm rãi mở ra. Một cái ma ha cổ văn màu vàng chậm rãi bay lên trong lòng bàn tay hắn, không ngừng lượn vòng. Màu sắc lôi tinh hoàn thoáng cái trở nên thâm trầm, trên búa cũng tuôn ra lôi quang chói mắt, không hề đứt đoạn phát ra tiếng xi xi. Kim quang ma ha cổ văn dần dần tiêu tán, bắt đầu tụ thành một cái lôi cầu màu xanh, có ánh sáng tím thoáng hiện trong đó. Lý Vân Tiêu đột nhiên nắm chặt năm ngón tay, nắm lôi cầu kia trong tay. Dương cánh tay lên cao cao, ném tới chỗ cự kiểm thú. Lôi cầu phát ra tiếng xi, xi, cực lớn, phi tốc xoay tròn trên không trung, từng đạo lôi quang từ trong đó lập lòe ra, kích xuất ra đạo đạo hoa văn. Ngạc ngư quái kia hóa thành núi cao, nhưng cũng chỉ lớn bằng sống mũi cự kiểm thú, nó không ngừng gầm thét đánh tới, từng đạo cương phong và thần hỏa chi lực đâm vào trên mặt to kia, đánh ra chập trùng như vằn nước, tản khắp bốn phía. Nhuận Tường thì một tay bấm niệm pháp quyết, lạnh lùng đứng trên đầu cự kiểm thú không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng nhìn qua, khóe miệng lộ ra mỉa mai. Đột nhiên con người hắn ngưng tụ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, lôi cầu kia đập vào mắt, khiến đồng tử hắn đột nhiên co lại. Ngạc ngư quái liền đánh ra mấy trăm quyền, tuy rằng không thể tạo thành tổn thương cho cự kiểm thú nhưng lại khiến tốc độ nuốt ngũ hành đỗ bạch ngư của nó giảm chậm lại. Thần sắc khác thường của Nhuận Tường tựa hồ đã bị ngạc ngư quái nhận ra. Quyền tốc trong tay nó hơi thoáng chậm một chút, có chút nghi hoặc quay đầu, lập tức thấy được lôi cầu kia lao tới chỗ mình. Cả người ngạc ngư quái ngốc trệ, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, há to mồm tựa hồ muốn kháng nghị. Phanh! Nó không nói hai lời, trực tiếp giải thể nổ bung, lập tức hóa thành vô số phong hỏa nguyên tố tản khắp mọi nơi. Đùng đùng! Lôi cầu thoáng cái vọt lên, ngàn vạn lôi điện không ngừng lập lòe bốn phía, giống như một mảnh lôi long dài hẹp phá không mà ra. Phạm vi càng lúc càng lớn. Tất cả mọi người trong kết giới đều hoảng sợ nhìn trên bầu trời, mỗi người bọn hắn đều hoàn toàn không cách nào liên lạc với ngoại giới và những người khác, lại có thể thấy rõ nhất cử nhất động của cự kiểm thú và Nhuận Tường ở bên ngoài, cùng với công kích vô cùng mạnh mẽ ở bốn phía. Sắc mặt Nhuận Tường âm trầm xuống, trong con ngươi lộ ra vẻ phẫn hận cực độ và không cam lòng. Đạo công kích này là từ trong tay Lý Vân Tiêu thi triển y ra. Nếu đổi lại là mình hắn thì căn bản không cách nào ngăn cản nổi, nói cách khác nếu hai người lần nữa đấu võ, hắn hẳn phải thua không nghi ngờ. Thâm hải cự thú, toái diệt tất cả. Nhuận Tường gào rú một tiếng, một đạo quyết ấn đánh vào đỉnh đầu cự kiểm thú. Đồng tử cự kiểm thú bỗng nhiên lớn lên, hét lớn một tiếng há to mồm, một cổ lực lượng vô hình vọt ra từ miệng nó, không gian bốn phía đều bị nghiền nát. Quang ngư kia lập tức giãy giụa ra. Nhưng dưới cổ lực lượng kia liền run rẩy kịch liệt, hào quang trên người không ngừng tiêu tán. Lúc lôi cầu đánh tới trước mặt nó, cũng gặp phải trở ngại cường đại, ngàn vạn lôi đình từng đạo hiển hóa ra, lại không thể tiến thêm nửa bước, ngược lại dần dần tiêu tán ra. Toàn bộ đại ngũ hành nguyên tố kết giới một mảnh chấn động, có cảm giác như long trời lở đất, mỗi người dưới sức mạnh to lớn kia đều cảm giác mình nhỏ bé dị thường, tùy thời đều sẽ bị diệt. Phá giới chi lực.
Thâm hải cự thú này thật khủng bố, vậy mà có lực lượng đủ để xé rách thế giới. Lý Vân Tiêu cảm thấy hoảng sợ, ngóng nhìn lấy kết giới đang ngừng sụp đổ, nhưng trong mắt lại bình tĩnh như nước, thâm thúy như bầu trời. Phá giới chi lực, cực hạn võ đạo mà chỉ võ đế cửu tinh mới có thể lĩnh ngộ sao? Phó Cẩm Sơn tâm thần đại chấn, vạt áo đã sớm bị mồ hôi lạnh sũng nước, giờ phút này nghe vậy, càng sợ hãi không thôi. Lý Vân Tiêu trầm giọng quát. Đừng phân thần, mặc dù là phá giới chi lực, cũng không cách nào xé rách hỗn độn thế giới do ngũ hành bổn nguyên nguyên tố tạo thành đâu. Phó Cẩm Sơn vội vàng thu liếm tâm thần, không ngừng thi triển ấn quyết trong tay. Lý Vân Tiêu nói không sai, đáng tiếc đây cũng không phải là đại ngũ hành nguyên tố kết giới chính thức, chỉ là hàng nhái thôi, nhưng có thể chống cự một khắc này là được rồi, cũng không thể bó tay chờ chết a. Quang ngư kia tựa hồ thoáng ổn định một ít, chống lấy áp lực cực lớn lách tới phía trước. Cùng lúc đó, bốn phía thiên địa hội tụ đến năm đạo quang mang, ở trên không cự kiểm thú ngưng tụ thành ngũ hành quy tắc, lăng không đánh xuống. Ầm ầm, năm đạo quang mang rơi vào cự kiểm thú trên không, còn chưa cận thân liền trực tiếp sụp đổ tán, hóa thành vô số toái mảnh vụn mảnh huỳnh quang, điểm một chút tán trên không trung. Kết quả này tựa hồ đã sớm nằm trong dự đoán của Phó Cẩm Sơn, thần thái hắn tự nhiên, tốc độ thi triển ấn quyết trong tay cũng càng lúc càng nhanh. Ánh sáng nhạt ở trên không trung tán mà bất diệt, dần dần cứng lại, hóa thành một phương ngũ hành lao lung, phong tỏa không gian, không ngừng xoay tròn quan thân cự kiểm thú đè ép vào, phát ra tiếng đá mài chói tai. Võ giả trong kết giới cảm thấy một hồi ghê răng, một ít người tu vị khá thấp càng trực tiếp đau nhức màng tai, ứa ra máu tươi. Phá giới chi lực trong miệng cự kiểm thú còn đang không ngừng phụt lên, quang ngư va lôi cầu, còn có ngũ hành lao lung không ngừng đau khổ chống lại, nhưng lại liên tiếp rơi vào hạ phong. Những phong hỏa chi lực đang chạy đi ở phía xa lần nữa ngưng tụ thành ngạc ngư, nó nằm sấp ở trên hư không vẫn không nhúc nhích, khiến Lý Vân Tiêu tức đến thổ huyết. Sắc mặt Phó Cẩm Sơn càng thêm tái nhợt, run rẩy nói. Vân Tiêu đại nhân, thật sự không duy trì được nữa rồi, toàn bộ kết giới sắp sụp đổ rồi. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn đã tận lực, gật đầu nói. Trực tiếp kíp nổ kết giới chi lực, làm một kích cuối cùng đi. Hắn thở dài một tiếng, nói. Thành Bạch Sung, vẫn không thể nào giữ vững a. Qua chính tường trong kết giới sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn đã nghe được truyền âm của Lý Vân Tiêu, biết rõ sắp thất bại, sắc mặt thoáng cái trở nên tái nhợt, thì thào khổ sở nói. Ta hiểu được, đa tạ Vân Tiêu đại nhân. Trong mắt Phó Cẩm Sơn hiện lên một tia không nỡ, lăng không kết ấn. Trên quang ngư đột nhiên hiện ra một đoàn hoa văn, toàn bộ kết giới bắt đầu co rút lại, hội tụ đến trên thân quang ngư kia. Bản thể của nó cũng nhất thiểm nhất diệt, lộ ra huyền khí ngũ hành đỗ bạch ngư, khí tức càng ngày càng mạnh. Rầm 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 phanh, ngũ hành lao lung bởi vì bỗng chốc bị quang ngư rút sạch lực lượng nên liền sụp đổ xuống, sau đó lôi cầu không chống đỡ nổi nữa, thoáng cái bị đánh tan mất. Rầm rập, lôi đình bỗng nhiên hóa thành vô số đạo lôi điện bắn ra, giống như một mảnh run dài hẹp chui vào trên trời cao. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng lần này chấn trụ, ngoại trừ đám qua chính tường bị Lý Vân Tiêu nhắc nhở ra, mọi người cũng không biết sắp xảy ra chuyện gì, tất cả đều hoảng sợ và cảnh giác nhìn qua. Giờ khắc này, toàn bộ kết giới đều có rút tới cực điểm, trên quang ngư bộc phát ra cường quang chói mắt, bản thể huyền khí trực tiếp lộ ra, khí tức khủng bố lan tràn trên đó. Sắc mặt Nhuận Tường cũng khó coi đến cực điểm, quát. Ngăn trở. Tuy rằng một màn trước mắt khiến hắn có cảm giác nguy hiểm, nhưng hắn cũng không cho rằng chút lực lượng kia có thể chống lại thâm hải cự thú. Hào quang áp xúc tới cực án rốt cục tỏa ra, giống như một đóa hoa trong khoảnh khắc nở ra cực kỳ xinh đẹp, rực rỡ đến cực điểm. Oanh! Đại ngũ hành nguyên tố kết giới sụp đổ, bầu trời vỡ vụn, mặt đất trầm xuống, toàn bộ không gian một mảnh cát bay đá chạy, mắt không thể thấy, tai không thể nghe, phảng phất như tận thế vây. Tất cả người hai tộc đều lâm vào hoảng sợ muốn tự cứu, lại phát hiện lực lượng của mình chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, thoáng cái đã bị cuốn vào trong. Phốc, Phó Cẩm Sơn nhổ ra một ngụm tâm huyết, cả người trực tiếp trở nên uể oải, phảng phất đã hao hết sinh cơ, lập tức già nua đi mấy chục tuổi. Lý Vân Tiêu than nhẹ một tiếng, giới thần bi nơi mi tâm lóe lên hào quang liền thu hắn vào trong. Trong thiên địa lờ mờ, nguyệt đồng trong hai mắt hắn lập lòe. Thoáng cái đã thấy rõ chỗ cự kiểm thú.
lực kết giới sụp đổ cũng mang đến cho nó tổn thương nhất định, mặt đất đã bị đánh thủng khắp nơi, da thịt trực tiếp bong ra, mảng lớn máu tươi chảy xuống. Nhưng chỉ suy giảm tới da thịt thôi, ngược lại khiến cự thú càng thêm phẫn nộ, liên tục gào thét, từng đạo lực lượng trùng kích ra, tựa hồ thật sự như muốn lật tung toàn bộ thế giới. Nhuận Tường ở trên đầu cự kiểm thú đang nổi giận cũng thấy kinh hãi không thôi, hắn cảm giác mình đã có chút không thể kiểm soát cự kiểm thú rồi. Bỗng nhiên một đạo ánh sáng nhạt lập lòe trong thiên địa mờ nhạt, càng ngày càng sáng, phảng phất như một ngọn hải đang mang đến hy vọng cho thế gian vậy. Tâm tình kinh hãi của tất cả mọi người thoáng cái ổn định lại, đều giật mình nhìn chùm tia sáng kia, không biết là lực lượng gì, vậy mà có thể xuyên qua lực lượng cường đại như thế. Đó là, chiến hạm. Kinh Vĩnh Dạ lộ ra vẻ nghi hoặc ra, đạo quang mang kia quả thật có chút giống với một kích toàn lực của chiến hạm U Minh. Ầm ầm, đạo quang mang kia nhìn như chậm chạp, kỳ thực lại như vạn mã lao nhanh, quét ngang trời cao. Oanh, chùm tia sáng vào tới chỗ gần, mới phát hiện nó thô to dị thường, nó đánh lên trên người cự kiểm thú đang nổi giận, ép tới khiến lực lượng quanh thân nó không ngừng co lại giảm xuống, cả thân thể khổng lồ cũng bị chấn cho lui ra phía sau. Cự kiểm thú bị đánh lui vài trăm mét, toàn bộ không gian cát bay đá chạy lập tức ổn định lại, lực lượng cuồng bạo dần dần tán đi, đẩy ra mây đen thấy trời nắng. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm nhìn nhắp mọi nơi, lúc này mới phát hiện mình vẫn còn trong hỗn chiến lúc trước, không ít hải tộc đang vây ở chung quanh mình, lập tức lại càng hoảng sợ, vội vàng bay đi. Những cường giả hải tộc kia cũng có tâm tình như vậy, hai phái người thoáng cái phân biệt rõ ràng, tách ra trên trời cao. Đều tràn đầy sợ hãi nhìn vào nhau. Nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh đã tụ tập ở phía xa, nơi chùm tia sáng vừa rồi phóng tới, một chiếc chiến hạm to lớn khổng lồ đang lao nhanh tới. Chiến hạm kia cực kỳ to lớn, giống như một tòa thành trì di động vậy. Chỉ từ vẻ ngoài đã mang đến cho người một loại cảm giác áp bách rất mạnh, phát ra tiếng oanh minh cực lớn, giống như lôi đình cuồn cuộn mà đến. Chiến hạm bay trên trời cao, cũng không ngừng mang đến cho mọi người cảm giác hư ảo. Giống như nhất thiểm nhất diệt, mắt thấy là giả, chứng kiến cũng không tồn tại. Không ít cường giả võ đế đều chấn động, biết rõ đây là một loại trạng thái bảo hộ bản thân rất mạnh, gọi là bước nhảy không gian. Bởi vì bản thể chiến hạm thập phần cực lớn, một khi bị công kích, căn bản là 100% trúng chiêu, cho nên có chút thuật luyện sư cường đại đã sáng chế ra ngoài bí pháp này, có thể khiến chiến hạm trong quá trình tiến tới, thậm chí là trong quá trình dừng lại. Dùng tần suất nhất định thực hiện bước nhảy không gian, như vậy liền có thể tránh được tuyệt đại đa số công kích, khiến thân hạm được bảo hộ với trình độ lớn nhất. Sắc mặt Nhuận Tường lập tức liền xám trắng, hắn đã ở đại lục một thời gian lâu, lập tức liền nhận ra đẳng cấp chiến hạm trước mắt, hơn nữa chùm tia sáng kia còn đang bay nhanh ngưng tụ, chuẩn bị lấy đợt công kích tiếp theo. Mà cự kiểm thú giờ khắc này tuy rằng cũng chưa bị tổn thương thực chất, nhưng khí tức đã không bằng với trước, đặc biệt là với tư cách người khống chế. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng mỗi khi cự kiểm thú hô hấp, khí tức liền suy yếu đi vài phần. Từ trình độ một kích vừa rồi mà xem, chiến hạm này chưa hẳn đã không làm gì được cự kiểm thú, nếu như rằng con nữa sẽ rất nguy hiểm. Sắc mặt Nhuận Tường thay đổi mấy lần, có chút do dự. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái hơi co lại, Nguyệt Đồng thoáng cái biến mất, khôi phục trạng thái thanh minh, lẳng lặng nhìn qua chiến hạm trung cực cửu giai đang lao tới kia. Lui về biển cả. Nhuận Tường phẫn hận nhìn qua Lý Vân Tiêu đang đứng chắp tay trên không trung, thần sắc một mảnh lạnh nhạt, rốt cục gian nan hạ quyết định lui binh. Chỉ là lần này toàn lực công kích cũng không thể chiếm lấy thành Bạch Sung, hơn nữa bại lộ mình có thể khống chế thâm hải cự thú, sợ rằng lần sau muốn công thành sẽ càng khó hơn nữa. Hắn âm trầm nhìn thoáng qua thành Bạch Sung, thần tình trên mặt đột nhiên sửng sốt một chút, trước mắt một mảnh hoang vu phế tích, nào có nửa điểm giống thành trì chứ. Nhuận Tường ngốc chỉ chốc lát, không biết đây có tính là san bằng thành Bạch Sung không đây. Trận chiến này là thắng hay bại? Hắn cũng không rõ lắm, ôm theo tâm tình phiền muộn xoay người liền lui đi. Chúng cường giả hải tộc sau khi nhận lệnh liền phi tốc rút lui khỏi bầu trời, như kiến vây quanh bên người cự kiểm thú lui về biển cả. Võ giả nhân tộc tất cả đều mặt không biểu tình nhìn qua cường địch chạy đi, căn bản không ai dám đuổi, cũng không hề có ý nghĩ đó. Tâm tình qua chính tường cũng rất phức tạp, cường địch mặc dù đi, nhưng toàn bộ thành trì. Hắn cũng triệt để chán nản rồi, không biết phải làm sao. Trong lòng càng hối hận, tiếc nuối vạn phần, nếu từ sớm đã giao toàn quyền cho Lý Vân Tiêu xử trí, khốn địch nhân ở ngoài thành,
vậy mặc dù ngũ hành kết giới tự bạo cũng vẫn còn đại trận hộ thành để thủ, quyết không đến mức tan thành mây khói như hiện giờ. Chiến hạm cửu giai ầm ầm mà đến, thoáng cái đã ngừng lại ở chỗ cách đó không xa, tựa hồ cũng không định truy kích. Mọi người còn chưa hưởng thụ tâm tình sống sót sau tai nạn liền đã bị chiến hạm kia hấp dẫn, mặc dù người đã thấy qua cự hạm như thế không nhiều lắm, nhưng không cần đầu óc cũng có thể đoán ra đó là thần vật ra sao. Không biết là vị nào đại nhân đến cứu viện. Nguyễn Tích Tuyền dẫn đầu cao giọng hỏi, nhìn chung tất cả mọi người đều mang vết thương chồng chất, duy chỉ có mình hắn là tốt nhất, không biết hắn sao có thể bảo hộ bản thân tốt như thế nữa. Tiếng oanh minh trên chiến hạm càng ngày càng nhỏ, một chùm tia sáng từ đánh chiến hạm chiêu xuống dưới, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện trong đó. Dẫn đầu là một người áo trắng bồng bềnh, tướng mạo tuấn lãng, thần thái tự nhiên, mặt mỉm cười nhìn qua mọi người. Nguyễn Tích Tuyền cả kinh, vội vàng nghênh tiếp, cung kính nói. Thì ra là Lai Phong công tử của Bắc Minh Thế Gia. Bắc Minh Thế Gia, dĩ nhiên là người Bắc Minh Thế Gia đến. Khó trách, có thể có được chiến hạm cửu giai, trên toàn bộ đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Được cứu rồi, lần này mọi người được cứu rồi, không thể tưởng được Bắc Minh Thế Gia cũng xuất thủ. Chậc chậc, chiến hạm cửu giai, mặc dù là thế gia siêu cấp cũng là thứ như chí bảo, sẽ không dễ dàng lộ diện, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Các ngươi cũng không biết a, Lai Phong công tử đã được định là người nối nghiệp của Bắc Minh Thế Gia rồi, bởi vậy mới có thân phận sử dụng cự hạm như thế. Trên phế tích, tất cả người sống sót đều đang nhao nhao nghị luận, mọi người biểu lộ không đồng nhất, nhưng phần lớn vẫn là mừng rỡ. Bắc Minh Lai Phong nhìn mọi người, cười mà không nói, chỉ chậm rãi chuyển ánh mắt tới chỗ Lý Vân Tiêu ở không xa. Giờ phút này mặt nạ trên mặt Lý Vân Tiêu đã nghiền nát, gương mặt tuổi trẻ non nớt, lại có vẻ tang thương xuất hiện trước mặt Bắc Minh Lai Phong. Bắc Minh Lai Phong dưới vạn chúng chú mục lộ ra vẻ hăng hái, chắp tay ở sau lưng, trong mắt hiện lên một tia tinh mang, lại cười nói. Vân Thiếu, thật sự là nhân sinh há có thể không gặp lại a? Lý Vân Tiêu đáp lại một nụ cười, khóe miệng có chút giơ lên, nói. Khốn cục hôm nay, may mắn có Lai Phong công tử đuổi tới kịp thời, nếu không hậu quả không thể lường được. Hắn lần này là tán thưởng từ đáy lòng, nếu khu vực thành Bạch Sung không thể giữ vững vậy thì không chỉ tuyệt đại đa số võ giả ở đây đều sẽ vẫn lạc, hơn chiến trường Đông Vực cũng sẽ bị đục ra một lỗ hổng, cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Chỉ là thấy bộ dáng dương dương đắc ý kia của Bắc Minh Lai Phong, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng lời này lọt vào tai Bắc Minh Lai Phong lại có cảm giác là lạ, thật giống như đại nhân đang khen ngợi tiểu hài tử tựa như. Loại tư thái a kia của Lý Vân Tiêu khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu, đặc biệt là khóe miệng nhếch lên kia, phảng phất như ẩn chứa trào phúng vô tận vậy, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống, như bao phủ xương lạnh.